làm gì chị? Hôm nay em chạy cây chị nè. Tết chị là cát gì chứ đủ chứ. Trước hello mấy chị nha. Chào chị Xuân Phong, chào hết tất cả mấy chị. Hello chị Ngọc, chị Ngọc ơi. Đẹp quá trời đẹp. Nightcat mini Bình Phú về cho mấy chị đẹp xỉu. Hàng tem đài cho mấy chị. Hàng này bông đúng cưng đẹp luôn. Nay hàng nụ về nhiều lắm mấy chị ạ. Nụ hoa về nhiều. Ngoài hàng đẹp ra thì nó vẫn vậy đó chị Hằng ơi. Mấy chị vào xem livestream nha, em có quay game đồ livestream nha mấy chị nha. Sẽ tặng cho mấy chị một cái chậu cát mini phong phú. Dòng này hôm bữa em có về một đợt rồi, hôm nay em về đợt nữa cho mấy chị. Chỉ có khoảng 4 điều nói về cái dòng này thôi. Cái thứ nhất là giá trị cao, cái thứ hai là rất là xuyên bông, cái thứ ba là hàng tem cho mấy chị. Và một điều nữa cho mấy chị, cát mini phong phú hàng Tết nó là một dòng cát phong thủy, nhưng vào ngày Tết giá trị mang giá trị rất là cao cho mấy chị. Chỉ có duy nhất 4 điều này cho mấy chị thôi. Quà game em tặng cho mấy chị chậu cát nha. Quà game tặng cho mấy chị chậu cát. Anh chị vào xem like nhớ chia sẻ nhiệt tình giùm em nha mấy chị. Nhớ chia sẻ giùm em nha. Có quà game tặng cho mấy chị đây. Hàng rất là đẹp cho mấy chị và Thơm. Hello chào chị Bình Lê. Hello chồng của Vàng. Chồng của Vàng nói gì đấy? Nói gì nói lại coi. Nói lại nghe chơi coi. Nói lại nghe chơi ấy. Hello anh Thương Nguyễn. Anh Thương Nguyễn có chơi game á Thương Nguyễn. Em có chơi game á. Chơi game đồ live stream á. Em nói là em có chơi game đồ live stream đó mấy chị. Mấy chị vào xem like nhớ chia sẻ giùm em nha. Hôm nay em có Đinh Xuân về. Đinh Xuân nè, có cát nè. Hồ điệp thì không thiếu, hồ điệp thì không thể nào thiếu rồi. Con nghe cho thầy hả? Đơn của con gói đó cô. Con muốn bốc ráp hay gửi dịch vụ? Cô nghe thấy hả? Gửi như cô ở trong Củ Chi đúng không? Gửi dịch vụ mà. Gửi dịch vụ mà. Đóng hay chiều gửi? Đang đóng màn hả cô? Đang đóng màn chiều gửi. Hãy lo trình cốt nha, đẹp không mấy chị? Trời ơi, cái này á, ngoài cái nở đó nha. Thì người ta có nụ thế nè. Bán mấy chị đa phần là những cái chùm nụ như thế này cho mấy chị nè. Còn những chùm nụ thế này cho mấy chị thôi. Bán là bán cây nụ cho mấy chị. Bông này cũng khá là lâu tàn cho mấy chị, rất là xuyên bông. Tết mà chân được những cái tông mà cam đỏ thế này cho mấy chị rất là đẹp. Nó là dòng Đình Phong Phú đổi màu á. Nên là ngoài cái màu này ra thì mấy chị có thể sở hữu được cái màu vàng của nó nữa. Ok. Nay mấy tiên mới chơi cây đó mấy chị. Nay mấy tiên chơi cây. Nữ hoàng muốn đi không có hàng rồi ạ. Mùa này không có nữ hoàng muốn đi nha. Mùa này không phải là mùa hoa của nữ hoàng muốn đêm. Mấy đi phong phú cho mấy chị nè, có tông cam đậm như thế này cho mấy chị, có tông vàng lưỡi đỏ nó cho mấy chị. Chia sẻ giùm em đi, tặng cho chậu và game về chơi. Chậu về chơi 2,5 cây đó mấy chị. Dòng này dòng 2,5 cây vẫn như giá cũ cho mấy chị. Nó là dòng có tem, giá trị rất là cao. Hàng Thái Lan của mình cũng có. Bông của nó khi làm bông cho mấy chị chùm thế này nè. Nó là một cái dòng mau quanh năm cho mấy chị, khá là xuyên bông, dễ chơi. Với lại toàn bộ là những cây này là lon, đài lon nha. Hàng chậu lớn nha mấy chị. Hàng chậu lớn với chậu nhỏ nha mấy chị. Đối với những cây chậu lớn như thế này, cây nó cho một lần 3-4 chùm bông không à. Không phải là hàng nhỏ cho mấy chị nữa. Hàng nhỏ có chút xíu rồi mấy chị. Hàng nhỏ có chút xíu rồi, cũng đang trăm mấy cây rồi. Hàng này hàng lớn nha mấy chị nha. Hàng lớn. Một cái chậu này gấp 3 lần cái chậu nhỏ. Mà giá trị nó cũng rẻ, có 250 một cây à, 250. Nay có cam luôn chị. Nói chung là có vàng có cam luôn á chị Thu Phùng ơi. Có vàng có cam cho mình. Mini Bình Phú nở ra chùm rất là đẹp cho mấy chị. Nói chuyển màu đưa chị cái cây màu cam nở ra. Nói chuyển màu mà nó chuyển màu ai cho mấy chị mà. Khá là bền. Chủ yếu làm lên cho mấy chị nhé, những cái cây nụ kìa. Cho mấy chị coi những cái mặt bông nở thế này. Hai đẹp không? Nói chuyển màu rồi mấy chị. Sao mấy chị thấy cái tông này cam đậm, còn cái tông này vàng vàng là do hoa nó chuyển màu đó nha. Về mấy chị thích sang chậu sang cũng được. Mấy chị biết sao không? Cái này nhà vườn người ta trồng bằng vớn. Đây, nhổ cái gốc lên cũng rất là dễ dàng. Người ta trồng bằng vớn. Vớn chi lê đó. Cái vớn chi lê nè.
cái vớn này nè, gửi đi để cắt nước cho mấy chị rồi. Anh chị về sang chậu thêm đang bỏ thông cho cũng được thì thích. Nói chung là về ra cái chậu mới, anh chị về ra cái chậu mới cũng được, để nguyên cũng được. Nhưng mà theo em nghĩ thì mấy chị nên ra chậu mới, nên ra cái chậu mới để chân cho nó đẹp. Hoặc là mấy chị có thể vô cái chậu sứ, có chậu sứ nhỏ đâu không gì cả. Cái chậu sứ nhỏ nó đựng cái chậu mini phú cho mấy chị để thử coi mấy chị trưng bàn cho nó đẹp. Có hoặc em nồi like chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Hello chị Hồ Vân ơi trắng. Nhiều khách quá không biết chào ai luôn. Nhiều anh chị quá không biết chào ai. Đẹp không? Từ từ em kiếm cái chậu sứ trắng nhỏ nhỏ dễ thương nha mấy chị. Hả có chốt không chị Tiên Lê nhắn Messenger em nha. Phản hồi Messenger nhân viên cập nhật nha. Nhắn tin lại Messenger để nhân viên cập nhật cho chị yêu ơi. Chứ giờ là không có biết đường đâu mà lần đâu đấy. Nhắn tin vào Messenger nhân viên cập nhật cho mình nha. Ông đẹp quá rồi mấy chị. Để em lấy cái dầu trắng em mở vô cho mấy chị nè. Đối với những cây mới nói nhiều thế này nè mấy chị. Mấy chị vô cái chậu, mấy chị vô cái chậu cái để trên cái bàn làm việc mình cho nó đẹp. Đẹp tí nha. Đúng là hoa rất là rực rỡ. Hoa thơm nha mấy chị ơi. Nhìn cái màu của nó nè. Sáng rất là sáng. Mấy cái màu này đẹp lắm. Tháo vớn là chậu nào cũng nhớ nữa nè. Em náo cái cây này em cũng nhớ nữa đó chị. Hả là cây này hả? Cây này vừa tới nhớ vớn hả? Ý là nụ đúng không? Xíu em lên nụ cho. Này thích lấy nè để cho em rưỡi nè. Không ao lấy cái này đúng không? Nè cái chị gì đó. Cái chị Thủy Nguyễn gì đó nó lướt. Lướt qua em rưỡi ngay đó. Để cho chị Nguyễn em rưỡi. Giờ chia đi. Quà game đầu like. Quà game đầu like nha. Quà game đầu like chia sẻ đi. Chốt bán mà bán cho mấy cây này nè mấy chị. Bán cho cái nụ vì chơi tết. Nụ không nè. Nè toàn là cái nụ cho mấy chị không mà chơi tết mà. Để em lấy cái chậu cho vô coi bự dữ vậy hết chậu nhỏ luôn hả? Kệ đi đây đây đưa đây lỡ rồi đem tí nghe đem tí nghe em lấy cái chậu mở vô cho mấy chị coi. Giọng nghe ổn mấy chị, mấy chị nghe rõ không? Chứ mấy chị có cần anh tăng volume lên không mấy chị? Cái gì vậy? Nhiều nhét vô chị ơi. Ngon nè. Trời ơi, cái chậu bự quá. Chậu bự quá. Hai tháng một cam một vàng nụ hả? À? Một cam một vàng nụ quá vậy? Đấy, nói chung là bây giờ nó nụ thế này nè. Nó nụ thế này nè, không có biết được màu. Nó nụ là không có biết được màu, chỉ khi nào nó nở mới biết được màu nha. À cam và vàng đúng không? Ok, cam và vàng nụ đúng không? Ok, chị Hai Thắng này lên đây chỉ giùm em đi. 250 một cây. Đây, 250 một cây. Coi nè. Nụ không à? 250 đó, cứ nói 250 đó. Hoặc em tặng like chia sẻ đi, chia sẻ 200 view đi tặng quà liền. 200 view tặng quà liền nha. Cố gắng chia sẻ đi mấy chị. Nhanh lên tới 170 rồi kìa. 200 view quay game tặng quà cho mấy chị. 200 view quay game tặng quà liền cho mấy chị nha. Đây đẹp không? Về bỏ vô cái chậu đẹp đẹp tí nha mấy chị. 200 ngàn một cây, 250 một cây mấy chị. 250 một cây cát mini phú giùm em. Nó có nụ nữa đó mấy chị. Hoa nó chuyển màu thế này. Anh chị nào thích lấy cam lấy, thích lấy vàng lấy. Tùy thích mấy chị. 250 một chậu cát mini phú nha. Cái này là về phải ra cái chậu. Tại vì nói chung là người ta trồng cho mấy chị để mấy chị có thể thay đổi giá thể tùy thích mấy chị. Nhưng mà cái này hàng này lon hết trơn rồi. Đây em có hai loại cho mấy chị. Một cái á, là cái màu cam này. Một cái là cái vàng này. Vàng lửa đỏ này nè. Cái là vàng lửa đỏ này cho mấy chị Thanh hỏi em gì vậy? Thanh ơi. Một vàng lửa đỏ bóc ráp hay gì chị? À xem lại đơn chị để bóc ráp hả? Cây cam đúng không? Nguyễn đi lại một cây cam đúng không? Từ từ cam lên cho. Cam cũng 250 một cây. Cam cũng là 250 một cây, vàng cũng là 250 một cây đồng giá. Để em lấy con bé cho nó đi lấy cây cho mấy chị coi nè. Sắp rồi đó, sắp được đó, quay game liền tranh thủ mấy vàng, chủ yếu quay game đầu like mấy chị đó. Đưa kéo bên kia gì á.
Cái này một cây cam chị nè, đang nụ nha, đang nụ cho chơi Tết nè. Mấy cái cây này đang chùm nụ nữa nè. Cây cam này chớp cho chị gì nè. Nguyễn Thị Lệ. Nguyễn Thị Lệ, cây cam này quá đẹp không? Quá trời luôn. Anh chị nào thích lấy cam, lấy thích lấy vàng, lấy tùy thích, 250 cây. Lên số ngoài địa chỉ nha. Đủ 200 view quay game. Nè. Cam. Cam nè, cái màu này là màu cam nè. Vàng là cái vàng lửa đỏ thế này. Vàng lửa đỏ này, cái này cũng đắt tiền hơn cả cam đó mấy chị ạ. Đắt tiền rồi đấy. Có hoa luôn chứ. Cây nào cũng có nụ hết trơn á. Anh chị là cây nào cũng nụ hết trơn á. Lướt comment đi, có khách chốt đó. Đọc comment chị ạ. Hương Phạm cắt đỏ. Hương Phạm cắt đỏ đúng không? Cắt đỏ, cái chậu màu đỏ đó. Đỏ là đỏ cam á, màu cam đậm á. Ừ, chính xác. Đây Hương Phạm cây cắt đỏ nè. Cắt này cam nha, em kêu cam nè. Này là cam nè, nụ nè. 250 một cây. 250 một cây nha, 250 một cây. 250 một cây. Đây nữa. Kim Anh một cam một vàng. Kim Anh một cam một vàng cho Kim Anh nè. Đây cây là cây vàng nha. Cây vàng nè đang nụ nè. Đang nụ nè. Ở đây đang có chùm nụ cho mình lên nè. Bên đây đang bung nụ nè. Đang bung nụ cho mình nè, một vàng nè. Có chùm nụ hay cam nở? Có nở có nụ chị đi. Cái cam có nở có nụ chị luôn. Ok. Cam có nụ có nở chị luôn. Nè một vàng một cam cho chị nè. Ai nụ nè, tên gì quên rồi. Nụ nè. Kim Anh một vàng một cam một vàng nha, 250 một cây. 250 một cây. Đồng giá 250 nha mấy chị, cái này em kêu nó là một cam. Thì cam này nó sẽ chuyển màu nữa. Cái này sẽ chuyển màu nữa cái cam. Còn cái vàng này. Nói chung là cái vàng này nó cũng có nụ luôn. Nói chung là lấy cho mấy chị có nụ để mấy chị về chơi Tết, chứ không gì hết trơn á. Chị Thủy Nguyễn lấy một vàng lưỡi đỏ. Thủy Nguyễn lấy màu vàng. Vàng lưỡi đỏ. Ok. Thủy Nguyễn nè, một vàng nè. Bên đây có nụ nha. Bên đây đang có nụ cho mình nè. Thủy Nguyễn một cây 250 nè. Bên đây đang có tầng nụ nữa nè. Thủy Nguyễn nè, cát là cát đài chùm bông thơm bền cho mấy chị. 250 một cây. Chốt ai nữa? Mấy chị chốt rồi, mấy chị ghi số rõ giùm em nha. Dạ anh ơi, nở hết rồi. Ai biểu anh lấy hết cây nở đâu. Có cây nụ nữa mà. Có nụ nữa mà. Hương Phạm một cam nè. Hương Phạm một cam. Đọc của anh chặt quá. Hương Phạm một cam nè. Đang nụ nè, có chưa? Hương Phạm có rồi đúng không? Cái 88 có chưa? Rồi, 88 chưa có đỏ, có cam. Có đỏ chưa? Chưa đỏ, một cái cam. À chị cam á, là đỏ là cam đó chị. Một cây vàng lưỡi đỏ cho chị Thúy Nguyễn nè. Thủy Nguyễn nè, cây vàng lưỡi đỏ đúng không? Lấy màu vàng. Thủy Nguyễn nè, cây vàng lưỡi đỏ nè. Thủy Nguyễn cây vàng lưỡi đỏ nè. Bên đây nó có chùm nụ chị mình nha chị Thúy Nguyễn ơi. Ở đây vẫn có chùm nụ chị nha. Thúy Nguyễn cây vàng lưỡi đỏ chị Thúy Nguyễn nè. Thúy Nguyễn một cây vàng lưỡi đỏ 250. 250 ngàn một cây. Cho chị Nga Trần một cam một vàng lưỡi đỏ nè. Nga Trần một cam. Nga Trần một cam nè, đang nụ nè. Cách mini Đình Văn Phú nha. Mấy chùm nụ của nó nè mấy chị. Nga Trần một cam nè. Một cây vàng lưỡi đỏ. Đây vàng lưỡi đỏ đang nụ chị nha. Cái này là vàng. Về với tay cái chậu nha mấy chị. Nga Trần số 90. Nè mấy chùm nụ của nó nè. Chùm nụ nè. Chùm nụ của nó nè. Đây kết vàng nè. Một cam một vàng cho Nga Trần 250 một cây mini Đình Phú. Một cam một vàng. Chị Thanh Anh một cây lơ vàng lưỡi đỏ. Chị Thanh Anh nè. Thanh Thanh một cây vàng lưỡi đỏ. Vàng là cái chậu vàng đó cưng. Ok. Nụ đi, lấy nụ chỉ đi. Nè. Đây chị Thanh Thanh lấy cái vàng đi. Vàng lưỡi đỏ chị Thanh Thanh nè, đang nụ chị Thanh Thanh chơi Tết nha. Thanh Thanh nè đang nụ nè, chùm nụ nhiều nè. Thanh Thanh tới 91. Chị Mỹ, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cây cam có mặt ba nè. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cây cam có mặt ba. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nè, số 92. Cam và vàng. Cam và vàng nha, cái màu này em kêu nó là cam đó mấy chị. Màu cam đậm á, cam đậm hoặc là vàng cho mấy chị. 250 một cây. Nguyễn Thị Lệ, một cây cam vừa hoa vừa nụ. Cam vừa hoa vừa nụ chị nè. Vừa hoa vừa nụ luôn hả? Cam vừa hoa vừa nụ đúng không? Ok. Đây cam, cam, cam. Cam vừa hoa vừa nụ chứ không phải vàng. Cam vừa hoa vừa nụ.
màu cam á. Cam, cam là cái chậu cam, vàng là cái chậu màu vàng. Ok, thôi lấy cam lấy nụ đi chị ơi, giờ hết vậy, vô hai vô nụ rồi. Nè, chốt cái cây này cho chị Nguyễn Thị Lệ nè. Cây này cây cam nè, đang nụ cho mình nè, mấy chùm nụ nè. Ở đây mấy chùm nụ nè, ở đây mấy chùm nụ nè, 250 nha, 250 một cây. 87. Cây đang có bồn hoa hết trơn á mấy chị à, 250 một cây nha. 250 một cây mấy chị à, 250 một cây. Chấm gì quá trời chấm. Khách chấm quá trời chấm. 250 một cây nha. 250. Sắp qua được 190 view rồi đó, sắp 10 view nữa thôi. 10 view nữa kìa. Quay kem. Hải Thắng có địa chỉ em cảm ơn nha. Giá thể bằng vớn, giá thể bằng vớn cho mấy chị. Hàng đài giá thể bằng vớn cho mình nha mấy chị. Giá thể bằng vớn. 250.000 một chậu cát mini phú cho mấy chị. Thấy gì đó anh Tú Trương Trương, cái gì đó nói gì đó. Tú Trương Trương đang hỏi em cái gì đó. Đức comment của mấy chị muốn xỉu luôn á. Ok, chị Lệ có thông tin em cảm ơn chị Lệ ạ. Cho Thiếu Hoa một chậu cam một chậu vàng. Đây Thiếu Hoa. Đây một cây cam đang nụ nè. Thiếu Hoa một cây cam nha. Một cây vàng cho Thiếu Hoa nè. Đang nụ luôn nha. 93. Thiếu Hoa một cam một vàng, 250 một cái chậu cát mới đi ông Phú mấy chị về chơi Tết. Ghét chậu lên nó cực đẹp luôn đó mấy chị. 250 một cây à. Cái gì Ngô Tiến Cường lên nút nhà chị đây. Cho chị Trần Phượng Hồng một cái vàng nụ nhiều nè. Trần Phượng Hồng một cái vàng. Một cái vàng cho chị Trần Phượng Hồng. Ok. Trần Phượng Hồng một cái vàng giùm em nè. Nụ lớn luôn nha, 250. Cái này chuẩn giá, chuẩn bông cho mấy chị. Chuẩn giá. Chuẩn bông. Cái thứ nhất, hàng này là hàng kem cho mấy chị. Nó sẽ có chậu nhỏ nữa. Chậu nhỏ nó sẽ là giá trị thấp. Nó không phải là cây trưởng thành đâu. Những cây này là cây lớn chuẩn giống mấy chị. Còn nếu mà cây nhỏ tách ra là thế hệ của nó F1, F2 không à. Không có đúng chuẩn gốc của nó. Nó sẽ chi chuyển màu cho mấy chị và không có được sai bông giống như cái cây này cho mấy chị. Giá của nó 250 một cây nha. Thì anh có cây đó, máy nó đứng luôn mấy chị. Chị Tả Thảo ơi, đơn của chị Tả Thảo là hai cây đó nó chưa có về chị. Hai cây đó nó chưa có về nên là tạm hết. Nếu mà chị đợi được thì ngày mai, ngày mốt nó mới về tới. Được thì em gửi cho. Cây biến. Cái màu đó nó chưa có về. Nên là chưa có, còn nó còn mấy mặt bông thiếu chị đó. Tại vì tụi em đóng về liên tục, không phải riêng những mặt bông đó đâu chị. Giống như ngày hôm nay về mặt bông này, ngày mai về mặt bông khác nên á, là chị đợi giùm em được không? Đợi không đợi được á thì đổi cái màu pha giùm em đi. Tại vì nay cái màu biến nó chưa có về được chị ha. Cái màu có báo chị là nó chưa có về. Ngọc Thấm Vũ, một cây cam Ngọc Thấm Vũ nè. Cam lấy nụ chị đi. Ok, Ngọc Thấm Vũ một cây cam nè, đang chùm nụ cho mình nè. Đang chùm nụ nha. Ngọc Thấm Vũ đang chùm nụ nè. 250 số 95. Cho chị Jenny Tu một cây cam đang nụ nè. Cam lấy cam được, cam đang nụ. Đây là cái màu cam nè. Đây là cái màu cam nha. Còn cái màu vàng là vàng lửa đỏ. Jenny Tu một cây cam đang nụ. Đây ok, lấy cái này đi. Jenny Tu cái cây cam này nụ nhiều chị Jenny Tu nè. Đây là cái những chùm bông nụ của nó nha mấy chị. Đây là những cái chùm bông nụ của nó đang lên nè. Này nở ra nó cứ bung ra cho mấy chị là xuất sắc lắm luôn. 96 chị Jenny Tu cây cam đang nụ. Cái gì cầm kéo à? Cầm kéo không ớn, ớn bỏ cái kéo xuống. Cho chị Băng Băng Phạm một cây cam và hai cây cam và vàng. Chị Băng Băng Phạm cam và vàng đúng không? Nè mấy cái bông mà nở trước nó héo nên mấy cái kéo cắt nè. Nè màu vàng chị nha. Đây là cái vàng này là vàng lửa đỏ đang nụ nè. Vàng lửa đỏ và cam nè, Băng Băng Phạm. Nè cam và vàng nha, nhớ chị nhìn cái chậu là biết cái màu của nó rồi đó. Nè Băng Băng Phạm nha. 250 một cây chị Băng Băng Phạm hai cây.
Hello chị Hiền. Hai trăm rưỡi một cái chậu cáp đi Đồng Phú, em có hai màu cho mấy chị. Có hai màu nè, một cam màu vàng, có ba cam màu vàng cho mấy chị. Hầu đẹp xíu có hàng đẹp lắm mấy chị. Hầu đẹp xíu có hàng đẹp cho mấy chị. Thằng này em về đợt cuối rồi đó. Chứ người ta, chị Trần Phượng Hồng có một cái cây vàng rồi. Bây giờ lấy nụ nghe chị Duyên, Duyên Hồng thì Niên Duyên Nông thì Duyên ơi, chứ nụ nở không có chị, nở là nở hết luôn á. Nở là nở hết luôn á chị. Một cam một vàng cho chị Duyên nè, thị Duyên nè. Một cam một vàng. Đây là một cam cho mình 250 nè, một cam. Đây là cái màu vàng cho mình. Cam màu vàng đang nụ nha. Còn không là nó nở từ lấy tới lát hết luôn rồi. Này ví dụ như là bây giờ nó nở từ lấy tới lát thế này. Nên làm lấy cái nụ cho mấy chị ưu tiên, lấy cho mấy chị mấy cái nụ. Lấy cái nụ về chơi, nó nở nó đẹp lắm mấy chị, cái màu đúng sắc luôn. Đúng đẹp luôn á. Gốc mãn không có gì như Quỳnh ơi. Cho chị Lê Huyền một cái vàng nụ nhiều nè. Vàng là vàng lửa đỏ nha mấy chị. Vàng. Vàng cho chị một cái đang nụ nhiều cho chị nè. Ok. Nè cho chị Lê Huyền một cái vàng đang nụ, chị Lê Huyền nè. Đang chùm nụ nha. Bên đây đang chùm nụ nè. Ở dưới đây đang có chùm nụ nữa cho chị nè. Chùm nụ gì nè. Lê Huyền một cây vàng. Số 99. 250 một cây. Hàng kém với chị thoát ra vô lại giùm em nha. Ngọc Tấm Vũ có cam có vàng rồi, em cảm ơn ạ. Dạo này làm gì á chị Hiền? Làm gì bữa giờ mất tâm mất tích trời rồi. Khi nào đủ giao một lượt hả? Dạ chị đợi nghe chị. Tại sáng soạn thiếu cây nên báo thiếu chị, nó chưa có về. Thật sự ra cái màu nó chưa có về chứ không phải là không muốn gửi chị, nó chưa có về tới. Ờ cho Nguyễn Sĩ Đan một cam một vàng nè. Nguyễn Sĩ Đan một cam một vàng. Nè cho vàng nè. Nguyễn Sĩ Đan một vàng nè cho cây cam đi. Nguyễn Sĩ Đan một cam nữa. Ok. Vàng nè, có cam, cam có nụ luôn nha. Cam có nụ hết nè, một vàng một cam Nguyễn Sĩ Đan. Số 100. 250 một cây nha mấy chị ạ. Hôm trước anh đặt hai cây cáp đi chưa hả? Cao Hoàng Huy đã báo đơn chưa? Chưa báo đơn là chưa có chốt anh Huy ơi. Chưa có đơn là chưa chốt, còn báo đơn là đã chốt rồi. Cậu Phấn Vũ có bàn chưa, số 95. Ngọc Tấm Vũ thì một cây vàng chị Ngọc Tấm Vũ nè. Ngọc Tấm Vũ một cây vàng chị Ngọc Tấm Vũ nha. Ta có đủ cho mình là 250 à. Số 95. Còn Kim Đẹp, còn chị. Ai biết đâu chị nói là mấy đứa chốt đơn đi, Kim Đẹp còn mà. Kim Đẹp còn mà chứ đâu có hết đâu. Em còn Kim Đẹp sao mà hồi sáng chị hỏi chốt đơn kêu hết rồi. Chị nhắn tin lại mấy đứa mà chốt đơn á chị. Còn hàng á. Lê Huyền đổi chị cây cát đi, cái đó lá xấu à. Số 99 là màu gì à? 99 là màu gì à? Màu vàng đúng không? Ok. Trời cái này là về phải tay chậu nha. Mấy chị về cái tay cái chậu giùm em mấy chị. Phải về cái tay cái chậu giùm em nè. Thay giùm em cái chậu nha mấy chị. Vàng. Lại đưa đổi cái đó. Ok. Đổi cái vàng này cho mình nè. Lê Huyền đổi cái vàng này cho mình nha. 250 đổi nè. Ý là anh Cao Hoàng Huy, em có hỏi anh đó là có thấy nhân viên chốt đơn chưa? Anh này đã thấy chốt đơn chưa? Nếu chưa chốt đơn là chưa chốt đơn, còn nếu là chốt đơn rồi chắc ta đang đóng hàng cho mình á. Có bán hồ đẹp hả? Có đẹp luôn mấy chị, có đẹp luôn. Có đẹp luôn. Để quay game cho mấy chị cái. Em quay game cho mấy chị cái tính gì tính nha. Quay game cái tặng cho cây, cái chân cây thôi mấy chị lại làm qua sớm nữa. À quay game nha, quay game cái đi bán cho mấy chị nè. Cập nhật cho em mấy chị. Cập nhật cho em quay game nè. Anh Cao Hoàng Huy ơi. Em hỏi lại á nghe là anh đã nhân viên đã chốt đơn cho mình chưa? Anh coi trong tin nhắn á, đã chốt đơn cho mình chưa? Nếu mà chưa chốt đơn thì anh có thể chốt lại giùm em. Còn chốt đơn rồi thôi. Em quay game cho nha. Có cam có vàng cho mấy chị, có cam có vàng. Có cam có vàng cho mấy chị. Đẹp lắm. Cam là như thế này. Còn vàng là vàng lửa đỏ. Ê con ngăn ngồi, con bữa nay con có mấy màu hoa về đẹp lắm con, mấy có màu mới về đẹp lắm. Xong cái này em lên hồ đẹp cho mấy chị nha. Vàng là vàng lửa đỏ này. Bà lại nói khá là đắt tiền. Khá đắt tiền nha mấy chị. Quay game nha. Nãy có 192 view à. Mấy chị nói 200 mấy á. Em nói có 190 mấy à. Thôi quay game luôn nha mấy chị nha. Khỏi đợi trơn. Game anh chị em ơi. Quay cập nhật nha. Cập nhật quay game nè. Quay game trước đi rồi cái em vô cái mán tiếc cho mấy chị. Game liền nè. Bữa nay em có đi sân về nó. Rồi có mấy cái gì vậy. Có đẹp nữa nha.
Ờ đẹp mấy cái màu mới về đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Anh đào. Ừ, hả? Anh đào. Ừ. Mấy cái màu đẹp quá trời quá đất luôn. Mãng ngày hôm nay mấy chị coi xuất sắc quá chị ơi nè. Nè, mãng ngày hôm nay đang cập nhật lại tí. Mãng ngày hôm nay ba ngồng không à. Mãng ngày hôm nay là mãng đẹp, hàng VIP luôn cho mấy chị luôn, hàng VIP. Em phải nói một từ dùng một từ với chị, toàn hàng VIP. Ba ngồng hết toàn bộ, ba ngồng hết toàn bộ. Mãng ngày hôm nay xuất sắc. Em nói mấy chị cầm cây mãng lên thiệt sự với mấy chị ha. Cho chị Ngọc Linh trồng một cây vàng nụ nhiều bụi bời bụi nhiều luôn hả? Ok để tí nha chị. Lựa liền cho, nụ nhiều bụi nhiều luôn hả? Ngọc Linh trồng nè. Em nói mãng ngày hôm nay em nói mấy chị chất như nước cắt luôn. Toàn bộ là cây ba ngồng hết cho mấy chị, quá trời đẹp luôn. Một cây vàng nụ nhiều bụi nhiều hả? Lấy cái này đi. Nè nụ. Nụ dưới gốc nè, nụ lên luôn. Nụ nha. Cái vàng này đi, lấy cái vàng này cho chị nè. Rồi quay game liền nè. Vô cho một phút nữa. Cho bây giờ là bây giờ mấy giờ ta? 2:39 một phút nữa nha, một phút nữa. Một phút nữa cho vô lại đó. Cho một phút rồi đó. 40 là quay liền nha mấy chị. Mãng ngày hôm nay đẹp quá trời quá đất luôn. Toàn là ba ngồng không, bây giờ mua 3 cây là chín rồi. Mua 3 cây là chín rồi. Bằng mấy chị mua 9 cây hoặc là 6 cây. Tên gì chị? Nói chốt này tên gì để hẳn không? Cái gì đó? Ngọc Linh Trần. Ngọc Linh Trần. Play game nha. Nói chung mãng ngày hôm nay đẹp lắm. Mãng ngày hôm nay đẹp. 3 ngồng không ạ? 3 ngồng cho mấy chị không ạ? Ơi. Quay game cho nè. Quay nha, đang quay nha mấy chị ạ, đang quay nha. Đang quay game nha mấy chị ạ. Gì cũng lên. Trời mấy cái này hàng ngày hôm nay hàng đủ quá trời đẹp quá trời. Mãng ba ngồng không. Ba cây là chín ngồng, ba cây là chín ngồng. Trời ơi ghép vô đẹp. Nói mấy chị 9, 8, 9 rồi mấy chị ghép vô là phát tài phát đạt quá chị. Số may mắn ấy. Mấy chị biết số 8, 9 rồi biết rồi. Toàn lọc phát không à. Mà ba cây chứ cần mấy chị mua ba cây được chín rồi không. Toàn lọc phát không. Coi chúng mày tặng dân dậu chơi bà chơi. Là làng lên. Chị Ngọc Linh Trần cho số điện thoại địa chỉ nha chị. Chị Loan Nguyễn Hồng. Loan Nguyễn Hồng nha ta nè em bé. Có là có giúp em nha Loan Nguyễn Hồng. Loan Nguyễn Hồng nè. Loan Nguyễn Hồng nha ta nè em bé nha. Em đếm từ 1 đến 10 chị Loan Nguyễn Hồng ạ. Một cho chị Loan Nguyễn Hồng. Hello chị Huyền. Hai cho chị Loan Nguyễn Hồng ạ. Loan Nguyễn Hồng nha ta nè em bé ạ. Ba cho chị Loan Nguyễn Hồng mà sạch tên coi cưng có tên bot có là có không. Bốn cho chị Loan Nguyễn Hồng ạ. Có chị. Có nè. Có là em bé. Đây. Loan Nguyễn Hồng chứ đâu phải Trần Loan. Cảm ơn ra rồi. Bốn cho chị Loan Nguyễn Hồng ạ. Loan Nguyễn Hồng chứ phải Trần Loan. Năm cho chị Loan Nguyễn Hồng. 6 ạ. À. 7 cho chị Loan Nguyễn Hồng ạ. À. 8 cho chị Loan Nguyễn Hồng ạ. À. 9 ạ. À. Sạch quá nói coi chị coi. 10 ạ. À. Nhiều khi em chị ẩn nữa mấy chị ơi nên phải là gì đó. 10 lần thứ nhất ạ. À. Mãng tiếng Hồng đợi em xíu chị. 10 lần thứ hai. 10 lần thứ ba. Loan Nguyễn Hồng. Comment 3 phút trước hả? Rồi ba chị chấm chấm ba phút trước rồi mấy chưa. Quay lại lần nữa su rồi cập nhật quay lại lần nữa su rồi comment ba phút trước ai khách ruột của em luôn đó mà trời chỉ vô cũng chui chỉ vô chứ mua không mà chỉ có chơi game khách em toàn vô mua lan không chứ có chơi game mấy chị quá trời đẹp luôn nè mãng nè chỉ cần 3 cây 9 đồng bông em nói mấy chị em nói giá luôn 200.000 cây mãng như thế này mà chỉ cần 3 cây 9 vòi toàn lọc phát không. 9 ngồng là người ta nói gì ta?
tài lộc nó mới chị lộc phát đấy. Đây ba ngồng mà ba ngồng hết toàn bộ thì có 200.000 một cây mãng ba ngồng thế này. Quay lại nữa nha, để xíu mới bye bye đi mấy giờ. Mãng ngày hôm nay không có hai ngồng luôn, toàn ba ngồng không luôn, quá đẹp. Trời ơi lâu lắm rồi đây, em nói từ hôm bữa tới giờ đây là lần cái đầu tiên quá chị. Lần đầu tiên em về toàn bộ lô mãng thiên hồng cho mấy chị ba ngồng. Hình như còn được chưa cây tiên? Có như đây à? Còn trước có mấy cây nè. Trời chắc mười mấy cây chưa là gục. Mười mấy cây là gục. Em đi tiếp cho. Kiếm rồi hết à. Trời cái này mà khách mua lần ba cây nữa là còn hết rồi con. Chỉ cần ba khách là hết luôn bà luôn. Ba cũng khách hết bà. Có ba ngày ba cây ba vòi mà có ba vòi mà ít quá vậy. 200.000 cây ít à. Cây đẹp lắm nha. Nụ nào ra rồi đấy. Trời chị Loan Nguyễn Hồng có rồi kiến hả à? Chị comment sao kìa chị Loan ơi, chị Loan. Chị Loan comment sao kìa chị Loan. Trời ơi. Học rồi. Cô ba cái đẹp đi con hả cô ngang cô để con xíu lựa cho cô ba cái đẹp sức. Chị Loan Nguyễn Hồng học kìa kìa. Em kêu chị muốn chết luôn á. Em kêu chị muốn chết luôn á. À, có mấy cây hả? Trời có mười mấy cây mấy chị ơi, 15 cây, không tới 15 cây nữa. Không tới được 15. Chị Long, chị Long. Long Nguyễn Hồng có mì yến hả? Lâu mới có luôn mấy chị. Tại vì trên này thống tôi bót nó không có. Thôi chị ruột của em. Em còn lựa cho chị ruột đẹp hơn những cái gì, những cây khỏi cây qua em chị ruột ơi. Để đi. Em sẽ lựa cho chị. Chị ơi, chung là chị ruột của em à. Nó ẩn gì đó mấy chị, bởi vì nó đếm lâu cỡ lâu. Em đếm 10 giây, thêm 3 giây nữa thật sự, nhiều khi 30 giây rồi đó. Cái này út tiền hoa vải nè. Út tiền hoa vải nha. Đếm từ 1 đến 10. Không biết nữa, trên đây máy này không có. Và T-Bot nó cũng coi là chị comment bao phút trước. Út tiền hoa vải nha. 1 à. Nè thoát ra vô lại liên tục luôn đó mấy chị. Em sợ cái vụ game lắm luôn. Em nói em sợ cái vụ game này dữ lắm mấy chị. 2 cho chị làm út tiền hoa vải nè. 3 nè. Chị nhắn có quá trời luôn, em không thấy luôn. Bởi gì đó. Bốn nè, bị khách giữ hoài gì chứ em khách giữ hoài vậy. Có bây giờ. Có vậy có luôn đúng không? Nè. Nói thiệt cái mấy chị chơi game như đó mấy chị. Bị khách giữ hoài gì. Ai một tiền hoa vải có chia sẻ luôn á, su cà hen luôn á. Ai không có chia sẻ nè. Út tiền hoa vải. Không có chia sẻ công khai, không biết có chia sẻ gì không biết. Ai mà kết cái chầu hầu đẹp mà bằng ấy này đẹp nè chị út tiền hoa vải. Em mày kết cái chậu này đẹp nha. Cái này là khen thiệt á. Nào, hoa mùa Tết nè. Mà có chia sẻ công khai nha. Xu rồi đó nha, chút quay game 30 phút nữa quay game. 30 phút nữa quay game. Tặng cho cái chậu khác nha. 30 phút nữa quay game. Lên cho bán cái này. 30 phút nữa, nãy giờ quay khách hai khách cũng được rồi. 30 phút nữa quay game. Chị Long có hồng ráng đi. Chúc mừng. Không có chia sẻ sao chúc mừng được. Không có chia sẻ công khai nha, đúng hợp lệ nha. Bởi em sợ cả y trước cũng vậy đó mấy chị. Trước cũng vậy á, giờ cũng vậy. Có mấy cái mảng lên luôn cho nha. Nhiễu ngô cây mảng nè. 200.000 một cây, có mấy cây à, 15 cây là chữ gấp. Không ăn ngô ba cây nữa kìa. Chốt nhanh đi mấy chị, ít lắm mà. Đây em nói mấy chị từ hôm bữa giờ, bây giờ mới có được cái lô mảng ba ngồng nè. Nhiễu ngô cây mảng 200 nè. Nhiễu ngô cây mảng thiên hồng 200 nè. À, lại chốt nè, mấy cây. Ai đây? Cái gì đó, cái gì chị Hằng nói gì em đó? Một cây cắt cam lựa nụ nhiều chị nhà Mai Thuận hả? Ok chị. À lựa cho con em mày lựa cây. Ê cưng lựa cây này cho con cũng được. Cô gửi cái cô đó anh tiên lựa cho con cũng được cây đẹp. Thôi à, không có. Lựa cho cô đây cây đẹp đi bản nè. Con ngang ngô ba cái bản tiếng hồng nè, ba ngồng nè. Ba là chính ngang ngô chứ phải là hiếu ngô. Ngang ngô chứ phải là hiếu ngô. Có hồ đẹp mini đẹp lắm chị biết, có họa môi trụ mấy màu mới không à. Sao không biết em không tìm ra luôn á chị Long Hồng. Em biết chị khách ruột của em luôn đó chị Long Hồng. Ruột luôn đó. Chốt cho chị nhà Mai Thuận nè. Cây cắt cam quá trời nụ luôn nè. Cái này hơi bị nụ nhiều luôn đó. Nhà Mai Thuận cái cắt cam nụ nhiều nè. 250. Chút quay lại 3 phút nữa quay lại. 3 phút nữa quay game này nha. Dù khi em 5 phút nữa quay game rồi đó. 200 ngàn một cây. Bây giờ là nhiêu rồi? Bây giờ là 2 giờ 50 phút đúng không? 3 giờ 10, 15, 20 không quay game. 3 giờ 10, 15, 20 quay game. Nói nhiều đó, 10, 15, 20 quay game. Hai cây là số nè. Ba cây đó cô ngang ngô.
Hàng Úc ráp á. Dạ cái này là 200 ngàn một cây. Mãng này là mãng ba ngồng nha mấy chị. Mãng ba ngồng lô rất là đẹp. Đây cho tôi lật chứ. Em sợ lắm mấy chị. Vụ giờ game này em sợ dữ lắm đó. Tặng cũng chữ mà không tặng cũng chữ. Thiệt chứ bộ. Đây chỉ cần mấy chị mua 3 cây là 9 ngồng là lọc phát rồi. 3 cây mãng thì ngồng cho chị thì trao lên số mời giùm em chị ơi. Lên này chỉ luôn nha chị. 3 cây nè, rồi còn được mấy cây luôn nè. 200 ngàn một cây. Mãng 3 ngồng nha, hoan hỷ. Ủa vậy tới bỏ nó chị Du mua được gì rồi. Du mua được gì rồi chị Du. Đây, số lượng của hàng 3 ngồng. Có được mười mấy cây thôi cho hồi cho mấy chị rồi lên hoa mini đẹp. Cây này giá của nó là 200 ngàn một cây mãng cho mấy chị. Trời ơi, mãng chơi 4, 5, 6 tháng. Mãng em nói khách nào để chơi mãng mấy chị biết chơi 4, 5, 6 tháng đó mấy tàn. Cây là cây ba ngồng thế này cho mấy chị. Chỉ cần 3 cây ghép vô là 9 bồ ha. 3 cây ghép vô là 9 bồ ha cho mấy chị. Ôi mày đẹp luôn á, hơi bị đẹp luôn á trời. Ừ. Đẹp không? Hơi bị đẹp luôn đấy. Nè, mãng thiên hồng, cây ba ngồng nha. Mãng này bền lắm mấy chị, nó bền nhất trong tất cả mua hết 1.450.000 ha. Tại bị ẩn hả? Ông nói thiệt luôn á tình yêu ơi, thôi đừng giận ơi. Thôi đừng giận người đẹp ơi. Nguyễn Sĩ Đăng lên địa chỉ, Nguyễn Sĩ Đăng ơi. Lên địa chỉ đi mới chốt nghe, lên địa chỉ đi mới chốt, có địa chỉ mới chốt. Mỹ Khanh, giờ này tới nơi rồi mấy chị. Một năm có một cái mùa tư mùa Tết à. Ngày thường mấy chị chốt đơn không lên số điện thoại không nói gì, còn Tết nhất hàng hóa thì nó lu bu. Khách thì hối đơn tùm lum lá trơn á. Nên là coi một năm có một cái mùa tư mùa Tết. Mấy chị cố gắng lên giùm em số điện địa chỉ đầy đủ không chốt cho nha. Cho Trần Pháp một cây nè. 200 ngàn một cây nha. Long bị ẩn hả? Ờ. Cho chị Kim Nhung một cây mãng gặp lưng sáng là số 32 nè. Số 3 nè chứ quên. Số 3 Kim Nhung. Năm có một cái mùa tư mùa Tết mấy chị lên số mời giùm em đi. Lên địa chỉ luôn mấy chị, không có thời gian gọi. Không có thời gian gọi luôn, nó thiệt luôn á. Nên là lên địa chỉ luôn giùm em nè, hoan hỷ mấy chị. Lên cái địa chỉ số 3 sáng đó. Anh Sĩ Đang là số điện thoại lên địa chỉ là lựa liền luôn đó. Nè, mua đại 3 cây ghép vô chậu 3 cây là 9 ngồng luôn, mấy chị có 6 ngàn. Em bán cho 200 ngàn chứ. Dạ chị ơi, cái này cho 4 năm tháng không đó chị. 4 năm tháng một cây không đó trời. Chứ không phải đâu, Thu Huyền này coi, Thu Huyền có thông tin không? Thu Huyền không có thông tin là chưa có chốt được nè. Ok, Sĩ Đang có thông tin nè, 3 cây bản nè. 3 cây bản Sĩ Đang nè, 3 cây 9 ngồng bông chết đâu mấy chị. Đúng không? Bữa mấy chị mua 1 cây ngồng hay là giữ lắm 1 cây 2 ngồng cho mấy chị bữa nay có nha. 4 cây đưa hết mãn rồi. Thu Huyền lên số mời địa chỉ mới chốt chị Hiền ơi. Cũng găng để riêng ra. Súng răng bị riêng đâu, bán cây đẹp cho mấy chị mà. 200 ngàn một cây mãng nha. Dạ yên tâm nụ nhiều. Mấy chị nghĩ mãng cho bao lâu mới tàn? 4 năm tháng à? 4 năm 6 tháng không luôn á. 4 năm 6 tháng không, yên tâm. Ba ngồng ha không nè. Chết đâu mấy chị. Nè cho chị Yên Lưu, Yên Lưu có thông tin không? Có, đầy đủ. Có thông tin đầy đủ không? 1.8. Có nè, có thông tin chốt nè. 1 cây. Đấy. Ủa em bớt. Không mà chị yên tâm, chị Long quá không muốn giận em đâu sợ. Chị biết tính em rồi. Chị Long quá không? Em nói khách ruột của em vậy đó mấy chị. Một cây mãng chốt chị Hình Cúc có thông tin không? Hình Cúc ơi. Hình Cúc có thông tin. Trời ba đôi ta đẹp dữ ta. Đôi ta em đẹp dữ à. Đôi ta nhìn không ra luôn á. Hai cây chớp hai màu 109 đưa hình cho chị chọn rồi bây giờ rồi nó ra giao bill không có cây. Ha không có báo cho chị biết hả chị Hằng á? Chị Hằng á? Mỹ Khanh có chưa? 1.6 xuống rồi mà. 1.6 chưa? Rồi Mỹ Khanh có rồi. À, chị Thu Huyền được có 2 cây nè. Thu Huyền được 2 cây mãng 2 ngồng luôn nha. Thu Huyền được 2 cây à. Chị Hằng ơi, hình như cái chớp mà chớp hai màu hả? Chị lấy mấy cây? Như còn được còn cây hay sao? Còn được cây chị Hằng lấy không? Nó nằm trước á. Chừng giờ giống như chị biết sao cái đơn đó. Chị bữa chị Phượng lên giường á, chị Phượng nói là có mấy cây thôi. Cái chớp hai màu đó nó có mấy cây thôi à. Nên là ai comment chốt trước thì có khách chốt. Còn đựng cây nữa đó, còn đựng con cây nè, chị lấy không chừa chị? Chừa riêng luôn đó. Ê, có cây nha mãng hai ngồng mà ngay chỗ cái gốc đó cơ. 170 ngàn cây mãng luôn. Rồi lên nha. Rồi có cái bông này đẹp lắm nè mấy chị, bông nhiều lắm nè, xịn lắm luôn. Rồi cái chớp ơi chị Cúc hả? Cúc này đỏ ta nhìn lạ, nhìn không ra luôn á trời. Đẹp gái nhìn không ra luôn nè. Chị lấy trăm anh hết mãng không? Có mai có về mãng không chị Phượng? Chị Hằng đừng dặn, chị Hằng để em tí đi. Mai có về mãng không chị Phượng? Có
chốt dư cho chị Thu Huyền cây mãng đi. Thu Huyền thêm cây. Anh chị nào chốt đi em chốt cho. Hiếu Ngô một cây mãng có chưa? Hiếu Ngô cây mãng 3 ngòn số 102 nè. Mai tự chọn lựa 3 ngòn đẹp cho. Mai về 5 thùng. Ok, chốt cho chị Lê Trâm Anh 3 mãng 3 ngòn nè. Cây mãng ngay vòi mà ngay chỗ cái bàn xe không đĩa đó. Trong cái sọt đó. 3 mãng, một kia tự chọn mai lựa đẹp cho chị Trâm. Chút dư á, cái là chút dư đó. Cây cát này ham rưỡi nha. Ham rưỡi có nụ lấy nụ cho chơi. Ok. Có một cây chớp hai màu bên trước á, lấy cho chị Hằng Nguyễn cho coi. Còn được cây mãng này 180 nè mấy chị, 180 cây mãng này nè. Yến ơi, giờ xem messenger không chị hả? Xem được chứ liền. Đang live stream xem gì? Không có xem, gọi hotline nhân viên nữa xem đi chị. Alo. Còn chứ, còn cây nụ đẹp lắm. Cây mãng này 180, 170 nè mấy chị, 170, 2 ngọc. Trời, một nhánh của nó phân nhánh như thế này. Đang nụ, cách đang nụ là 250, màu này màu vàng nè, vàng lửa đỏ nè, 250. Nè, cái này là màu cam nè. Màu cam đang nụ nè, cam là cái chậu nó màu cam, vàng là cái chậu nó màu vàng. Đang nụ nha, cách này bền bông mà cái màu nó rực rỡ lắm cô Liên. Nè cô Liên coi nè, rực rỡ lắm chú Bột, rực rỡ. Đây là màu cam nè, còn nếu màu vàng thì màu vàng lửa đỏ cho mấy chị, rực rỡ lắm đẹp. Có kêu mini đồng phú, 250 cây, thích lấy nở lấy nụ lấy. Nga tiết cây cát 107 gập đơn nè, cây mãng. Chị Hằng đâu rồi? 353. À chị Hằng Nguyễn hỏi em nè đúng không, nữa này nữa kia đúng không? Cái này người ta nói là mặt trái có sự thật nè mấy chị. Nè đúng không chị Hằng ơi, chốt lẹ chị Hằng, 109 nè chị Hằng ơi, Hằng Nguyễn ơi. Cái này là cát... không có màu đỏ, cái này là màu cam. Em kêu nó màu cam chị cho anh ơi. Màu cam ok đúng không? Đó này nè, 109 chị Hằng nè. Là người may mắn cuối cùng đó, chị là người may mắn đó. Chứ bữa giờ rất là nhiều khách chốt này đâu có bán đâu. Đâu có đâu mình ấy. Bữa có mấy cây mấy chị cứ nghĩ đi, có 2-3 ngàn cây mà lựa được có chưa được tới chục cây. Chưa được tới chục cây đó là mấy chị biết rồi, bán có 190 ngàn cho đó. Bền 2. Chị Hình Cúc hả? Cho chị cái bản ba vòi có. Cây hồ đẹp. Nè lấy cái này cho mấy chị đẹp quá nè. Trời bữa nay về nói chù khách ô khách. Muốn xỉu ngang xỉu dọc với cái này luôn. Em nói hả? Nhúc nhích. Trời cái này là hoa anh đào. Hồng nè, cái này là hồ đẹp anh đào, cây 2.190 một cây. Nhớ nhắc giùm em nghe mấy chị năm 12 giờ 10 15 20 đó số quay nghe mấy chị. Cây đến 190 một cây. 190. Cây là cây anh đào cho mấy chị 190.000 mới về được một thùng. 190.000 còn như đây thôi. Rồi cứ mười mấy cây đó mấy chị. Nè. Đi kiếm hả? Có cái này lan lan nè chị, có cái này lan lan nè chị Cúc, chị Cúc chốt không? Nó lan lan nó cũng hai màu mà nó không có nửa này nửa kia thôi à, nó lan lan. Út lựa cây đẹp mới chịu. Lựa cặp đẹp hả? Cái gì mới được? Út ơi, lựa cái gì mới được Út ơi? Út Quyền không phải ơi, lựa cái gì mới được? Cái này là anh đào nha. Năm anh đào chị Thanh Xuân nè, quá đẹp luôn. 190 một cây à, em nói mấy chị ơi. Cây là 2 ngòn hết, 2 ngòn phân nhánh hết cho mấy chị mà cài cắm cái tia nè, xuất sắc. Trời cái nụ này nó vừa gì đâu luôn á. Về cái 5 hôm, 4 năm hôm mới nở răng bông nó vừa gì đâu luôn. Trời chơi Tết đúng đẹp luôn đó mấy chị ơi. Bữa nay mùng 6 rồi chứ đâu. Nay mùng 6 rồi. Hai, mấy cây rồi, 3 cây nè. 4 cây nè. Trời xuất sắc. Nè nè, chị Sân xin rưng ơi. Anh đào 191 cây quá đẹp luôn. 3554 cây. Nè coi nè. Nè coi nè, quá đồ đẹp luôn, 191 cây anh đào thôi 190. À chốt cho Út vải nè, Út vải một cặp đang cầm nè, lựa đẹp chút vải ơi. Nè một cặp đang cầm đúng không? Lựa một cặp đều cho. Yên tâm đi, đẹp mới nhận. Nè. Út vải một cặp nè. Bông nhiều hả? Bông nhiều có bông có gì đâu, thích bông có bông. Nè mà cặp cho mình nè. Hai ngòn con nhắm nè. Út vải gì nè, lên đây chỉ giùm em nha. Út tiền hoa vải một cặp anh nào 190 một cây, 190 ngàn, có hồ đẹp vàng luôn chị Nhung ơi, có. Chị em có hồ đẹp vàng. Mấy hồng luôn đó chị, 2-3 hồng luôn đó, chị đợi em tí đi. Quá là đẹp luôn. Nè, anh đào chốt cho Út nha. Có Đăng Xuân luôn chị Ngô Đào, có, em cứ về Đăng Xuân luôn ạ. À. Đăng Xuân xíu lên luôn cho, nhanh nè, cái này nó có mấy cây nhanh nè mấy chị ạ. Nè cây nụ nhiều. Nụ nhiều nha, 190 một cây anh đào. Anh đào này 190 nụ quá trời nụ luôn. Có cây vàng trắng không hả? Vàng trắng hả chị? Vàng trắng hả? Vàng trắng là cái gì chứ mới được.
giờ viền trắng là cái gì mới được. Anh đào là 190 ngàn một cây nụ, rất là bền bông, cái màu đúng ngọt luôn. Nó là cái màu hồng đậm ở trong, màu hồng hồng xương xương ở ngoài, và cái nhị của nó màu đỏ đậm đỏ cho mấy gì. Cây nó lên cái tông cho mấy chị nó nét. Có 190 ngàn mà cây hai ngọn cái này. 190 là giá quanh năm rồi. 190 là giá bữa giờ luôn đó mấy chị, là giá này là giá không có tăng giá luôn rồi đó. Không có tăng giá luôn cái anh nào luôn cho mấy chị. Đưa cây bên kia có bông nở nhiều rồi. Cây nở ít. Cái gì? Cảm ơn em cho chị số tài khoản đi, chị mời em trà sữa thôi đi. Thôi đi luôn uống. Thôi, giữ đi chị yêu ơi. Em uống cho em tắt cái tiếng em luôn. Mấy đứa này nó mua trà sữa đây, em cũng có đâu có uống đâu. 190 một cây. 190 một cây nha, 190 một cây anh đào thế này, cây đẹp luôn cho mấy chị luôn nè. Cho chị Nguyễn Hằng Yến ba cây anh đào đẹp, chị Yến nè. Đủ nhiều luôn nha. Lên xuống mà địa chỉ giùm em nha, 190 lên liền luôn chị ruột ơi. Lên liền luôn nha, lựa cho cây đẹp cho mấy chị chơi. Cây này hả? Cây này thì nụ nhiều. Cây này thì nở ít nụ nhiều nè. 190. Hồi điệp vàng anh Trần Pháp để em tiếu. Em nói ha, bông nó đẹp lắm. Đợi tí đi. Ừ. Có hoàng đại luôn, có AC luôn. Nè coi nè, anh đào quá xuất sắc hết trơn. Hai ngọn mấy chị cứ cần ghép vô cây thế này nè. Để em tí em để vô cái chậu cho mấy chị coi. Ừ. Để lấy xương xương luôn nha. Xương xương về cắm cái ti ra nha mấy chị. Cắm cái ti ra bung ra. Mấy chị coi nè, cái này ghép xương xương hai cây vô chậu thế này cho mấy chị thôi. Chưa có bung ra nha, cái này là chưa có bung nè. Để lại vui vui vẻ thôi nè. Bung ra hai cây ghép vô chậu. Rồi nó bung ra như thế này rất là đẹp. Em đang like nhắm ra Sài Gòn rồi mấy chị nghe chị Yến Trần ơi. Ok, chị Hằng Yến có ba cây hồng đào rồi ạ. Anh đào ạ. Ba cây anh đào lên số gọi giùm em chị Yến ơi. Anh đào là 190 ngàn một cây mấy chị ạ. Cây đang đẹp cho mấy chị luôn nè. Đang đẹp. Em cho chị xuống rồi đi. Chị dẫn em đi uống cà sữa hả? Đây, em nói nghe nè. Cái này là anh đào nha mấy chị, 190. Về ghép vô cái này cắm đàng hoàng vô mấy chị. Em làm ghép ẩu ẩu đó mấy chị. 190 ngàn. Hai ngọc hết cho mấy chị. Quá trời đẹp luôn. Nè coi nè. Nụ không à, bông không mới chơi. Hai ngồng một phân nhắm. Cái này nó cũng tệ vì cái cây này còn phải 40 đến 50 bông mấy chị. Đâu ít đâu. Đâu ít đâu mấy chị. Đúng không? Nhiều lắm. Nhiều lắm mấy chị ạ. Nhiều lắm, có đẹp vàng luôn. Có chứ đẹp vàng nha mấy chị chứ. Cái này là anh đào nha. 190 một cây. 190 một cây. Còn cái vàng đưa cái chậu vàng nó ghép sẵn mấy chị coi. Ừ. Ship 3-4-5 cây thì cũng 40 ngàn mấy chị, 40 ngàn từ ship. Dưới 5kg là 40 ngàn từ ship nha. Này cái vàng này hay là mấy chị muốn vàng bự hơn. Vàng này là vàng AC 180 một cây. Còn mấy chị muốn vàng bự hơn cũng có vàng bự hơn. Đây cái này là vàng AC nghe, 180. 180 một cây vàng AC, để dưới góc đất đi cực. Hai anh đào nhiều hai chị không bỏ nè. Ok, đưa hai cây không. Đưa hai cây anh đào nhiều hai chị không bỏ luôn. Mấy chị khách mới lên thông tin giùm em nha mấy chị. Dạ giờ qua lấy được chị 25 Nguyễn Hữu Tiến từ Thành Tân Phú nha. Cái này ghép vô vui vẻ lắm chị Hoàng. Đẹo nha, nhìn nó bền ha. Nhìn cái màu, nhìn ngọt, nhu ghê. Ghép vô cái chậu nhìn nó cũng cưng cưng cưng. Ừ, hai cây nào chị không bỏ nè. 190 ngàn nha. Không bỏ hai cây. Mới về đó mấy chị. Mới về đó, hôm qua đâu có đâu. Hôm qua đâu có đâu mấy chị. Mới về sáng nay đó. Mới về sáng nay đó mấy chị. Được, ít rồi, hết anh đào. Mini nữa hết rồi. Em chuẩn bị đánh dần rồi cho mấy chị sang những cây đại rồi. Giờ giờ lai đại không à. Hai chị Trâm Anh bán gửi đi nó bể. Trâm Anh ơi bể. Bể. Ra ngay thành phố Cao Lãnh mua nhóc gì. Thành phố Cao Lãnh là xứ sở của Hoa Kiển luôn á. Chị Lê Trâm Anh. Sa đéc này kia các kiểu là xứ sở của Hoa Kiển luôn đó. Mà chị mua trên Sài Gòn. Ở gần đó ra đó mua. Gần đó ra đó mua. Quá rượu đó của bệnh. Không bỏ lên thông tin nha. 190 ngàn một cây nào nhưng mấy chị 190. Còn bàn AC đó 180 rồi chị, cái bàn AC luôn. Cái bàn ký bên rồi, ok cưng. Nè, bàn AC này 180. Bàn này giá qua năm muôn thở luôn đó mấy chị. Không có lên giá luôn đó. Không có lên giá luôn đó mấy chị, giữ giá cho mấy chị đến cuối cùng cuộc đời luôn á. Giữ tới cái lúc tìm ngân lai luôn nha mấy chị. Rất là đẹp. Chị ơi, nghe em nói rồi đó mấy chị. Không nói rồi đó nha, khách không có thông tin, không có chút đơn luôn đó. Rồi mới biểu mấy chị sao đó, chị nói em mấy chị đặt hàng mấy bữa. Mấy chị đặt hàng mấy bữa rồi không có gửi mấy chị. Có cho địa chỉ đâu mà gửi. Có thời gian đâu mà gọi mấy chị. Đây. Địa chỉ có để trên bài livestream chị ơi. Địa chỉ có để trên bài livestream nha. Vô livestream coi. Vàng này không có thơm mấy chị. Không có thơm. Chị có cái
lên cái này cho nè, có này chốt nha. Cái này là anh đào 190.000, anh đào 190. Giờ này không có thời gian gọi luôn, không có thời gian thì được. Yến ơi, có thời gian kiếm tiền, không có thời gian được à. Còn lên địa chỉ luôn nha, chị Thanh Xuân 7 cây nè. Chị Thanh Xuân mua đại, chị Thanh Xuân, chị Xuân mua đại đi, nhiều nhiều đi, gửi bài chị Xuân, gửi bài, gửi bằng chuyển bay Hà Nội, gửi bài cho nhanh nhận. 7 cây vàng oxy đúng không? Ok chị. Một ngầm mà văn nhánh quá trời luôn, 180.000 một cây AC nụ nè, không có bị hư một cái nụ nào luôn nha. Chị mua lại đi, đi gửi gửi bay chị, vận chuyển bay chị, nhanh lắm, nhanh nhận bay trong vòng 36 tiếng à, gửi với bay là trong vòng 36 tiếng chị à. Đây nè, ba cây nè, ba cây này xuống hai cây này nè, xuống đây ba cây này, lựa cho 7 cây đẹp. Ba cây 4 5 6. Rồi đây cái bánh nhiều không cho đó. 7 nè. 7 cây này cho chị nè. Em có cái bàn lưỡi rắn được không anh La Vi Phạm? Bàn lưỡi rắn được không? Quá đẹp luôn nè chị. Không bị hư một nụ luôn nha chị Xuân. Minh Lập 2 anh đào 1 vàng. Anh Minh Lập 2 anh đào 1 vàng cho anh Minh Lập nè. 1 vàng AC nè. 1 vàng AC cho anh nè. 1 vàng AC nha. 12 anh đào. Ok Minh Lập lên thông tin nha. Xài Tết bao Tết cho anh Minh Trần, Tâm Trần. Em báo bông Tết mà. Nè Minh Lập nè, hai anh đào nè. Hai anh đào cho anh nha. Tân tin giùm em 190, 180, 180 một cây 190. Bạn ngày nó chưa có về kịp luôn đó, bạn ngày nó chưa có về kịp luôn đó. Em có cái màu sen mới nè mấy chị. Màu sen mới nè. 190 luôn nè. Mấy chị ơi có cái màu được vip quá vip. Màu này xinh xắm luôn nè. Trời khách ơi. Bữa nay về Ngọc Phạm chốt chị có số ngồi đây. Ngọc Phạm chốt gì Ngọc Phạm ơi? Ăn còn không có thời gian nữa đó Yến hả? Mấy chị than không? Tết nhất mấy chị than thở với em không à? Em cũng thở than với mấy chị không luôn á. Thôi thôi mấy chị kệ đi, năm lâu lâu mình có cái mùa tư mùa Tết. Năm một năm có cái màu này là cái màu hồng, màu sen, bông siêu bền. Màu này chị có 190 một cây. 190 một cây đang cầm cho Út Tiền hả? Phải lên địa chỉ anh, lên chỉ. Trời em nói mấy cái màu này bữa về được có 20, có được 20 cây trái hàng cho Ngọc Phạm hả? Ngọc Phạm một canh đào với một cây vàng nè. Cái này là hồng sen, một cây vàng AC với cây đào nè. Và cây đào là 190.000, vàng AC 180. Ngọc Phạm này lấy địa chỉ nha. Cái này là hồng sen, hồng sen hình tấn chiến, hình tấn chiến là số nào để chốt người ơi, lên số nào em chốt cho. Thấy lên hàng lê luôn, hồng sen quá đẹp, mấy chị ơi cái màu đúng ngọt luôn, chuẩn hàng nè mấy chị coi nè. Bông của bông này mà góc của người ta cũng lớn nha mấy chị, chú phải ấy góc nhỏ đâu, không góc nhỏ cho mấy chị đâu. Đây hồng sen là 190 nha, 190 hồng sen, hình tấn chiến hai hồng sen nè, hình tấn chiến hai hồng sen cho mình nha, quá đẹp với cái màu, màu này bữa cháy hàng chứ bộ. Hình tấn chiến là địa chỉ giùm em nha. Nguyễn Ngôn, Nguyễn Ngôn siren rất nguy hiểm đây. Ai chấm vô coi tin nhắn gì kìa. Ngọc Lan hả? Ngọc Lan ba hồng sen hả? Ngọc Lan ba một cây hồng sen cho Ngọc Lan 190 nè. Hết luôn hả? Có vô đây hết luôn hả? Ok. Còn được có mấy cây à? Ngọc Lan cây nè, Ngọc Lan cây hồng sen nè. Tâm Trần hả? Tâm Trần có số thật, có địa chỉ mới chốt nè, không có số thật thông tin là không có chốt rồi đó. Tâm Trần lên thông tin em chốt cho Tâm Trần ơi. Cho Ngọc Cấm Vũ này ưu tiên khách có thông tin. Ưu tiên chốt khách có thông tin nha, Ngọc Cấm Vũ nè, một cây nè. Ngọc Thấm Vũ một cây hồng sen nè, Ngọc Thấm Vũ nè, 190.000 Ngọc Thấm Vũ. Nguyễn Ngân chấm vô coi. Cái gì? Chị Nguyễn Ngân ơi, chốt nhiều lần không nghe máy sao chốt đơn được chị Nguyễn Ngân? Nè, lên chặn máy luôn nè, chị chốt nhiều lần không nghe máy thì xem chốt được. Tâm Trần ba hồng sen đang nụ, Tâm Trần này lên địa chỉ luôn ạ. À. Gãy ngồng 170.000. Tên đây. Đây em chốt cái này cho Tâm Trần nha, chốt không có đổi nha mấy chị, chốt có đổi nha, không có nhận chốt đổi nha.
chốt luôn đó nè tâm trần ơi, cây một cọng phân nhánh như hai ngồng nhanh nè tâm trần nè, nè một cọng phân nhánh như hai ngồng nha, yên tâm hai cây nè, một cọng phân nhánh như hai ngồng nha, ba cây cho tâm trần nè, 190 nè tâm trần, ba cây lên địa chỉ giùm em à, em cứ gửi ra Bắc luôn, gửi ra Bắc anh chị nào mà gửi ra Bắc á thì em nói rồi, gửi Bắc á mấy chị gửi bình thường cũng được, còn nếu anh chị nào muốn em gửi bay, em gửi bay cho dưới 10 kg gửi bay 100.000 tiền ship, 1 kg cũng 100.000 tiền bay, 10 kg cũng 100.000 tiền bay, nên là một khi anh chị nào vận chuyển bay á thì mấy chị mua lại nhiều nhiều gộp lại đóng vô một thùng 10 kg là nó có 100.000 tiền bay thôi. Máy bay là nhận trong vòng bao nhiêu tiếng vậy Phượng? 36 hả? 36 tiếng gửi máy bay Hà Nội, từ Hà Nội ra Hà Nội nè, Hà Nội Yên Bái Phú Yên á, Hà Nội Yên Bái, cái nói chung là từ Hà Nội đổ ra cho mấy chị Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn bao gì đó, Bắc Ninh gì đó thì gửi bay, gửi bay thì 1 kg cũng 100.000 thì ship, 10 kg cũng 100.000 thì ship, nên là mấy chị định lượng sao mấy chị mua sao ok. Ví nó em gì đó. Nhiều. 7 hồng sen, Thanh Xuân à, 7 hồng sen à. Ôi Thanh Xuân ơi được có 5 hồng sen à. Thanh Xuân được, đây là Thanh Xuân á, mua đi gửi ai cho. 355. Cây. Thanh Xuân được 5 cây hồng sen nha, hết hồng sen luôn nè, hết luôn. Quá đẹp luôn. Hết luôn nè. Thanh Xuân được 5 cây hồng sen đó nha, hết rồi. Hết hồng sen nha mấy chị ơi. Một cây vàng AC chốt cho chị Ngọc Thắm Vũ, cây vàng AC đẹp Ngọc Thắm Vũ nè. Rồi còn được có vàng AC chị Ngọc Thắm Vũ cây nè, 180 Ngọc Thắm Vũ nha. Mấy chị em còn được có mấy cây đỏ nè mấy chị, đỏ. Mấy cây cam quên, cam cà rốt. Cam cà rốt được 6 cây, 7 cây cam cà rốt hết hàng luôn, không về lại. Cam này nó có mùi thơm, 180.000 một cây. Cam này là 180 một cây nha mấy chị. Cam này 180.000 một cây nha, cam cà rốt hoa thơm. 180.000. Xíu em lên cho mấy chị một cái màu thơm nữa nè. Ủa em nói cái ủa cái gì sáng em đi ngang. À cắt cam còn chị Nguyên ơi, có lấy hai chậu chị Trần Thị Nguyên hả? Có. À sáng chị em đi ngang cái khu đó chị nói trời cái chim có mùi gì mà thơm trời. Mình đâu có gì để lâu nắng đâu mà thơm. Có chị Nguyên đứng ngang cái cây đẹp mà cái cây bằng táo mấy chị. Trời ơi hử nó thơm mấy chị ơi. Đi xa mà hử được cái mùi thơm của nó đó. Em nói ủa đâu có về nắng gì đâu mà chị Nguyên cái mùi thơm. Chưa có về bò sữa có em cho hay. Chưa về bò sữa luôn. Mai về chị Hạnh, mai về. Hết hồng sen rồi. Hai cam cà rốt chị Ngọc Phạm nè. Chị coi chị chăm sóc chị Thu ơi. Để chị để như thế nào? Cho chị cái này chốt cho chị Ngọc Phạm nè. Ngọc Phạm mấy cây nè. Nè cái này là cái này là cam cà rốt nha chứ, cam cà rốt nha. Còn được có hết luôn hả? Không về nữa nha, màu này là tuyệt đối không về nữa nha. Cái này là giá của nó 180.000. Yến Trần ơi hết hồng sen rồi. Cây này là một cam cà rốt cho mấy chị. Hoa nó có mùi thơm. 180.000 một cây. 180 một cây nè. Cái là cam cà rốt. 3 nè, 5 cây thôi nha, 5 cây. Lựa cho chị hai cây cam nụ cho chị. Có gửi Cần Thơ cho chị Nguyên đó đã. Ở cách cam á. Nè. Có gửi Cần Thơ luôn. Có đồng sen rồi. Nè cho chị Nguyên hai cây cách cam năng nụ nha. Cách cam, cam này là cam này nè chị. Nè màu này nè nghe chị Nguyên ơi màu này nha. Đâu rồi? Cây này đang nụ lên cho chị luôn nha. Đang nụ mấy chùm tược nụ trong đây đó nè. Chị Nguyên hai cây nè. Cam cà rốt cho Tâm 3 cây. Anh Tâm 3 cây nè. 3 cây cam cà rốt nè. 180 một cây. Và còn được hai cây cam cà rốt nữa nha mấy chị ơi. Nè màu này, những cái màu này là không có về là em chỉ về màu mới thôi. Xíu lên cái màu vàng cho. Phải cho. Nè. À, chị Ngọc Thắm Vũ hả? Hồ đẹp 3.5 loại 2 ngồng có, nếu để em tí. Để em quay game cho khách, em hứa cho khách là 5-10-15 phút là em quay game cho khách. Bây giờ em quay game cho khách nha. Để em tặng cho mấy chị cho xong cái cây, cái chậu cách Định Phú cho mấy chị cái đã. Tặng cho mấy chị chậu cách Định Phú cái đi. Đây nè, còn được 2 cây cam cà rốt chốt luôn giùm em đi mấy chị. Có 180.000 cây à. Có 3.5 đợi xíu. Em nói em báo giá mấy chị mà. Hàng vàng nó mấy ngồng ta. Hàng lũ rắn 3.5 mấy ngồng. Ừ cây ba ngồng mới chợ, cây ba ngồng luôn. Em nói mấy chị, cây hai ngồng hiện tại tại vườn hiện tại đang xỉ cho mấy chị là 190.000. Giá xỉ thùng 100 cây 190.000 xỉ tại vườn. Còn mấy chị cứ nghĩ đi, phân phối tỉnh mấy nhiệt giá bao nhiêu. Em nói là bữa đó em nói có nói vui á mấy chị. Là em nói là chị Phượng chỉ like tìm cái giọng giạc lắm á. Em sẽ giữ giá cho mấy chị đến ngày mùng 10 âm lịch sẽ không thay đổi về giá. Em nói thế nào cũng mà không gồng đứt được bá thôi. Thì giá giường người ta lên hết trơn rồi. Giá giường người ta lên hết trơn đó mấy chị. Không mà em biết gồng không biết được mấy bữa là mai mốt dừng lên giá giờ. Nói năm nói rồi nên là mấy chị cứ tranh thủ đi. Trời em nói mấy chị cứ nghĩ đi, tại vườn bây giờ lên mấy chị nào khách VIP lớn lên Lâm Đồng Bảo Lộc
hàng sỉ 2 ngàn màu vàng đại lớn, tại vườn bây giờ sỉ 190 một cây. Thì mấy chị cứ nghĩ giá lẻ bao nhiêu một cây, mà về đây bán cầm cây 2 ngàn bán mấy chị 200 ngàn. Trời ơi, bà thế nào bà cũng cầm đứt chuột quá thôi à. Em nói thế nào à, cầm đứt chuột à. Rồi em lên cái này cho, em quay game nha. Cây vàng là 3 ngàn đúng không hả? Nè, cây 2 ngàn này nói vậy, 2 ngàn này nè, tại vườn sỉ không nói điêu mấy chị 190 ngàn cây, về đây em bán mấy chị 200 ngàn. 200 ngàn cây. Hai phan anh, hai cà rốt luôn, hết luôn. Ok phan anh, quay game. 5, 10, 15, 20 hả? Quay game anh. Quay game Nghĩa ơi, Nghĩa ơi quay game nè. Nè quay game lại cái nghe, cập nhật cái quay game đó nha. Nó bắt nghe bắt quần, nghe bá sau lưng nè. Bá sau lưng đây nè, 10 xị. Thiệt chứ không? Lai lai chim dõng dạc lắm trời. Mấy chị ơi, em sẽ hứa với mấy chị, em giữ giá cho mấy chị đến ngày mùng 10 âm lịch. Em giữ giá mấy chị đến ngày mùng 10 âm lịch. Bill cây nó lên 10 ngàn cây hết mấy chị. Khi tính tiền hàng về bill mùa, nói chung lục thùng 20 cây nó lên 200 ngàn. Chứ anh 10 xị chưa biết đâu. Mà bữa thì xe đơm thì 100 ngàn. Thì bữa nay là một cô cút. Thì bữa nay nó lấy 150, 200 ngàn. Chưa tính là xe lên nữa anh 10 xị. Thiệt mà nói thiệt của đứa giỡn nè. Ai Nguyễn Nguyễn hả? Đa số ngồi địa chỉ nha. Cái gì Thủy Nguyễn hả? Cái băng ngồng này 220 nè chị Thủy. Băng ngồng 220 nè. Tự rắn nè, bán rẻ không mấy chị. Hàng này bây giờ tại tất cả các hàng ô tô bây giờ 280 một cây. 280. 280 đó mấy chị. Rẻ lắm mấy chị, là 260 cây. Thiệt luôn á, anh chị là sĩ đi cho alo luôn nè. Alo luôn thử cái phải, hỏi thử cái phải giờ thùng đại màu vàng. Màu vàng mà cây 2 ngồng thế này nè tại vườn nè. Phải 190 không? 190 một cây không? Hàng sỉ đó nha, sỉ sắp sỉ gì rẻ lẻ cho mấy chị luôn. Ca phần 2 ngồng à? Nhiều. Ở game à. Ừ. Cây mở đẹp chứ còn hàng VIP. Cầm một cây là nặng này, cây ba ngồng 220 chị là có hốt chốt luôn nè. Hốt lẹ lẹ đi mấy chị. Cây ba ngồng 220 nè. Là có sớm thì lướt cho nha. Nè cái này ba ngồng 220 nè. Có được mấy cây này, có đa phần 2 ngồng thế này. Đa phần em 2 ngồng thế này, 2 ngồng thế này là 200. 200 ngàn cho mấy chị. Nói chung là lẻ chứ nhít hơn nhá sĩ có 10 ngàn cây. Nhất là cái sĩ có 10 ngàn cây mới chịu đó. Đâu có game nữa nha. Hết luôn hả? Ừ. Ủa cái tính chọc sao này rất nhiều. Tính chọc, cái hầm mới rắn không? Hầm mới rắn. Ok, chút nhé. Cặp nhé. Cho chị hết, mua hết mấy trước. Sáng hỏi người ta hỏi người ta rất là xèo. Trời ơi, chỉ có xèo sạch hết rồi chị, không còn nữa cho anh. Quá tiền đúng không? Ai trúng này là có sớm sớm nghe mấy chị ơi. Nè, ai đây? Nè, ai đây? Chi Dần. Chi Dần, Chi Dần này xíu. Chi Dần nghe, Chi Dần là chị Dần đúng không? Chị Dần là tưởng cặp đúng không? Chị Dần đúng không? Chị Dần là tưởng cặp đúng không? Lời đại sĩ, cái gì đúng không? Chị Dần là chị Dần đúng không? Chị Dần là tuổi cặp ha. Tuổi cặp nè, năm nay 5 tuổi nè. Một nè. Này có nhanh dữ ta. Nhanh dữ lắm luôn nè, Chị Dần nè. Chia sẻ công khai 30 phút trước mấy chị có nè. Rồi hú hồn nãy giờ lần thứ 3 mấy chị nhất quá tam tặng đựng cây hết hồn, mừng ghê luôn mấy chị. Mừng xỉu. Nè tặng cho chị Dần cây nè. Inbox địa chỉ số lời Messenger nè, tặng cho cây kết mini đúng vui chơi nha. Chị Dần cây nè. Nó xong rồi em đó nha, xong rồi đó. Bán nè, tập trung bán nè. Hello cô Nhiên. Cô Nhiên ơi, con có mấy cây vàng đẹp quá cô Nhiên. Anh chị nào mua được mua tranh thủ nha. Thôi là hết rồi đấy. Có một cây vàng ba ngồng nè, trời 3 cây 9 bò bông. Có 200 ngay. Quá rẻ đúng không chị? Nè coi nè, cây nó đẹp nha, mới về. Hiển thực thảo 3 cây vàng ba ngồng, chị thực thảo nè. Vàng này là vàng lửa rắn cho mấy chị, vàng tươi, rối luôn. Nguyễn Thế Thảo ba cây vàng nè. Cáp thì có cam với vàng đó chị Liên ơi. Chị Liên lấy đi hết rồi đó, không có về nữa đâu chị Liên. Nè còn được cây ba ngồng nữa cho mấy chị nè, vàng nè. Vàng này là 2 xị 2 nè mấy chị ơi. Nè vàng này 2 xị 2 nè, cây ba ngồng nè. Mua 3 cây là 9 vòi lọc phát luôn. Mà có 220 ngàn.
Trời ơi, vàng này giờ nó rẻ. Em bán mấy chị rẻ chứ thật sự ra ta cầm 3 ngàn, ta bán mấy chị 25, 26, 78. Bình thường shop chị vườn bán răng rẻ hơn các vườn khác hả? Đó, khách còn nói nè. Nói thiệt chứ bộ nó giỡn đâu. 3 ngàn nó mấy chị. Tại mấy chị biết sao không được cái những cái giá như thế này cho mấy chị á. Đặt từ năm 1800 mà đó luôn mấy chị. Nè, 3 ngàn nha. Hồng trăm chín hết rồi chị Cúc ơi. Hết hồng trăm chín đi chị. Vàng này là vàng lưỡi rắn cây 3 ngàn. Một cây 3 ngàn cho mấy chị dưỡng rất là lâu. Nói chung là để được bông như thế này cho mấy chị khó lắm. 220 một cây hồ điệp 3 ngàn vàng như thế này giùm em. Chị Cúc ơi, mà chị lựa một khác đi. Hết đấy rồi. Hết hồng rồi. Cho chị Nhung Nguyễn một cây vàng 3 ngàn nè. Ok Nguyễn Thị Thảo à. Nhung Nguyễn nè, cách này là dùng ra bông liên tục chị Liên. Thì nó dòng ngắn. Hồng Chanel có không? Có luôn. Có hồng Chanel. À, tính nói gì của anh ta? Tính nói gì quên mất tiêu rồi. Quên luôn, quên thiệt luôn, quên nghe luôn. Từ từ nhớ lại nói tiếp. Ai? Quên này. 220 cây nha, chốt này đi rồi nói tiếp cái kia sao? Cái này nha, cái vàng này nè, em lựa ước ưu tiên trước cho mấy chị á. À, cây này. Dạ chị, nếu mà chị trồng thỏ hồng thì di chuyển nó rơi có nắng. Có nắng nó sẽ làm bông cho chị. Đừng, nói chung là nắng buổi sáng buổi chiều, nếu mà nắng nướng tay càng tốt cho mình. Thỏ hồng là đặc giờ thù khí hồng ra đô nắng bông quanh năm. Nên là chị phải chọn chỗ nào có nắng. Và là nếu mà lựa chọn những cây trưởng thành, nếu mà cây mình còn tơ thì chưa bông, cây còn trưởng thành thì ok, nó sẽ làm bông cho mình. Dạ, cái cây vàng hồ điệp vàng là cho mấy chị 3 ngàn vàng lưỡi rắn nha. Cây này giá của nó là 220 đó anh chị Ngọc Ánh ơi. 220 một cây 3 ngàn, hai cây là 6 ngàn. Mấy chị coi nè, hai cây 6 ngàn. Bằng mấy chị mua 3 cây đúng không? Bằng mấy chị mua 3 cây 2 ngàn. Cái thứ nhất. Còn mấy chị mua cây 1 ngàn thì bằng mấy chị 6 cây. Vàng 3 ngàn này chốt cho chị An Trần này, lên đây chị giúp em nha. Chúc mừng chị vàng cho miếng như vậy. Cảm ơn chị Long Hồng. Hello chị Thục. 125. Lên địa chỉ giùm em nha mấy chị ơi. Trời ơi, cái vàng 3 ngàn này đẹp quá mấy chị. Trời ghép mà 3 cây vô chậu là xuất sắc. Nè, dạ chị ơi, nụ nhiều hơn cũng có đó chị, hàng Tết rồi đó chị Tâm Trần ơi. Cây nụ vàng ít nụ hả? Vàng là mỗi này mình chốt cái gì? Tâm Trần là chốt gì vàng? Đết nụ hơn, nhiều nụ hơn cũng có đâu. Có hồng sen với cà rốt mà. Mình, chị Tâm Trần có chốt hồng sen và cà rốt mà. Hồng sen và cà rốt đâu có chốt vàng đâu chị Tâm Trần. Giờ có nụ, mình chốt 3 hồng sen, 3 cây cam, cà rốt mà. Đâu có chốt vàng gì đâu. Đâu có vàng gì đâu mà lựa cho mình cây nụ nhiều. Mình đâu có chốt vàng đâu bà. Đây. Cây vàng này giá của nó là 220 nha, là cây 3 ngọc luôn đấy chứ không phải là cây 2 ngọc thôi nha. Anh chị nào lấy 2 ngọc này lấy 200. Này lựa trước cho mấy cây 3 ngọc đẹp đẹp như thế này cho mấy chị nè. Hết trời luôn. Cây là cây 3 ngọc nghe xịn nè. Coi nè mấy chị coi nè. Màu của nó là cái màu vàng, hồng trắng, lưỡi lọ, đỏ lưỡi rắn cho mấy chị. Quay game rồi chị đâu quay cây luôn rồi. Không để ra mất tiêu rồi. Nè cái này là 3 cây nữa vậy. 3 cây 9 ngọc bông. 3 cây 9 ngọc bông cho mấy chị xuất sắc. Lọc phát luôn đó mấy chị, 3 cây 9 ngọc. Coi nè, một lùm luôn, chỉ có 3 cây thôi à. Nghe mấy chị thấy không? Lựa cho mấy chị nè. Chị mua 3 cây vàng 3 ngọc, Cúc Nguyễn lên số người chỉ giùm em nha. 3 cây vàng này 220 một cây nè, Cúc Nguyễn lên thông tin giùm em à. Hết 3 ngọc có gì rồi đấy. Đây còn 2 ngọc, còn được cây 3 ngọc mấy chị kia, còn 2 ngọc thôi à. 2 ngọc. À chút vàng cần nhiều nụ, ý là mình lấy mấy cây, em lựa cho anh Tâm Trần. Lấy mấy cây lựa cho chơi Tết Vivo, yên tâm mấy thằng này ăn Tết mà. Em chỉ còn 2 ngồng thôi đó, còn được có 1 cây 3 ngồng à. Hết rồi, hết 3 ngồng. Ok, Mỹ Đức Kinh. Đúng anh đóng rồi đó, nãy em bỏ cây vàng vô cho anh rồi đó, Mỹ Đức Kinh. Thì mai cây vàng, Cúc Nguyễn hả? Cúc Nguyễn là số mời em chốt tiếp cho, không có số mời em có chốt tiếp được. Số mời địa chỉ luôn, còn được cây vàng à. Hết vàng 3 ngồng à. Hết rồi chị, còn 2 ngồng. Còn 2 ngồng thôi, còn được cây 3 ngồng này có lấy. Còn được có 1 cây thôi mấy chị ạ, à. Còn được 1 cây 3 ngàn thôi. Hết rồi. Hết 3 ngàn rồi còn 2 ngàn à. 2 ngàn này là 200 ngàn 1 cây. Giá tại vườn, sỉ tại vườn 190 ngàn. Anh chị nào có đi Bảo Lộc mấy chị biết giá liền. Đây. Em chỉ còn vàng 2 ngàn thôi nha. Vàng 2 ngàn 200 ngàn 1 cây vàng 2 ngàn. Hết vàng 3 ngàn rồi nha. Còn được có 1 cây à. Đây là vàng 2 ngàn cho mấy chị vàng lưỡi rắn. Bông to thế này cho mấy chị là cây 2 ngàn. Đúng rồi, vàng lưỡi rắn của anh là 2 cây, đúng 2 cây luôn rồi. Đúng 2 cây luôn rồi. Chị Cúc Nguyễn ơi. Cúc Nguyễn, em thêm cho chị Cúc Nguyễn thêm một cây vàng nữa là tổng của chị Cúc Nguyễn là như ta? 125 á. 4 cây 3 ngồng nha chị Cúc Nguyễn ơi, 4 cây 3 ngồng nha.
không thấy tâm trạng, không thấy comment của anh ấy chứ. Em chị, em chỉ còn cây hai ngồng, lấy cây hai ngồng đi, có 200.000 à. 200.000 một cây vàng lưỡi rắn thế này quá đẹp luôn. Không ai quay game luôn hả? Quay rồi luôn, cái chị trốn mất tiêu rồi, chị Dần ấy. Chị Dần tôi cũng gặp á. Đây, nè ba cây này là 6 ngồng ha nè mấy chị. Ba cây là 6 ngồng ha nè. Cây này là 2 ngồng nha, chị Dần có chốt vàng chốt nha. Mấy chị, em có nói mấy chị là em sẽ có một cái màu vàng thơm. Cảm ơn chị Cúc Nguyễn. Em có một cái màu vàng thơm, em nói với chị vàng táo á. Mẹ em nói đâu có về đen đu nắng đâu mà nó đứng nó thơm cái chị. Đi ngang nữa thơm phức luôn. Vàng táo và mang ngồng hả chị anh, hết rồi chị anh ơi, còn 2 ngồng thôi chị anh ơi. Hết rồi. Giờ em chỉ còn được có 2 ngồng à. Lẽ rắn 2 ngồng 200. Rắn giữ giá cho mấy chị được chừng nào giữ chứ giá nó cao quá. Giờ hàng này vàng giờ người ta cũng bán, nói chung là cây này giờ người ta bán 250 luôn mấy chị. Tính luôn chi phí là kia các kiểu về đây người ta đã bán mấy chị 250 rồi. 250 một cây mới đủ chi phí đóng mấy chị nè. Cái vàng lưỡi rắn nha. Vàng này là 200.000 một cây, chị nào có chốt vàng chốt. Chung là mấy cái màu vàng này thì tiệm mình, nói chung là giờ mới giờ còn lựa được cây 2 ngồng 3 ngồng chứ gần Tết là không có. Không. Máy này nó bị rụng răng rồi, nó bị xuống răng rồi. Chị thiếu anh đào 300 á, chị Tam Vũ hết á. Chừng hết hàng á chị anh Vũ ơi. Chị có chút dư không? Qua có chút dư không? Hồng đào chứ không có anh đào. Hôm qua em lại bán cho mấy chị hồng đào. Hôm qua là mấy hồng đào. Hồng trên đầu có luôn mà từ từ. Hồng trên đầu là cặp như ta. Hồng Chanel là cặp 28. Từ từ em lên cho cái hồng Chanel nha. Em có được 2 cây mini ớt đỏ 150 một cây. Chốt vàng anh Trần hả? Anh Trần có thông tin chưa ta? Chốt gì chưa? Ok. Cái vàng tấu này hoa thơm nè mấy chị. Cái là mini ớt đỏ nha. Anh chị nào có chốt mini ớt đỏ này, chốt 150 một cây mini ớt đỏ. Còn được có 2 cây nhất. Mini ớt đỏ này còn được 2 cây nhất cho mấy chị 150 một cây cặp 300 ngàn. Anh gì chốt cái vàng. Có rồi, chốt nãy xuống rồi. Này, cái là mini ớt đỏ nè mấy chị, cặp của nó là 300 ngàn. Có được 2 cây mini ớt đỏ cho mấy chị, 2 cây nhất nè. Còn được 2 cây mini ớt đỏ nha. Anh chị nào có chốt mini ớt đỏ chốt em. Đây là mini ớt đỏ 150 một cây. Có được 2 cây cho mấy chị. Này, nó là cái màu ớt đỏ cho mấy chị hơi viền trắng trắng tí. Nó cho nhiều bông cho mấy chị. Tuy nó ngọt ngò vòi nhưng mà nó phân nhánh nhiều. Cho nhiều bông cho mấy chị. Cây Cúc Nguyễn gặp đơn mini ớt đỏ nè. Cái màu này là cái màu vàng tấu hoa thơm. Vàng tấu hoa thơm luôn nha mấy chị. Là thơm thật sự nha, chứ không là thơm kỹ luôn nha mấy chị. Vàng tấu này là một cặp 280. Cặp 280 nha. 280 một cặp không đi lẻ. Không đi lẻ nha mấy chị, vàng tấu. Em có vàng tấu và hồng lửa đỏ. Cùng một trái cho mấy chị, hồng sọc lửa đỏ. Cùng một trái cho mấy chị là một cặp 280 ngàn. Mấy chị có thể lấy một cây vàng tấu, một cây hồng lửa đỏ đều được. Một cặp là 280 đi, một cặp không đi lẻ. Đây, đây là vàng tấu hoa thơm. Vàng tấu này hoa thơm nha mấy chị, vàng tấu. Đây là hồng lửa đỏ. Này là hồng lửa đỏ nè. Hồng lửa đỏ này cây rất là nụ rũ rất là nhiều. Được rồi, trái hàng thì cái màu hồng lửa đỏ này. Cặp này là 280 ngàn một cặp luôn. Một cặp 280. Cây của nó đang ngồng nụ như thế này cho mấy chị. Anh chị có thể lấy một vàng tấu hoặc hồng lửa đỏ cũng được. Cứ một cặp là 280 ngàn. Cây đang nụ nhiều thế này cho mấy chị hồng lửa đỏ nè. Hồng lửa đỏ thì cây nụ nhiều hơn. Vàng tấu thì nó full, nó có nụ. Nụ ít nở nhiều. Nhưng mà vàng tấu rất là bền. Vàng tấu mấy chị coi cả 3 tháng. Này Cúc Nguyễn hai vàng tấu nữa. Cái vàng tấu này hoa thơm. Em chưa có thời gian kêu ghép cái vàng tấu bữa vô cho mấy chị cái chầu nhìn nó đẹp lắm. Đây là hồng lửa đỏ nha. Hồng lửa đỏ cặp 280 nè. Vàng tấu của một cặp 280 luôn nha mấy chị. Đi một cặp nha. Mấy chị có thể lấy màu này màu kia cũng được. Mấy chị có thể lấy màu này màu kia cũng được. Tùy thích mấy chị nha. Vàng tấu. Cặp là vàng tấu là cây 2 ngồng hết luôn. Còn hồng lửa đỏ thì có thể là nó có 2 ngồng. Nó có một ngồng bốc lồng sồng cho mấy chị. Không có đếm ngồng. Còn riêng vàng tấu thì đa phần là cây 2 ngồng hết cho mấy chị. Hai hồng lửa đỏ chị Cúc Nguyễn luôn nè. Cúc Nguyễn hai hồng lửa đỏ nha. Vàng tấu này là vàng tấu hoa thơm nha mấy chị. Vàng tấu hoa thơm. Vàng tấu hoa thơm. Em đeo khẩu trang mà còn hưởng được cái mùi thơm của nó đấy. Hồng lửa đỏ cặp cũng 280 luôn. Nè. Mấy chị coi nè. Hồng lửa đỏ này cặp cũng 280 nha. Cây này cũng là 2 ngồng luôn nè mấy chị ạ. Hồng lửa đỏ chốt cho chị Hồng Võ 2 cây nè. Hồng Võ có thông tin chưa? Lên liền giúp em đi chị Hồng Võ ơi, nãy giờ chốt chưa có số điện thoại địa chỉ gì hết trơn chị.
để riêng bên em có thông tin xíu em thả đấy nha. Chốt đơn nãy giờ chị không thông tin cho em thông tin nhớ xem chốt được cho chị. Cái này là vàng tấu nha mấy chị, vàng tấu là vàng tấu hoa thơm. Một cặp là 280.000. Một cặp như thế này là 280 bông là bình thường, không phải bị héo gì đâu mà sợ. Đây là vàng tấu hoa thơm nha. Vàng tấu này chị đã có chơi khoảng 3 tháng. Vậy đó có đầu bình bông của nó, để cái thử cho mấy chị cái chậu vàng tấu vô chơi. Này, ghép sơ sơ thôi nha. Nè, ghép sơ sơ cho mấy chị thôi. Này, tự chỉnh đi, bỏ vô cái chậu mà. Ghép sơ sơ à, cái là vàng tấu nè, hoa thơm. Cứ một cặp là 280 ngàn. Cặp 280. Hồng lửa đỏ nè mấy chị. Hồng lửa đỏ nè, cây nụ nhiều nè. Hồng vỏ là số nào em chốt chị ơi. Không có thông tin em có chốt đâu. Chốt bây giờ không có thông tin gì trơn mấy chị ơi. Xin nói giờ xin không dưới 3 lần rồi đó. Xin thông tin không dưới 3 lần rồi đó. Mấy chị chốt đơn kích mới lên địa chỉ xuống thoại giùm em mấy chị. Không có thông tin khó chốt hàng lắm. Đây là hồng lửa đỏ nha. Cây nụ nhiều quá trời luôn nè mấy chị ơi. Cặp này là 280.000 luôn nha, hồng lửa đỏ. Lên địa chỉ luôn chị. Cặp này là 280 hồng lửa đỏ giùm em nè. Hồng lửa đỏ nha. Cây nụ nhiều cho mấy chị. Cái màu rất là ngọt. Bông này bông mini nhưng mà được cái là bền bông lắm nha. Hồng lửa đỏ này bữa về chế hàng mới về lại đấy. Em mới về là cái lô hồng lửa đỏ này cho mấy chị nè. Hồng lửa đỏ nha. Màu này nó nhu. Rồi ghép khoảng 2 cây 3 cây vô chậu là đẹp. Mà giá này em bao giá cho mấy chị luôn á. Hàng Đài Loan chuẩn cho mấy chị nha. Cặp 280 ngàn. Một cặp là 280 cây mini. Xíu lên hoa đại sao cho mấy chị. 280 hồng lửa đỏ. Cái gì? Bông đại mình đâu có ấy đâu hả? Có mấy cái chậu VIP vậy. Em có hàng VIP với mấy chị hoa đại, em có hàng VIP luôn đó mấy chị. Em cho mấy chị coi chim ngưỡng mấy cây 1.000.000 nè. Em cho mấy chị coi chim ngưỡng mấy cây 1.000.000 nè mấy chị. Hàng VIP. Hàng VIP mấy cây 1.000.000 để xíu nha. Anh chị nào có chốt hồng lửa đỏ chốt giùm em nè. Hồng lửa đỏ nha. Một cặp 280. Cặp như thế này là 280 ngàn. Hồng Chanel một cặp cũng 280 luôn. Út tiền hoa vải ơi, có cho anh Hồng Chanel á. Ơi tiền lấy mấy cây hồng Chanel trăm Út vải không? Không quá. À đẹp VIP có chị Ngân Kim có về rồi. Có. Có đẹp VIP có chị. Cao được luôn á. Hồng lửa đỏ thì cái cây nó có size, nó size như thế này luôn nè. Chị muốn cao hơn cũng có cao hơn chị. Tại vì mỗi cây mỗi size nha. Ví dụ như cái vàng này nè, cái vàng táo này nó lùn nè. Cái vàng táo nó lùn nè. Chị muốn cao hơn cũng có cao hơn luôn. Đây, hồng lửa đỏ thì nó size cỡ này. Xong lửa đỏ thì nó sẽ cao size, cao nó sẽ cao bằng táo. Chứ không thể nào mà chị kêu mà cái cây bằng táo lấy cao cao bằng cây hồng lửa đỏ là không có chị, không có nha. Mỗi cây mỗi màu. Giống như bây giờ mấy chị trồng cái cây thì giống như là mấy chị giờ trồng cây ổi thì ra trái ổi. Mấy chị trồng cây mít thì ra trái mít, chứ không thể nào mà trồng cây ổi ra trái mít được. Nói lại vậy đó nha. Không có hàng nở 1-2-3 bông à. Hàng nở 1-2-3 bông qua 8 tháng 3 bán. 8 tháng 3 bán mấy chị. Hàng nở 1-2-3 bông bây giờ là 8 tháng 3. Chứ không ai mà vườn không ai sức mà hàng nở 1-2-3 bông đâu. 2 bông 1 hàng nở. Nè đặc biệt là vườn không thể nào sức hàng nở 1-2 bông mấy chị. Người ta phải sức nở cho mấy chị tệ lắm là 3 bông, 3 đến 6 bông. Chứ còn mà 1-2 bông người ta để qua 8 tháng 3 người ta bán. 8 tháng 3 bán mấy chị chứ mai sức hàng đó hết trơn. Sức mấy chị sức thì được đó. Nhưng vấn đề là về tới mấy chị có chăm được hay không, mấy chị có giữ nụ được không, hay là về tới mấy chị nó vàng nụ héo nụ rồi mấy chị chăm không được nụ bông. Mấy người ta phải sức khoảng từ 5-4, tệ lắm là 3 bông, 3 đến 6 bông mấy chị là đảm bảo an toàn. Chứ còn 1-2 bông là người ta giữ lại qua 8 tháng 3 người ta bán lễ. Đây là cái hồng Chanel nè anh gì đó ơi. Hồng Chanel này một cặp cũng 280 nha. Màu hồng Chanel. Màu Chanel này ghép chậu đẹp lắm. Để chiều em ghép cho cái chậu mẫu mấy chị coi thử. Ghép chưa? Ghép bưởi giống như kia kìa. Hồng Chanel này giá của nó là một cặp 280 nha mấy chị. Một cặp hồng Chanel 280.000. Cặp 280.000 giùm em nha. Hoặc là mấy chị có thể lấy một cây vàng táo, một cây hồng Chanel cũng được. Hoặc là hồng lưỡi đỏ với hồng Chanel cũng được tùy thích. Đối với hàng 140 thì mấy chị đi một cặp giùm em. Màu này màu kia cũng được tùy thích nha. Này là hồng Chanel. Mà hồng Chanel này là một cặp 280 giùm em. Em lấy cho cái hàng VIP. Cây là cây hàng VIP. VIP này là hàng VIP 1.4 triệu.
để lựa ra được những cây bếp mà đẹp như thế này cho mấy chị phải trải qua cả ngày, phải qua trải qua mấy trăm cây xấu xấu thì mới được cái hàng bếp. Dù nhiều khi nó lên bếp cho mấy chị được nhưng mà cái bộ lá nó không được đẹp. Cái này bếp đẹp kể cả cái bộ lá và cái bông cho mấy chị. Đó là gọi hàng bếp mà tuyển được chồng trường tư bán ra cho thị trường cho mấy chị cũng rất là khó. Thật sự ra bếp người ta lên chậu cũng nhiều nhưng mà lựa được chỉ có ít chậu. Lựa được chỉ có ít chậu lên bếp như thế này. Xuất ra bán đẹp thế này cho mấy chị thôi. Cây bếp này là 1.4 triệu nè mấy chị ạ. Cây bếp là 1.4 triệu nè. Hàng bếp là 1.4 triệu cho mấy chị. Cứ trung bình cây bếp khoảng 5 ngày nấu công mấy chị. Độ bền bông nó kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Đó với cây hàng bếp như thế này. Bếp này là 1.4 triệu. Cây rất là đẹp nha mấy chị ạ. Bếp này cây đẹp lắm, tốt lớn, cấp 5 chấm luôn. Cái bộ lá hả? Riêng cái bộ lá nó to bằng cái mặt em luôn á mấy chị. Mày coi nè. Bộ lá nó to bằng cái mặt em luôn á. Cây hàng bếp là 1.4 triệu nha, tiền nào của đó mấy chị ạ. Cái dòng này tiền nào của đó. Cây này về buôn bán Tết rất ok. Cần một cây thôi, mấy chị chơi một cây thôi là xuất sắc. Một cây, một chậu một cây thôi là đủ. Phê. Rồi chồng mà được cái cây này như thế này thì mấy chị không phải đơn giản đâu. Lựa dữ lắm, lựa luôn á. Đây là cây bếp nè. Đẹp không? Bếp là cây hồng mana cho mấy chị nè. Màu này là màu hồng mana mấy chị ạ. Màu mana. À, cây là 1.4 triệu, đắt nhất trong tất cả các màu bếp cho mấy chị. Những cái màu bếp khác thì nó có giá từ 800-900. Còn riêng cái bếp này thì nó chỉ có giá là màu vàng vô chậu đằng sau em hả? 7 cây vậy. Bằng tấu đó chị Ngọc Hoài ơi. Bằng tấu. Bằng tấu 190.000 một cây. Cái đó là nở rồi, cái đó là nở rồi về cắm dầu mấy chị coi. Còn mà để vô em. Chị vít lên một cây hồng chờ neo, một cây hồng nữa nở, chị vít lên, ok chị vít lên. Đây là hàng vip nha. Đây là cây vip đó mấy chị. Một cây hồng chờ neo với một cây hồng nữa nở, chị vít lên nè, cặp này 280 nè. Vít lên nè, hồng chờ neo, một hồng nữa nở, chị vít lên nha. Em cảm ơn chị vít lên, cặp 280. Cây bếp này giá như còn cái cây bếp này cho mấy chị bếp này là 900.000. Màu này là màu bi rằn cho mấy chị, 900 lưỡi rắn luôn. 900.000 cái chậu bếp này, 900. Đây, cái lá bên đây là lỗi từ vườn rồi nha. Nhưng mà bộ lá này cũng gọi là bộ lá đẹp cho mấy chị rồi. Không có chừa ai trơn á, sợ đó. Đây, cái này là cái màu bi rằn cho mấy chị bếp này. Dạ chị nụ nhiều hơn không có đó chị. Nó về đúng luôn. Chị muốn nở nhiều hơn cũng có. Chị muốn nụ nhiều hơn nó cũng không có. Thì nó về nụ nhiều, nó về nụ như thế này. Mấy em nói rồi, mấy chị muốn nụ. Em biết mấy chị là muốn 1 hay 3 nụ không à. Mấy chị muốn 1 hay 3 nở không à. Trời ơi, mấy chị mua nụ. Nở ít nụ nhiều về không biết dưỡng hư nụ. Hư nụ rồi mấy chị bảo sau nhà vườn em bán thôi cho chị hư nụ. Chị dưỡng về có mấy ngày sao nó hư không. Em nói rồi, anh chị nào biết chăm á thì anh chị nên lựa những cây nụ nhiều. Còn mình không biết chăm mấy chị dưỡng á thì nên lựa những cây nói như vậy an toàn cho mấy chị về cho bông luôn. Nói là nói thật tình á, nói là nói thật tình đó mấy chị. Nói chung là mấy chị mua được một nửa nở, nửa nụ đi là nó an toàn đó mấy chị. Chứ nụ nhiều về không biết dưỡng hư trơn à. Mấy chị không biết dưỡng rồi thay đổi thời tiết, mấy chị di chuyển chỗ nóng, chỗ lạnh nữa. Rồi nó sẽ hư nụ, hư bông. Đấy. Em nói mấy chị vườn, nó cũng em nói thật sự với mấy chị vườn á. Vườn á, khi người ta cam kết ra người ta chỉ xuất cho mấy chị tệ lắm là 3 bông. Đa phần là người ta xuất ra cho mấy chị là từ 5 đến 6 bông. 5 đến 6 bông là đảm bảo an toàn cho mấy chị. Chứ nhiều khi mấy chị kêu lên lựa nở 1-2 bông người ta không có đóng đâu mấy chị. Người ta nói người ta không có đảm bảo cho mình, nói bây giờ người ta vẫn đóng cho mấy chị nở 1-2 bông nhưng mà về nó có mấy chị dưỡng hư nụ, đừng có mắng vốn cho người ta, đừng mắng vốn đấy là người ta nói thẳng thừng này đó mấy chị. Nên em mới nói mấy chị đừng ham nụ nhiều quá, cái lựa những cây nào nở tương đối giùm em chứ đừng ham nụ nhiều quá về mấy chị không biết dưỡng hư bông. Em nói mấy chị vườn á, người ta nói người ta vẫn sẵn sàng xuất cho mấy chị những cây nở 1-2 bông nhưng mà người ta không bảo hành bông cho mấy chị. Về mấy chị có hư nụ là mấy chị đừng mắng vốn người ta. Chị Yên Lưu hồng lưỡi đỏ một Chanel nè. Lấy cái hồng treo nè. Chị Yên Lưu nè. Yên Lưu một hồng Chanel nè, một cái hồng lưỡi đỏ nè. Cặp 280.000 Yên Lưu nè. Cặp 280 nha. Nay bông về nhiều lắm mấy chị ạ. Cặp 280. À.
còn được có mấy cây kim đẹp luôn thẳng vô đây luôn hả? Còn được có mấy cây kim đẹp mình lên luôn cho nó hết luôn nha. Em không phải em muốn bán mấy chị, cái gì cũng phải khi bán ra cho mấy chị có một cái lời cam kết đàng hoàng chứ không phải muốn bán mấy chị. Bán một hai bông mấy chị thích càng thích nữa chứ gì. Bán một hai bông vậy mấy chị dưỡng được, mấy chị hư ổn với chị. Mấy chị tiết tiền bỏ tiền ra trăm mấy chục ngàn về dưỡng được. Cái nào an toàn bán cho mấy chị. An toàn chị bán. Hậu đẹp nè, hậu đẹp này nó thì phải biết dưỡng. Còn không mua cái nở nụ về chơi cho nó an toàn. Mà là rất là xuất sắc luôn nè. Cây kim đẹp 180 ngàn một cây kim đẹp này còn được có rồi cháy hàng mấy giờ. Kim đẹp là 180 nè. Có được 5 cây à. Còn được 5 cây kim đẹp cho mấy chị à. Cái màu bi đằng năm nay mới có VIP nè mấy chị. Mọi năm đâu có màu VIP bi đằng đâu. Mọi năm đâu có VIP bi đằng đâu mấy chị, năm nay mới có VIP nè. Mọi năm là mọi năm không có luôn ấy. Nó chỉ có VIP bông đại kia thôi. Không có VIP này. Thường bông đại kia người ta đâu có xuất cho mấy chị đâu. Dễ ăn lắm mấy chị. Trời ơi mấy chỗ VIP đó người ta có người đặt cọc hết trơn rồi. Ra bao nhiêu cây là có như mấy đại gia người ta săn hết trơn rồi mấy chị. Mấy cái VIP đó ra nhiều cây là nhà đại gia người ta săn hết trơn. Chứ không có tới lượt mình. Không có tới lượt mình. Cây VIP này chơi 900 ngàn. VIP là VIP bi rằng 190. Còn VIP hồng mana là 1.4 triệu. Triệu tư VIP là 90 mực. Cái là 900 nè. VIP là 900 nè. Còn VIP hồng mana là 1.4 triệu. Giờ còn lựa được cái này cho mấy chị mình tuyển từng cây đẹp nhất có thể luôn á. Đẹp nhất có thể tại vườn. Chứ năm rồi không có dễ ăn này đâu mấy chị. Năm rồi không có đâu. Có bao nhiêu cây VIP vườn nó gửi đi ra hết trơn. Mình đâu có săn được đâu. Tại là chân trong mấy cái resort khách sạn lớn á mấy chị. Cặp 380 ngàn chị Phạm Mai chốt gì chị Phạm Mai ơi. Không biết là chị Mai đang đẻ con nè. Còn mấy cây nữa. Kim đẹp chứ cho viên nó không thấy á chị. Chứ cho viên nó không thấy chứ kim đẹp không còn. Chị Phạm Mai cứ chốt cặp về 80 chị Phạm Mai. Kim đẹp này là 180 ngàn một cây nha. Em còn được có 5 cây nữa hết à. Hồng Anna hả chị biết mình nghe Hồng Anna 1.4 triệu rồi. Cái trời 1.4 triệu rồi. Để trước rồi. Để lên trước rồi. Để phía sau rồi luôn nè. Để phía sau cho mấy chị coi. Để chỗ này sao. Cái này là VIP 900 mới nghe. VIP đi rằng 900. Em sẽ quay video đằng sau cho mấy chị coi. Anh chị nào có nuôi nhu cầu chốt. Nó là VIP. Ê để cho đàng hoàng cẩn thận nha. 900 ngàn đó. Đóng rồi. À cái này là Hồng Anna 1.4 triệu nè mấy chị. Hồng Anna hàng VIP 1.4 triệu nè. Mini hồng đớm hả? Không biết rồi anh ơi đem lên cái nào trên nha. Cái nào không thích em lên cái nào đó anh đợi giùm em nha. Cái này là Hồng Anna hàng VIP nè mấy chị. Hàng 1.4 triệu nè. 1.4 triệu nè, cái lá rất là to mấy chị. Hàng này nó rất là to và nó rất là to mấy chị. Hàng 1.4 triệu. Thấy gì chứ ngoài nhìn hoành tráng nha. Chị Phạm Mai nè, Phạm Mai một cái cây. Chị Phạm Mai ơi em chốt cho chị cái cây kim đẹp nha. Còn cặp 208 này chị lấy màu gì chị nói giùm em nha. Có số nào được không? Ý là cặp 208 của chị là cặp gì? Em chốt cho chị cây kim đẹp 180 trước nha. Đi rõ giùm em đi chị. Đây là cây kim đẹp 180 nha. Còn cái màu nãy là cái màu hồng lửa đỏ nè. Cái màu Chanel nè, cái màu vàng táo nè. Vậy là cặp 280 ngàn. Mình lấy cái màu gì mình nói rõ giùm em nha chị. Cây kim đẹp là 180 nha mấy chị. Anh chị nào có chốt kim đẹp chốt 180 giùm em nha. 180. 180 kim đẹp nha. À cộng không có hàng bi rằng. Đây đưa cho chị cái cây mà 250 đọc lên. Cái hồng Anna mà hàng A cộng á. Mở đi chứ giờ hết rồi. Cái sọt ấy đó. Hết. Sọt đó. Hồng. Hồng vỏ cây kim đẹp 180 nè. Của bà kia mới đó. Ừ. Không? Ừ. Cho một cái cặp hồng lửa đỏ cho chị Phạm Mai nè. Phạm Mai một cặp hồng lửa đỏ cho mình nè, mà 280 nè. Lấy một cặp luôn đi. Lấy cặp luôn,
kim đẹp hết rồi đó nha, còn được có 2 cây nè chị, đừng có chốt chốt 180 cây đây, 2 cây lửa đỏ này chốt cho chị Phạm Mai nha, Phạm Mai nè. Hồng gì vậy, hồng lửa đỏ sai sao, còn cái này là cây kim điệp, đây là cây kim điệp nè, kim điệp là 180 một cây nha, có xuân đó chị Hạnh ơi, có xuân, hàng ở đây nó xuân nha. Kim điệp này rất là bền bông mà cái màu nó rất là nét mấy chị, người ta kêu nó là màu đỏ, người ta kêu nó đỏ thần tài đó mấy chị, đỏ thần tài á. Bỏ ghi rõ. Chị ơi chị ghi rõ giùm em, chồng bỏ ơi lên địa chỉ đầy đủ giùm em luôn chị. Lên giùm em cái địa chỉ đó mấy chị ơi. Mấy chị mua hàng mà xin địa chỉ khó quá. À. Hai cây kim đẹp cho à, ship 40.000 thì ship nha. Nguyễn Nam mai kim đẹp nè. Nguyễn Nam mai kim đẹp nha. Mấy chị em nói thiệt thật sự luôn á, mấy chị có nhỏ ý mua hàng là mình lên địa chỉ luôn á. Còn không á, mấy chị ngại á thì mấy chị cứ inbox Messenger là cho địa chỉ trong Messenger luôn à. Em ơi chị cho địa chỉ trong Messenger. Tết thì tụi em không có gọi chút đơn đâu. Không có gọi chút đơn đâu mấy chị ạ. À. Nên là mấy chị có mấy chị thiệt sự có tiền chí mua hàng á thì mấy chị chỉ cần bỏ ra 30 giây thôi, lên nhìn em cái địa chỉ chứ không cần phải xin 5-6 lần luôn đâu mấy chị. Không có phải là ngồi đây mà nói có một cái câu là khách ơi cho em xin cái địa chỉ mà nói lặp đi lặp lại 5-6 lần, khổ lắm. Không có địa chỉ là em muốn chốt đơn đâu. Ủa, cái kim đẹp em có cây kim đẹp này nè, 200.000 nè mấy chị, 4 ngồng nè. Chốt cây kim đẹp này chốt 200 nha. 200 nè. Hết kim đẹp rồi nha mấy chị, hết kim đẹp rồi. Cây này 200.000 còn được cái này. Còn không lấy cây. Lấy cho mẫu luôn. Cây kim đẹp này là 200.000 4 ngồng ạ. À. Nãy giờ lên cát hả? Có lên đó chị. Chốt cái 200.000 cho chị Khánh Ngọc nè. Này lên cây nè, phung chậu mẫu ra. Kim đẹp cho mấy coi ghép chậu nè mấy chị, đưa cái chậu từ. Khách lên thông tin em mới chốt nghe, em nói rồi đó. Mấy em không phải khó tính gì mấy chị mà thật sự mấy chị, Tết này tụi em không có thời gian mà ngồi mà điện gọi điện thoại cho mấy chị từ sáng đến chiều, từ ngày mai ngày mốt. Không gọi được, nhiều khi giờ gọi mấy chị một lần hai lần nghe máy là bên em xả đơn trực tiếp luôn. Rồi mấy chị hỏi sao tụi em muốn chốt đơn mấy chị. Nè còn được 5 cây kim đẹp trong chậu mẫu luôn nè. 58 nè. Nên nói chung là mấy chị có thiện chí ăn nghỉ giùm em nha. Ăn nghỉ lên địa chỉ giùm em luôn mấy chị. Hồng Hạnh kim đẹp nè. Chậu mẫu hả? Chậu mẫu là 5 cây đó mấy chị. Em ghép vô chơi vui nè. Hồng Hạnh 5 cây kim đẹp nè. Mới vô mà quạo rồi xin địa chỉ không cho quạo. Chứ vậy trơn á chị. Xin địa chỉ không cho quạo. Xin hoài luôn, xin 5-6 lần không cho quạo. Có quạo đâu chị Phương ơi, không có quạo nhưng mà nói khách chị thôi. Mấy chị chốt đơn vui vẻ, nói vui vẻ mà tao nói vui vẻ mà có quạo đâu. Bộ nhìn em mặc em quạo lắm mấy chị Phương. Phương này kỳ ghê. Phương này kỳ ghê luôn chị Phương. Phương kỳ. À nó mới thật sự nói lần nó nữa nghe, mấy chị có thiện chí mấy chị mua hàng á. Mấy chị em cũng lựa cho mấy chị cái đẹp, không phải lựa cái xấu đâu. Lên đi chỉ giúp em đi. Ăn nghỉ luôn mấy chị, Tết nhất tới nơi rồi. Năm có cái mùa tư mùa Tết mấy chị. Hai cái kim đẹp mày chốt cho chị là gì nè. Cả Hạnh Nguyễn chút đi, Hạnh Nguyễn nè, Hạnh Nguyễn hai kim đẹp nè. Cúc Nguyễn ơi, có được 3 cây kim đẹp chút, Cúc Nguyễn nha. Khách mới chốt đơn nha, mà trên 1 triệu nhớ cọc cho em nha. Nhớ cọc cho em mấy chị Cúc Nguyễn. Cúc Nguyễn 3 cây kim đẹp là hết luôn nè. Hết luôn đó. Không có quạo, không có quạo chút nào chứ, mà nói bậy rồi. Không có quạo, chưa dễ không quạo. Chưa dễ không quạo. Tự chọn đi, tự chọn chỉ thì có không. Mà chị Rột ơi, chị Cúc ơi, khách mới chút đơn hàng trên triệu nhớ chị Mai chuyển khoản cọc cho em nha. Cái bông đó bông héo mới cắt bông đó. Hết AC hả? AC chứ còn không? Em có cây này hàng A cộng luôn mấy chị. Nè, thằng viết ba hàng A cộng luôn mấy chị. Hai gì mấy chị mua cây triệu tư. Thì cây này là hàng A cộng 250 nè. Nè cây là cái cây này triệu tư rồi mấy chị, cây này là 250 nè.
Anh chị nào có chốt Hồng Anna 250, chốt em 250 nè. Hồng Anna 250. Có hai cây à? Kim, dạ Kim Điệp em bán một cây ngồng lộn xộn, em không có bóc hai ngồng đâu nha chị. Không có bóc bốn ngồng đâu nha chị Cúc Nguyễn ơi. Không có, chị có một cây bốn ngồng thôi chị đẹp ơi. Cây màu vàng giống Kim Điệp. Á chị, có đó là cái cây 250 hai cây thanh long lu nè, hết luôn nè. Cái cây ngoài này nè, cái ngoài này nè. Ngoài, em nó gãy mất tiêu rồi. Ừ ok. Chị không? Không có đâu. Có đâu cơ. Đừng nói thừa. Này chốt cái này cho thanh long lu nè. 250 nha. 250 một cây. Sao còn đây gãy bán không chị? Đưa đây cái anh cái gãy đồ đọt rồi bán luôn nha. Em có một bàn bán nhánh nè, cây này nó gãy ra đồ ngọn luôn mấy chị. Nè không khai nó gặp nè. Còn là cái cây này nè mấy chị ạ. Cây này đẹp không? Cây này em bớt cho mấy chị 30 ngàn đi, còn 220. Nè gãy mất có mấy bông bớt bơ 30 ngàn, nó bán 220 ngàn. 220 nha. 220 vui vẻ mà, em vui vẻ mà chị Nhung. Em vui vẻ em không có quạo đâu. Không có quạo miếng nào luôn á. Không có quạo, thiệt. Thiệt mà, cuối năm không có quạo, vui vẻ. Dạ chị Cúc. Nè cái này em để mấy chị 220 mấy chị ạ. Hồng Anna hàng A cộng VIP đó. 220 này chốt cho chị Hình Bích Thủy nè, ok chị Rục. Có rồi. Bích Thủy 220 nè. Vui vẻ, bán hàng vui vẻ, đâu có ào đâu. Tính xuống đi. Chị Phương. Chị Phương ơi, mua anh chầu triệu tư gì gửi tặng cho chồng chị Phương. Nói anh yêu, em mua cây đem tặng anh nè. Trời ơi, ông chuyển khoản sáng, ông chuyển khoản 50 triệu xài liền đi chị Phương. Cây này là cây hồng mà, cây này là cái cây cây vàng AC, còn được có mấy cây nó lót rồi đó nghe. Ồ đẹp quá trời của đất luôn mấy chị, 180 cây. Đẹp xíu ngang xíu dọc con này, còn hết đâu có về lại nữa nha. 180 nè, hàng AC nè. Những cây người ta mới về hôm qua đó nha, hàng này là mới về hôm qua đó. 180 nè, vàng AC nha, 180. Nè vàng nó đỏ đẹp, phân nhánh đẹp kìa không. Phân to rồi nữa. Ừ có trong chùm ẩu mới hết luôn rồi đó cưng. Bữa nào làm tóc đi, sắp Tết rồi riêng hả. Có chủ bà rảnh mới đi làm tóc chưa, có ai rảnh đâu đi làm tóc. Bà chủ ba đi làm tóc hôm qua đó chị Phương. Ba là bà chủ ba đi nhờ mới cắt ba nhờ mới đó. Ba chầu vàng chị Thi Nguyễn nè. Ba chầu vàng chị Thi Nguyễn nè. Đẹp lắm chị Rục. 180 cây. Này thấy tóc tai thấy ghê không chị Phương? Trời ơi này thấy ghê luôn. Tóc tai thấy ghê luôn trời. Chị em 5 cây vàng bán nhắm nè. Quy Lê hả? Lên số hồi liền chị Rục ơi. Lên số đi thoại chốt. Không có số hồi không chốt được. Ê dán chiếc kê ghi dắt dặn A xe. À, cây một có một cây bốn ngồng, khách nào chốt rồi chị Cúc Nguyễn ơi. Khách nào chốt rồi chị Rục. Lựa lại cái màu khác giúp em lựa đẹp cho chị Cúc ơi. Ừ. Hết luôn vàng AC rồi đó. Chị Quy Lê lên thông tin giùm em đi, em lựa cho cái đẹp nè. Bán nhắm nhiều chứ bộ. Có 180 cây vàng AC nè, 180. À, không phân năm nhánh không có đâu chị. Gì đâu mà một cây phân năm nhánh. Em gắn vô luôn nha, để em cắt cái cây này em gắn vô nha. Nè, nó phân hai nhánh là muốn chết rồi. Phân chi tới 5 nhánh tự dữ vậy. Phân 5 nhánh không có, không có đâu phân 5 nhánh. Mấy chị được voi cái mấy chị đòi hai bạch trưng không à. Chứ không bao giờ mấy chị được cho mấy chị đòi hai bạch triệu đâu. Không có, không có luôn á, thiệt luôn. Nó nở ra nhiêu đây, nó có nhiêu đây luôn mấy chị. Thiệt em mà gắn được nhánh vô em cũng gắn nữa. Chốt này cho chị. Hồng hạnh hai cây nè. Còn mấy chị được voi mấy chị đòi hai bà trưng không à. Không có bao giờ mấy chị được voi mà được đòi hai bà triệu luôn. Không có luôn. Thôi hoan nghỉ giùm em nha. Cây nó phân có hai nhánh này nè. Năm nhánh không có. Nhánh không có đâu. Ủa mấy chị đi. Em nói mấy chị đi vườn chị lựa ngàn cây cho được cây vậy luôn á. Nói chung là nó sức nó tới đó à mấy chị. Bây giờ ví dụ như mấy chị đang trồng cây ổi mà mấy chị kêu nó bằng cao bằng cây sầu riêng sao cao được. Không có. Đúng không? Bây giờ mấy chị trồng cái cây ớt mấy chị kêu bằng cây cao bằng cây ổi đâu có được đâu có đâu mấy chị. Cây nào nó cao là nó cao, cái nào nó lùng là nó lùng, cái nào nhánh nhiều là nhánh nhiều, cái nào nhánh ít là nhánh ít à. Đây, 180 cây nha. Cây vàng AC của chị này có phân nhánh không? Không có. Này đổi cho cây phân nhánh này chị nè. Cây nhau có ngủ nè. Đổi cho đó. Trăm tám cây AC nha, nó chứ chốt đi, còn có được mấy cây nè. 180 cây AC đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn.
Trời, chị Nhung mua bông về chơi Tết chị Nhung. Bông về chơi Tết chị Nhung ơi. Nhung ơi Nhung. Nhung mua bông về chơi Tết rồi Nhung. Qua chị Nhung vô qua chị Nhung coi vô em sale rồi. Trời, ê cái gì vậy? Bông gì vậy? Mấy chị này có bông gì nữa chị? Mấy chị cho lên lên rau bông không? Ê cho coi, đưa cho coi. Đưa cho coi, tôi vô có bán. Chưa, bữa nay dìa bông đẹp quá nè, có cây chết rồi mấy chị. Bữa nay dìa bông đẹp lắm luôn nè. Ham lắm, hàng bông mà chắc nhìn thấy ham. Cây chết này bán nhiêu trời? 300.000 hết rồi, cái này chết đẹp luôn nè mấy chị. Cái này chết lậu liễu luôn nè. Cái này là chết lậu liễu luôn nè mấy chị, cây chết nè. Lậu liễu đẹp luôn nè. Đây. Ồ cây này đẹp quá khách ơi. Yến phối hai cây hồng lửa đỏ và cây vàng giá 140 cho chị xem thử hả? Ok chị Hoài đem tí nha. Hai hồng lửa đỏ với cây vàng si vàng vàng táo con. Mấy chị anh chị nào có chốt cái chớp lậu liễu đi chốt em mấy chị. Cái này bán chưa? Ê mà chớp này đẹp lắm nha. Nè cây chớp 800.000 mấy chưa? Trời ơi chớp lậu liễu luôn đó mấy chị. Nè. Hơi đẹp luôn nè mấy chị, xăng. Có được cây chớp quá đẹp luôn nè. Cây này cây chớp mà cái dendro hồng như thế này cho mấy chị nè. Nè cây này nè, 800.000. Quá đẹp luôn. Nè chớp đậm luôn nha. Cái này là chớp lậu liễu luôn đó. 800. Chớp chỉ ngô cái chớp 800.000 nè. Có cây một hà. Em giữ vững cho người ta nha. Cái này không có tách cây luôn đó. Gì không có tách ra luôn đó. Nè đẹp quá trời luôn nè. Chớp hẹn nha. 800.000 nè. Chớp chỉ ngô nè. Rồi để vô cái bình chân. Trời ơi chị Văn Quỳnh lắm. Chậm ơi Quỳnh ơi chậm ơi kêu nó. Đây là cây chớp, đen chớp. Đen rồi chớp 8 sự. Hai cây hồng với phối cây vàng vô hả? Cũng được cái này. Cái này chị phải cắm cái ti lên chưa có cắm nè. Em chưa cắm nè, cái này chị cắm cái ti nó cao lên. Chớp nó chớp hiện luôn, đẹp luôn nó lọc lên. Chớp nó chớp hiện luôn. Chớp bẩn nó còn rẻ chứ đó là cái chớp người ta nói kêu nó chớp thuần nó mới vậy, chớp thuần á. Chớp thuần chớp nghịch gì đó mấy chị. Mặt trước mặt sau chớp chớp hiện rồi nè thế à trời ơi, em cầm lên thì sao nó xấu dữ trời nè để nè hoa nào mà hồng sắc tôi luôn hả à cái đó là cái cây hàng vip đó chị Bích Huyền Lê hồng Anna triệu tư đó vậy hồng Anna triệu tư đó nha mấy chú lên đây cho mấy cây hàng đẹp cái nè lên cho cái lâu bông đi lâu bông này cho mấy chị đi ước có mà gì ta Dendro tối bán. Có Dendro tối nay có hột thịt thơm nè, nướng thơm nè, Dendro màu hoa đủ các kiểu cho mấy chị luôn, bông hoa các kiểu luôn. Hả, à, mấy chị em có thiên nga đen nè, mấy chị cho mấy chị sưu tầm nè. Thiên nga đen nha, thiên nga đen đúng đúng như là một cái hột ra đen luôn cho mấy chị. Cây đẹp lắm. Không biết giá nhiêu nữa. Để từ từ em coi cái cây cho mấy chị coi nè. Cái cây đó em không biết chơi sao luôn á chị, cho mình mấy cái cùi thôi à. Nó rụng lá cho hoa mà. Chơi thử đi. Nó bị rụng răng rồi. Mấy chị có cây này nó bị rụng răng mỗi ba ngồng luôn mấy chị. Rụng răng ba ngồng em để mấy chị cái mã này 170 nha. Mã này 170 nha. Free cho cái khúc bông này nè. Cái là free cho khúc bông rồi luôn á mấy chị. 170.000 cái mã này quá rẻ không? Còn đẹp lắm chứ bộ. Đẹp. Ừ. Nó rụng cái chỗ này nhưng mà mình đâu có tính cái ngọng này đâu. 170. Hai ngọng đó. Hồng lửa đỏ với sao em hả? Hay là cái gì? Cây là cái cây em tính mấy chị hai ngọng nghe cái mảng là 170 nè, quá đẹp không? Mảng này 170. Nè cho coi cái này nè mấy chị ơi. Nè. Chị nói chung là chớp lậu đó, lậu liễu đó. Chị thôi chị ngon. Chớp lậu liễu luôn, chớp đẹp luôn đó chị ngon. Cho coi nè. Em biết chớp thần chớp kịch nhưng mà em nói là chớp nó lậu liễu luôn á. Này chị coi nè cái bông của nó nè. Hơi bị đẹp luôn á nghe. Hai hồng lưỡi đỏ và một cây vàng hả? Ok chị Phan Yến lên thông tin giùm em nè. Đó, trong đỏ luôn. Nè hai hồng lưỡi đỏ và một cây vàng táo thơm. Vàng táo này hoa thơm mấy chị ơi. Em hồi sáng em đâu có về Dendro đâu. Không có về Dendro. Chị nhận nha chị ơi. Mà em đi ngang cái lô vàng táo nó thơm mấy chị ơi, ngọt lắm luôn nè. Hai hồng lửa lỏ và một cái vàng táo nè. Cặp nó lại trên tám đó nha.
Chị Thiên Nguyễn có chút mãn đó chị Thiên Nguyễn ơi. Hay Thiên Nguyễn giá nhiều chị Vượng ơi. Đây cây thiên nga đen. Quá đẹp luôn. Cây thiên nga đen đợt này đợt trước về nó giá của nó là 320. Đợt này về nó có giá cho mấy chị là chỉ có là giết lô rồi đó nha. Cây này chị nào có chốt cây thiên nga đen này nè. Em để cho mấy chị cây này là 290 cây thiên nga đen. Trời ơi nó đẹp quá mấy chị ơi, nó đen. Là một cái ngọc trai đen còn thơm. Nè cái thiên nga đen cho mấy chị nè, đen thui nè, đen tuyền, đen bóng nha. Cây thiên nga đen này 290 ngàn mấy chị coi nè. Hàng này là hàng Đài Loan xách tay về nha, chứ không phải là hàng Thái đâu nha mấy chị. Hàng Thái là không có được đen ở này đâu. Khi nó nở ra nó sẽ đỏ cho mấy chị, nó không phải là đen thui. Còn cái cây này nè, mấy chị nhìn nè, nó đen bóng như thế này cho mấy chị luôn. Cây này là 290 ngàn cây thiên nga đen này. Đợt rồi là về 320 đó mấy chị. Những cây là cây đợt giết nè, nên là nó có giá rẻ hơn tí đó mấy chị. Đợt giết là cây của người ta cũng rất là đẹp nha, chứ có giỡn đâu. Cây thiên nga đen 290 ngàn cây này. Nhớ giùm em cái này làm cho mấy con này gọi đèn nha mấy chị coi nè. Hàng này là hàng Đài cho mấy chị. Hàng Đài, mấy chị sẽ thấy được cái khung bông của nó. Nó đen thẳm luôn cho mấy chị luôn, dù rõ ảnh đèn dơ cho mấy chị. Còn nếu mà hàng Thái cho mấy chị, dù có thiên nga đen như về nó nở ra cho mấy chị hơi đỏ chứ có đen. Mấy chị coi cái bông của nó nè. Đen tiền luôn nha, cái mặt bông mà đen thui thế này là mấy chị biết rồi đó. Hàng làng sưu tầm nó mấy chị. Cái này khi làm bông là xuống lá cho bông hoa thơm như mấy chị, cánh rất là cứng. Thiên nga đen này là 290 một chậu thiên nga đen. Hàng này chơi mấy cái cây hàng này nói chung là biết lắm mấy chưa. Biết lắm, 290 cây thiên nga đen đó nha. Nè 290 một cây nha mấy chị. 290 cây thiên nga đen. Bông này quá trời đẹp luôn á chứ bộ. Hồng sét hả chị? Hồng là với cái hồng nữa đỏ thôi. Không nữa đỏ lên cho mấy chị gặp 280 ngàn đó chị Bích Huyền Lê. Không nữa đỏ em lên cho mấy chị là nãy có cặp đó là 280 đó chị. Là cái lô đó đó. Dạ có chị Mạnh Lê có chậu lớn. Chị ở đâu nếu mà Sài Gòn thì em ghép chậu chị được. Còn nếu ở tỉnh thì chị mua về chị ghép cho em. Hoa lớn không? Hoa lớn ngoài đời em cũng không có mấy chị. Hoa lớn có luôn nè. Ê lên cho mấy cây ớt đỏ, Lục Lê còn ớt đỏ không? Ớt đỏ không, lấy ớt đỏ lên cho mấy chị coi hoa đại đúng không? Chị mấy chị muốn chơi hoa đại đúng không? Cây này là giá của nó là 290 đó nha. 290 cho cây này cái chốt 290 là tới công chuyện đó. 190 là tới công chuyện luôn á. Mấy cái gì tím ớt đó hả chị? Nhìn bán này ra nên con bé nó xuống gói đi cưng. Đây em lên cho mấy chị tím ông đại nè, ok chị Ngô. Vậy cái chớp đám chớp với chị Trang Văn Quỳnh, chị Trang Văn Quỳnh. Trang Văn Quỳnh có ok không? Chị Trang Văn Quỳnh gần đó không? Chị Trang Văn Quỳnh gần đó không? Cái chớp đó 800 ngàn chị có ok em chớp chị ạ. Đây nè, cái cây là cây tím bông to nha mấy chị. Tím bông to này nè. Giá của nó 190 ngàn một cây nha. Chậu đó là chậu sao? Ba chậu hai hồng đỏ với một cái này mình thích thôi, mình thích mình ghép thôi, không mình chỉ lấy một màu hay là màu tùy thích với chị. Ba cây hồng nửa đỏ nụ to đúng không? Ok chị. Đó, hồng nửa đỏ lăn cặp có 280 ngàn quá rẻ mấy chị ơi. Để em kêu Lộc Lê nó ghép vô cái chậu mẫu cho mấy chị coi thử coi nè. Nè. Cái này hồng nửa đỏ nè, nụ to hết nha. Hồng nửa đỏ ba cây này cho chị Dương Thị Ân Nhung nè, cặp có 284, cặp 280 quá rẻ. Hồng mới đỏ nha, chốt chị Ân, Dương Thị Ân Nhung nè, ba cây nè. Em cảm ơn chị. Ê Lộc Lê, tương lai con ghép cho chị cái chậu hai ba cây vô, ba cây hồng mới đỏ vô chậu, mấy chị coi Lộc Lê. Ghép bữa giống như vàng ghép á, vô chậu xứ á. Cái chậu xứ vuông vuông á. Cái này là hồng 588 đó mấy chị ạ. Mã hồng 588, cây là 190 ngàn nè. Nguyễn Minh gặp một cây hồng mới đỏ gặp đơn hả? Ok Nguyễn Minh. Nguyễn Minh
Minh, một cây hồng lửa đỏ gặp đơn Nguyễn Minh nè. 1.40 gặp đơn nè. Ok, ba cây lửa đều nha. Đây. Cái cây là cái hồng 588 bông to cho mấy chị. Hồng này là 190.000 một cây. Đây là hồng lửa đỏ nè. Ừ. Cái này là cái tím tím to cho mấy chị nè. Chị ghép ba cây đẹp lắm. Cái này mấy cây vậy lục đây. Ừ. Này chậu ba cây này ghép nè. Nè cái chậu này ghép ba cây vô nữa chị bung ra. Tại cái này em không có bung ra cho mấy chị, nhưng mà cái này mấy chị bung ra nè. Cái là ghép ba cây vô chậu nó cặp có 280.000 rẻ vô cùng. Có đỏ. Đỏ thắm tiền trắng gì vàng hả? À? Không có, cái đó là không có rồi đó chị. Chị cứ quyển rồi thôi, chị lấy cái màu lon đó đi. Màu lon nó đẹp, em bán ở 190 cây à. Đại là bán đồng giá 190. Này là bán đồng giá 190 cho mấy chị hết. Mấy chị có hồng nữa đỏ nè. Em ghép ba cây vô chậu đó. Cũng là cây hai ngồng đó mấy chị. Mà tại vì khi ghép vô chậu phải bung cái tay bung ra. Bung ra mấy chị chỉnh thừa sửa cái thế sao cho nó đẹp. Sửa sao coi cho đẹp cho mấy chị coi nè. Ba cây vô, ba cây nhân có 140 là có 280 với 140 thì nó chỉ có 420 thôi. 420.000 thôi. Ghép vô chậu thế này quá đẹp luôn. Ba cây. Không thích thì lấy mấy chị lấy một cặp hai cây cũng đẹp. Hai cây cũng đẹp. Cái màu này nè chị Cúc. Cái màu này là cái màu trắng lon. Mã của nó là CBM2. Trắng lon này rất là đẹp. Bông nó dài, bông mà siêu to. Cây này nó có 190.000. Được chị. Nè chị coi nè chị. Lên thông tin nó chốt đơn nha. Lên thông tin em đợi cây trong chốt đơn. Nè, em ghép cho mấy chị coi mẫu nè, ghép chơi thôi nè. Ba góc nha, ghép ba góc chơi cho mấy chị nè. Cái là ba cây bung ra giùm em. Hồi này cặp 340 à. Em lấy cái cây lên cho. Cây đẹp lắm. Ai cho cây hồng lửa đỏ lọc lên. Hồng lửa đỏ. Ừ. Ok chị Thu Đặng nè, Thu Đặng ba cây hồng lửa đỏ nè. Mấy chị. Ba cây em ghép vô chậu có nó điêu quá chị. Là cái này mà tại vì nãy em chưa ghép là xíu em ghép em tắt ra cho mấy chị coi cho nó đẹp. Cây đẹp lắm luôn nè. Mấy chị ghép cực tiếp, mấy chị mua thoải mái có gì đâu, đâu có bắt khách, đâu có cấm khách cái cửa hàng đâu. Ghép thoải mái nha. Cái lòng để đỏ ghép ba cây vô nè. Đụng nhiều quá trời quá đất luôn nè mấy chị coi nè. Đụng nhiều lắm. Hồng lửa đỏ em lên cho mấy chị toàn là cây nụ không chứ không có bán cho mấy chị hàng mới về nghe mấy chị. Hôm bữa anh chị nào có cái livestream em á, cái tối em có một cái live tối em bán cái này nè, em bán sạch xanh xanh luôn hết luôn, không có về không có hàng nè. Nó mới về lại đó mấy chị, này mới về lại mới bán nè. Hồng lửa đỏ nè, ba cây này chốt cho chị Thu Đặng nha. Thu Đặng ba cây hồng lửa đỏ đẹp nè chị ơi, cây đẹp em mới về nè chị coi, gòn nó còn dính nè, mới về sáng nay nè, mới về sáng nay luôn đấy, bé nó bán cho mấy chị á. Hồng lửa đỏ nha. Để em xíu lên cho mấy chị mấy cây này. Ok ghép nè. Nè hàng mới. Không có nói điều chị là không có cây nào cũ hết trơn. Nè. Mới về sáng nè. Ba cây hồng lửa đỏ chị Khánh Ngọc nè. Có 140 cặp mấy chị ạ. À? Ê quên 208 cặp. 140 cặp em bù tiền như thấy bà em. Đây Khánh Ngọc ba cây này. Khánh Ngọc nè. Khánh Ngọc ba cây hồng lửa đỏ nha. Giá thì em bao giá từ Bắc đến Nam luôn, riêng hàng đài. Em không nói mấy chị mua hàng Hà Nội thì mấy chị được giá 140 thì bình thường, hết sức bình thường. Inbox thì chị gửi xe gì, inbox thì chị mà chốt thêm nghe cô nương. Còn á, còn đối với mức giá mà hàng 140 cây mấy chị mua được cây hàng Đài Loan rất là khó mấy chị, khó lắm. Cho chị Mỹ Khanh ba cây, chị Mỹ Khanh nè, đẹp quá không chị Mỹ Khanh ơi. Chị thích màu đỏ gần như nâu, chị thấy em coi, chị xíu lên cho, xíu cho chị coi. Xíu lên cho chị Cúc, Cúc đợi tí đi. Hay cho chị Mỹ Khanh ba cây nè. Ba cây hồng lửa đỏ chị Mỹ Khanh nè. Bán cho cái chậu ba cây nhỏ luôn hả? Ok luôn. Ok người đẹp. Nè Mỹ Khanh ba cây hồng lửa đỏ nè, mới về sáng nay luôn nha. Mấy chị coi hàng mấy chị biết. Hàng rất là đẹp nha. Nè 140 một cây, một cặp 280 đi, ít nhất một cặp giùm em mới đi được. Ba cây này phải chị ghép vô phải như thế này không? Ba cây phải ghép vô như thế này cho mấy chị không? Nè coi nè. Cái là chưa bung nè, túm vô nè mấy chị thấy không? Còn cái này bung ra cho mấy chị coi nè. Rất là đẹp nha mấy chị, bán giá 140 cây rất là hời cho mấy chị luôn. Hồng lửa đỏ. Cặp 280.000 nha. Hồi điệp cam hết trơn rồi. Hết trơn hết trụ rồi, bán hết rồi. Hai coi nè. Cái chậu này là ba cây mấy chị, cái chậu là ba cây.
nhét vô và chim thêm miếng mút vô cho nó cứng cái gốc. Cứng cái gốc giùm em. Thích trang trí màu mè, bông hoa gì đó là trang trí tùy thích mấy chị. Hàng mới về không có cây nào hàng cũ đâu mà sợ. Hồng lưỡi đỏ này một cặp của nó 280 nè. Ok Xuân Nguyễn, mấy chị lấy ba cây ghép vô chậu chỗ đẹp mấy chị ô nè, coi nè. Quá trời bông đẹp luôn nè, thằng hàng mới nha. Này vô sát vô cho coi nè. Không bị hư nụ, bông mới về. Rất là đẹp cho mấy chị nè. Hello chị Trang Lê, cảm ơn chị Trang Lê nhiều. Nè bộ lá của nó nè. Cây rất là đẹp nha. Ba cây hồng lưỡi đỏ này em chốt cho chị Xuân Nguyễn nè, Xuân Nguyễn ba hồng lưỡi đỏ. 154 một cây nha. Ít nhất một cặp giùm em. Ba cây này chị Xuân Nguyễn nè, hoa rất là đẹp với chị. Chậu chứ có khách nào Sài Gòn thì em mới gửi được nha, tại cái chậu xứ này nó chậu xứ này gửi đi nó bể. Đâu có gửi đi tỉnh được. Mấy chị chơi Tết vi vu nha, mấy chị chơi tháng mấy 2 tháng bình thường mới vậy. Chơi tháng mấy 2 tháng bình thường. Nè, cái này là ba cây ghép vô chậu. Cây của em dơ lên là bung sao là cái ghép vô cái chậu như vậy cho mấy chị. Lấy là ghép ghép đại đó. Ghép ở vườn lọc đây nó ghép cho mấy chị bỏ vô nè. Rồi cắm nhét vô miếng mút cho nó cứng nè. Quay cho bung ra cái cây ti, bung cái cây ti ra cho nó đều cho mấy chị. Rồi quay cánh bông ra cho mấy chị. Ba cây. Hồng lửa đỏ này lên chậu rất là đẹp mấy chị, bữa em bán trái hà. Lai nó khoảng đây 3 ngày rồi. Em bán buổi tối. Em bán chung với bằng tấu nè, hồng Chanel nè. Màu hồng lửa đỏ trái hàng không còn một cây. Mà tới bao bữa sau và là hôm nay mới về lại cho mấy chị nè. Cho chị Ngọc mà học hình Ngọc Huệ, học Huệ Huyển nè. Ba cây nè tặng đúng không? Ok chị. Bông mới hoàn toàn cây đẹp nha. Nè ba cây nè. 140 một cây hồng lửa đỏ thôi nha mấy chị, 140. Giá này em bao giá cho mấy chị luôn, thiệt mua được đâu mức giá này. Ai cầm cây này bán mấy chị 140 hàng này lon. Bộ lá của nó rất là đẹp nha. Hàng này đẹp không phải hàng lỗi nha mấy chị. Không phải hàng lỗi nha. Bán cho mấy chị mức giá này bao giá thị trường. Bao giá luôn đó. Không có nhà vườn nào cầm giá cây này bán được với mức giá 140 luôn. Còn hàng Hà Nội mấy chị mua giá sao cũng được mấy chị. Thiệt hàng Hà Nội mấy chị mua 70, 50 ngàn cũng có. Văn Dung ba cây hồng lửa đỏ cho chị Văn Dung nè. Nè quá đẹp luôn nè, hàng mới nha. Văn Dung ba cây. Chị Xuân ơi, cái cây đó nó đẹp rồi đó chị Xuân. Còn muốn đẹp hơn nữa cũng có đó chị. Rồi cái cây này em lựa cho mấy chị hết ga luôn đó. Hàng mới luôn đó mấy chị, chứ đâu phải hàng cũ đâu mà sợ. Không có hàng nguội đâu nha. Hôm qua anh chị nào coi biết hàng nào mà cũ cũ làm sale hết ráo trọi và like hôm qua rồi. Hôm qua em like cho mấy chị 7 tiếng đồng hồ đó. Là từ trưa cho đến tối luôn đó, 7 tiếng đồng hồ. Hàng nào sale đi đứt hết rồi, không có hàng nguội mấy chị. Út Tiền Hòa Bãi một cây hồng lửa đỏ nè. Cặp có 280 ngàn, quá rẻ. Cặp có 280 một cây, quá rẻ cho mấy chị chơi chứ nói gì. Nè coi cái chậu nè, đẹp không? Ba cây ghép vô chậu. Nó đơn giản lắm mấy chị. Nói chung là ship, nói chung là dưới 5kg đó. Dưới 5kg thì mấy chị cứ nghĩ đi, dưới 5kg là 40 ngàn tiền ship. Dưới 5kg là 40 ngàn tiền ship. Mấy chị mua 3 cây cũng 40 ngàn, 4 cây cũng 40 ngàn tiền ship, 1 cây cũng 40 ngàn tiền ship. Thì cân ký dưới 5kg là từ nói chung là từ 0,5 cho đến 5kg là 40 ngàn tiền ship cho mấy chị. Còn sau 5kg thì cân ký tính tiền thêm. Nè ba cây ghép vô chậu rất là đẹp cho mình nha. À, bữa đó hôm qua làm sale là chị biết đó, hàng nào cũ cũ làm sale hết rồi. Bởi vì là về hàng mới mấy chị đâu có ăn nguội đâu. Không có ăn nguội. Nào hàng nguội nó ăn nguội chứ có gì đâu mà sợ. Nè cây rất là đẹp cho mấy chị nha, hai ngồng nè, không có bung ra nè. Ok. Này ba ngồng luôn chứ hai ngồng vậy coi nè. Nè coi nè. Cây rất là đẹp cho mình nha mấy chị ạ. Cây rất là đẹp về là ghép vô nè. Một cặp 280 nha mấy chị, hồng lửa đỏ. Một cặp 280 về ghép ba cây vô chậu xuất sắc. Lương Thị Ngọc chào thêm một cây gập đơn nè. Lương Thị Ngọc chào thêm một cây hồng lửa đỏ gập đơn nè. 11 gập. Ngọc chào thêm cây gập đơn. Em nói ba cây nãy của chị Khánh Ngọc đẹp đó nha. Đổi nữa đi. Đổi làm đổi cho. Em có lựa cây ba ngồng đổi đâu cho mấy chị. Đâu có vụ mà lựa ba ngồng đâu. Cây nói chung là có một ngồng nữa kìa. Lựa nãy giờ cho hai ngồng luôn đó. Còn bóc ba ngồng là hên xui đó. Bóc ba ngồng là cho hên xui luôn đó. Trời ơi, còn lựa ba ngồng hết rồi bán để cây một ngồng hai ngồng cho ai.
trời ơi. Cái mũ ngoài nó xé cái chậu mũ. Không, để nguyên, để nguyên. Cho Minh Thương gặp nè. Minh Thương một cặp cho mình nè, Minh Thương một cặp nè, 2.8. Thiệt chứ bộ, thiệt mấy chị được dối với chị đòi hai bà Trưng luôn. Em có nâng giá luôn đó mấy chị. Không có nâng giá luôn, có thêm 10.000, 20.000 luôn đó mấy chị. Cái tính em nó ngộ là biết tăng giá. Một cặp 280 cho Tiết Bình Lê nè, cặp 280 nè. Cặp 280 nè. Nè cái này về bung ra. Bung ra là cắm cái ti đứng lên. Ta chỉnh vô cái thế là vô thế là đẹp luôn. Nè. Ba ngồng mà cao đều không có chị. Ba ngồng cao đều không có đâu. Cao đều không có đâu, nó cũng có ít ra nè, cái cây này nó thật sự mấy chị không có làm. Có cây cao cây thấp hết trơn nè, mấy chị coi này rút không lại rút ra. Nè cái cây này ví dụ như cây này nè. Nó cũng sẽ có cây cao cây thấp thế này cho mấy chị vô chậu cũng sẽ có thấy cao thấy thấp. Chứ không thể nào mà nó đều ra 100% được cho mấy này cho mấy chị được. Nè. Em ghép như cũng này cũng có cây cao cây thấp cho mấy chị nè. Đây đơn mới chúng tôi gặp nha. Có này có kia nó ghép nó đẹp cho mấy chị. Chưa chắc gì mấy chị lựa đều nó ghép đẹp đâu. Ê cái này về cắm. Cái này cắm em cắm rồi gộp nha. Chứ vô có bung ra cho mấy chị 2 tỷ đó nha. Bung ra 2 tỷ. Cánh ngọc của đẹp đó, đừng có đổi của nương. Có vàng Asahi nè. Vàng táo nè. Vàng kim, vàng lưỡi đỏ, vàng lưỡi rắn. Chị em có giữ đơn tới thứ ba nghe chị. Lên là nói chung là chị nói chung là Sài Gòn á thì bốc ráp luôn nha, một hai hôm là nha. Chứ không có giữ đơn thứ ba đâu nha. Không có giữ đơn thứ ba. Không có giữ đơn thứ ba luôn á. Chê hay cái này. Chưa có lên nó chung mà chê. Ba này chê. Nè uống ra. Ba cây nha. Còn chị lấy một cặp là 280 nha. À cô chị cứ giao ok đúng rồi. À, cho Lộc Đinh 3 cây, Lộc Đinh nè, Lộc Đinh 3 cây nè. Lộc Đinh 149. 200 144 140.000 một cây, một cặp 280 mấy chị lấy nên lấy 3 cây, ghép cho nó đẹp quá vậy. Không lấy 2 cây tùy thích mấy chị cũng được, không ép. Nhưng mà em này em ghép cái gì nè. Trong là cây nó cũng có cây cao cây thấp. Cây nè, cây nó cũng có cao thấp cho mấy chị hết. Cao thấp. Chủ yếu là mấy chị bỏ vô cái chậu, xây cho nó đều nó ra, xây thành ra cái cây đẹp cho mấy chị. Đây. Thì thấy không? Nó có cao có thấp nên là nó sẽ tạo thành một cái tầng cho mấy chị. Tạo một cái tầng đẹp luôn. Cặp là 280.000 nha. Lâu. Đang lại. Còn được ít nha, hồng lưỡi đỏ này còn ít mấy chị. Gặp có 240 à. Này là hai ngồng không á, mà tại chưa có bung ra cho mấy chị cái chịu khó. Gặp 240 đó nghe mấy chị. Nè, hàng mới về không có bị hư một bông nữa hết trơn nha. Nè, không có về, nói chung là em bán mấy chị 140.000 mấy chị. 140.000 luôn á. Có 140.000 luôn đó mấy chị. Chứ còn có nhiều hơn luôn đó. Bông thì cây nói chung là cây nó như thế này. Bông cũng nó như thế này. Và cái mức độ nở nó cũng như thế này cho mấy chị. À, muốn nhiều bông mơn cũng có, muốn ít bông mơn cũng có. Nó có nhiêu đây là nhiêu đây. Em nói với chị đồ điệp là nó về một lô. Một lô là cây nó đều rang cho mấy chị. Chứ nó cũng không có thể nào mà cho mấy chị. Ví dụ như cây này cũng không có thể nào nụ nhiều hơn. Nó cũng không có thể nào mà nở nhiều hơn. Nó cũng có như thế, chỉ có như thế này cho. Sư Nguyễn thêm cây gộp nè. Ông Mạnh ba cây cho ông Mạnh nè. Không ảnh 3 cây chồng ảnh nha, 3 cây nè. Không ảnh 132. Nó vẹn lô nó đều gì chứ mấy chị. 144 cây. Người ta hồi nói chung là chậu đẹp vườn người ta trồng người ta xử lý nên là em nói nhiều khi á cái bông đó ta xử lý cho nó đều cho mấy chị chứ cô nó nở đồng loạt luôn. Bởi vì mấy chị sao cái vườn sao thấy trời cái vườn gì đâu nó nở hai ba bông, đều rang, nở 5-6 bông xong đều rang mấy chị hết. Chứ không có cây nào mà nở 3-2-3 bông, cái kia mới nở được 4-5 bông mấy chị không có. Nên nó sẽ đều nhau cái này cho mấy chị hết. Hồng hạnh nè, ba cây nè. Cây có gặp đơn chị Minh Tư nè. Thấy cây chết nó chuyển qua chị Xuân Ninh Hình cho chị.
Trăm Ông Quỳnh. Yến Ngô chuyển qua Trăm Ông Quỳnh. Trăm Ông Quỳnh số 151. Ba cây giá của nó 420. Còn nói chung là mấy chị em, nói chung là em gửi ít nhất mấy chị là một cặp, đi một cặp em mới chốt. Anh chị nào chưa có đơn á thì đi ít nhất giùm em lấy một cặp em mới chốt được cho mấy chị. Hồi đi cặp 280 càng. Rồi ghép vô chậu cái này Tết không phải triệu tu đó mấy chị. Mấy cây này vô chậu Tết triệu không nè. Triệu cho mấy chị là bình thường. Người ta đâu có tính cây đâu mấy chị, người ta đâu có đếm chậu đâu, người ta đếm ngồng. Tết là người ta đếm ngồng bán mấy chị. Tết là người ta đếm ngồng bán. Nên thấy cái chậu này người ta kết ta trang trí trong cái nơi cho mấy chị triệu. Ngon lành, ghép vô tính triệu ôm đi ngon lành. Ừ. Cho nói Tết thì cái cây này cứ vô giá này miếng 1 triệu là cứ tới là ta thấy cái giá, ta thấy cái cây ok. Vô cứ thế đẹp, ta ghép. Minh Như nè, Minh Như một cây, chị Minh Như nè. Minh Như cây là đẹp nè. Hồng bỏ nè, hồng bỏ 3 cây nè chị, bung ra chị ơi. Bung ra chị ơi, hàng mới con yên tâm. Một cặp lại 80 nha. Có vàng luôn chị, có vàng, còn axi trong chậu rồi. Lấy cái vàng axi ra. Còn được có lấy cái vàng axi. Nè mấy chị. Vàng axi đẹp không? 180 một cây. Nè vàng axi nè, 180 một cây vàng axi. Và 180 một cây vàng axi nè, rất là đẹp cho mấy chị mình. Chị có tiếp lấy tiếp mình để thầy có lấy nói em nha. Vàng AC 180 một cây. 180 một cây vàng nha. Còn được có mấy cây, có được, còn được có mấy cây hồng nữa đỏ cho mấy chị nha. Cứ một cặp là 280. Cứ một cặp là 280 ngàn giúp em nha mấy chị. Cặp 280 nha, bung ra. Một cây vàng chị Tiết Bình nè. 148 rồi. Tiết Bình một cây vàng 180 chị Tiết Bình nè. 180 vàng AC. Đây, hồng lửa đỏ đẹp quá trời. Mà như em thấy ghép khoảng 3 cây vô nhìn nó xum xuê hơn mấy 2 cây mấy chị ạ. Nha. 2 cây cũng được, nhưng mà 3 cây thì nó tròn đầy, nó đầy đặn hơn. Nhìn 3 cây ghép vô nó xum xuê. Nó đều đặn hơn cho mấy chị. Mà màu này màu tươi nó phải màu buồn đó mấy chị. Nè bông của nó là màu hồng hơi sọc sọc tí. Cái gì lửa nó là lửa đỏ. Cây không phải là nở hết cho mấy chị, mà cây của người ta còn nụ rất là nhiều. Nụ là nụ to hết luôn chứ không phải là nụ nhỏ. 3 cây kiểu như ghép cho nó tròn đều hơn. Trắng AC hết hàng, hôm qua mình bán hết hàng. Đó, cái chậu 3 cây phía sau đó gì. Anh chị nè, còn được 5 cây nè. Anh chị nè, có chốt thì chốt cho em nghe. Một cặp của nó là 280 ngàn. Hồng lửa đỏ nha mấy chị, cặp 280. Ok không? Để ok ổn không? Chắc ổn mà. Đấy, cặp này là 280 ngàn hồng lửa đỏ nha mấy chị. Anh chị có thể lấy 3 cây ghép giống như chậu mẫu với xem cũng được. Đó là ghép vui thôi nha, chứ không phải là lựa đẹp xuất sắc đâu. Đó thì bởi vì em cố gắng mấy chị là nụ lớn thì yên tâm. Hồng vỏ có 3 cây hồng lửa đỏ rồi đúng không? Hồng vỏ có 3 cây hồng lửa đỏ rồi chị ơi. Hồng lửa đỏ này nghe mấy chị, một cặp là 280 ngàn. Em chốt ít nhất tối thiểu cho mấy chị là một từ một cặp nha mấy chị, từ một cặp. Anh chị nào muốn lấy 3 cây ghép vô chậu mẫu như thế này cũng đẹp cho mấy chị nè. Nó có 40-50 ngàn về mua thêm cái chậu thôi mấy chị. Tết là những cái hàng này vô triệu, 3 cây cứ triệu, 3 cây cứ triệu mấy chị không. Cây vàng AC 180 ngàn nha. Anh chị nào có chốt vàng AC thì chốt 180 nè. Bông quá là đẹp luôn. Bông của nó nè mấy chị coi nè. Còn được có mấy cây cuối cùng à. Em đem dắt móc cho mấy chị luôn nè. Vàng AC. Chậu này là 180 nha, 180 vàng. Rồi em lên cho mấy chị cái lô bông lớn nè. Cái bông này mỗi thứ có 1 cây, một cây mỗi thứ nó có. Em lên cho mấy chị bông đại nha mấy chị. Lên hoa bông hoa đại cho mấy chị chơi nha. Ê, chiều ghép mẫu cho cái cây hồng, hồng Chanel với là vàng táo với lộc lê. Nghe lộc lê. Ê, vàng táo thơm lộc lê. Vàng táo thơm. Hồ Điệp Ca mất rồi chị ơi, Hồ Điệp Ca mất rồi. Như chuyển trần, như có chốt ấy chuyển trần mà. Lộc Linh một cặp AC cho Lộc Linh nè. Mà chơi tay vô đúng rồi không em?
Nè, tổng là 2 cây cho lộc đinh nha. 149 giờ. Em hả? Trời ơi, chị ơi, người ta vô sân game nhiều chứ chị, con Tâm. Người ta vô sân game là nhiều chị ạ. Có quay game xong cái ta đi ra hết trơn. Chị Bích Huyền Lê ơi, chị chưa có đơn, chị phải lấy từ một cặp nha. Chưa có đơn mới lấy từ một cặp nha chị. Cứ còn một cây thì em lấy chốt một cây thì em không để 140 đâu. Những cách mà có đơn rồi á, lại có chốt rồi á, thì em mới gom gộp cho một cây, chứ ra phần cách chốt từ 2 cây không à. Còn cái giá đó thì một cây không có chốt được. Đây, còn được cái vàng AC này cho mấy chị 180 luôn là đẹp quá trời luôn nè. Hồng Chanel này chị Nhung. Hồng Chanel chú ghép. Hello chị Ngọc Phương thì. Hả? Đây nè, cái này là Hồng Chanel. Hồng Chanel nè, cái màu Hồng Chanel này nó dễ thương lắm, cái màu hồng đúng ngọt luôn nha mấy chị luôn. Hồng Chanel này giá của nó cũng cặp 240 à, cũng cặp 240 Hồng Chanel. Mà tối này lên rất đẹp, hồi tối lên đẹp. Ban ngày lên nhìn nó nhạt. Anh chị nào có chốt chốt nha. Có chốt cái cây cái vàng AC này chốt 180 rồi là cái màu hoa đại lộc lên. Nó lại đi cơ. Còn chút hoa đại có gì đủ nhiều ta. Lan. Thắng tiết hả? Lên địa chỉ cho em luôn chị Hồng Võ ơi. Nãy giờ chốt chưa có địa chỉ đó chị. Không có địa chỉ là mai không có chốt đơn gì được rồi nha. Có địa chỉ là chốt. Không có địa chỉ chút em cũng xả đơn đó. Lên làm ơn lên liền em cái địa chỉ giùm em đi. Cháu không là địa chỉ cũng như không à. Có đâu địa chỉ đâu. Chưa có địa chỉ đó chị. Đây cái cây là cái hồng loan trắng loan cho mấy chị nè. Hàng đại nha. Hàng đại nè mấy chị 190 ngàn. Hoa rất là to. Cái màu này là cái màu trắng tiết cho mấy chị, trắng như ngọc trinh. Hoa đại luôn cho mấy chị bông to 190 ngàn. Lộc Linh thêm một cây vàng AC luôn cho Lộc Linh nè, cây mới xuống luôn. Đây, cái này là trắng lan nè. Cái là trắng ngọc trinh nè mấy chị, 190. Đại nói chị lấy từ 2 cây mới đóng được cho mấy chị. Tại đại thì phải tốn từ cái thùng nhà, nó tốn chi phí rất là nhiều. Rồi lấy từ 2 cây giúp em. Nè, cho Lộc Linh cây vàng AC gặp đơn nè. Đây, cái màu này là cái màu trắng lửa đỏ cho mấy chị. Trắng lửa đỏ nha. 190 luôn. Toàn là bông bự hết trơn à. Bông bự. Có tím phía sau nữa nè mấy chị. Nên là cái này mấy chị ghép những cái đại mà có bông lớn đó, đẹp lắm. Nói chung là Tâm Vũ ơi, bây giờ đơn nó ra thì không có gặp được cái chị Tâm Vũ. Đơn nó ra thì em sợ không có gặp được cái chị Tâm Vũ ơi. Để em kêu lục đây tài xíu nha. Nè bông đại như thế này cho mấy chị nè. Hàng này là toàn là tất cả là hàng A trở lên, A đến A cộng cho mấy chị không nha. Bông này rất là to. Cây là cây tím biến. Cây tím biến này cũng 190 luôn nha. Tím biến nè. Mấy cái màu hoa đại cho mấy chị không nè. Tím biến, hồng lửa đỏ, trắng lan, trắng tuyết, 190 một cây, bông to hết. Mỗi cây nó mỗi màu mới vậy, mỗi cây nó mỗi màu. Bông nè, xe bông rất là to nha, bự hơn một bàn tay không à. 190 bông đại hết cho mấy chị. Em có về đủ màu cho mấy chị, các chị nào thích màu gì nói em. Có tím ớt nữa mấy chị, có tím đại nữa đó mấy chị. Ôi từ từ nha. Chốt cây tím biến cho chị Bích Hiền Lê nè. Cây tím biến chị Bích Hiền Lê 190 nè. 190 chị Bích Hiền Lê nè. 190.
trắng lửa đỏ nè mấy chị, cái trắng tiết là trắng lửa đỏ nè. Hết cam rồi. Hết cam luôn rồi. Ê lưu một tiếng này luôn là quay cho mấy chị cho đủ màu, mấy chị ghép một lên. Bông đại nè mấy chị ghép màu chứ cũng đẹp, mấy chị đủ màu chứ đẹp. Bông đại nó hoa nó to. Sao hoa nó to lắm. Một bàn tay không mấy chị ạ, bàn tay không à. Trắng len nè, trắng lửa đỏ nè, trắng tiết nè. Tím đại cho mấy chị nè, trời ơi bông nó to ghê á. Khủng khiếp luôn các bông. Mấy chị coi nè. Khủng khiếp nó to mấy chị ơi, bự hơn một bàn tay luôn chứ nói gì. Đi bông hai luôn cho mấy chị nè. Bự hơn một bàn tay nha. Bông nó to lắm. Hàng đại là 190 một cây đồng giá hết trơn nha mấy chị. Nên nói chung là mấy chị có chốt bông đại lấy từ 2 cây giúp em. Nếu mà chưa có đơn á, chưa có đơn lấy từ 2 cây giúp em. 190 một cây hết nha. Nè bông bự như thế này không à. 190 à, đồng giá nha bông đại. Nâu đỏ á chị. Cái cây quà đen á, có cây quà đen á. Cho chị Bích Huyền Lê thêm cây hồng nữa đỏ, chị Bích Huyền Lê nè, 190. Bông đẹp nha. Bích Huyền Lê cây hồng nữa đỏ nè, 190. Để xíu chị có Nguyễn ơi, cái đó em kêu nó là màu quà đen á chị. Màu quà đen nó để em tí giùm em đi. Em mà tính ra ba cây này mấy chị ghép vô chậu cũng đẹp mấy chị. Ba cây ba màu nè. Bông lớn lắm nha. Trời ơi, nói chung là hàng này hàng chuẩn không đấy. Hàng này đại này không có hai vòi đâu ạ. Mấy chị hai vòi tất nhiên là size bông nó nhỏ hơn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai điều nữa cho mấy chị là bông nó ngắn hơn. Đây. Cái màu này là cái màu hồng bi cho mấy chị nè. Em lấy cái màu à. Cưng lấy cho chị cái màu quà đen cho chị Cúc Nguyễn chứ coi. Hồng bi này nha. Hồng bi này là giá của nó cũng một. À lấy cho chị cây hồng lửa đỏ mini hả? Bích Tiền Lê xã hồng lửa đỏ lớn lấy cây hồng lửa đỏ mini. Cây này quá đẹp á chị, có 190 một cây đủ màu hoa hết trơn à. 190 một cây nha, thích màu nào chốt màu đó nha mấy chị nha. Nghe nụ của người ta nè, cây rất là đẹp. 190 lấy cho cái màu quả đen nè. Nè cái hồng nữa đỏ chị Bích Hiền Lê gặp đơn nè. 140 nè. Em có được cái màu này em kêu nó là màu quà đen rồi mấy chị. Mà nó hơi len len biến nè. Cây 190 luôn nha. Mình là màu biến của cây tím biến á mấy chị. Màu biến của cây tím biến á. Nó hơi len len sẹt sẹt thế này cho mấy chị. Cả ngàn cây nó có được cả chục hai cây thế này thôi. Màu quà đen nè. Cây này giá của em kêu. Tại em kêu nó quà đen, vườn kêu quà đen chứ. Thật sự ra không phải màu đen nha. Nó nâu nâu đỏ đỏ cho mấy chị ấy. Màu này giá của nó 190. Bông bền á. 190 giùm em cái này nha. Đây là 190 nè. 190 cánh nó dúng dúng. Nó sẹt sẹt trắng như thế này cho mấy chị nè. Ở con bông của nó nha, rất là cứng. Bên đây mấy chị thấy không? Tông nó sẹt. Cái màu này là từ cây biến của cây tím biến nha. Cúc Nguyễn cái quà đen 190 gặp đơn nè. 126 gặp. Cái này là của nhớ số gì? 153, 126. Tiếp tục cây quà đen này cho mấy chị 190 nha. Hai nó đẹp không mấy chị? Lấy cặp kép cho nó đẹp mấy chị. Màu của nó cái màu nâu nâu đỏ đỏ vàng trắng như thế này giùm em nè. Khá xá đẹp luôn. Hả cái gì màu bắt mắt anh Văn Phạm? Trời ơi mắt hả? Trời ơi thôi anh Văn Phạm cái trường đi vườn mua đi anh Văn Phạm. Cho nó rẻ. Đi lên tặng vườn xỉ 100 cây 190 cây. Lên tặng vườn xỉ 100 cây 190 cây. Đi tặng vườn mua anh. Mắt lên tặng vườn mua. Lấy tặng mua vườn mua cái nó có rẻ hay không? Đi mua hàng Hà Nội 80-90 ngàn, 100-120 cây đi qua sao hàng Hà Nội, hàng Đài Loan. Mắc. Mắc thì đi vườn mua đi anh cho nó rẻ. Anh là không có duyên rồi đó. Thấy gặp anh là không có chút duyên rồi luôn đó. Mắt
tiêu cái viên luôn chứ mắc cái viên gì nữa. Cây này giá 190 nha. Anh chị nào có chốt chốt 190. Giờ đi hàng đại hỏi giá gì người ta bán nhiêu. Anh chị nào Sài Gòn ra thành thái ăn thuộc cái cửa hàng người ta bán nhiêu. Ở tỉnh có người ta bán nhiêu. Comment vô đây mắc. Không biết giá không? Không biết giá anh chỉ cho. Còn muốn hàng rẻ anh chỉ giá cho. Muốn hàng B hàng C có luôn. Hàng B hàng C cũng có luôn. Muốn hàng 101, 102 cũng có. Hàng 890 cũng có. Hàng 70 cũng có. Bán gốc gọi cho. Vừa tải thôi chứ. Mà anh không có chút chiên nữa trơn trầu. Anh chị nào có chốt ông đại chốt nha. 190 một cây. 190 một cây. Họ đẹp 190 một cây mấy chị ạ. 190. Đồng giá trơn á. Thích màu gì đấy. Tại vì này là bông đại nha. Hàng A trơn á. Cho cô Cúc Nguyễn thêm cây quả đen á. Tổng 2 cây nè. Chị Cúc Nguyễn thêm cây á. Tổng 2 cây nè. Số 126. Tổng 2 cây cho chị Cúc Nguyễn. Cảm ơn nha. Nói em nói đúng mà nói nó sai. Em có gửi anh Sĩ Minh chị. Hồ Chí Minh nếu gần em gửi ráp cho. Tại em ở bên Tân Phú á chị Ngọc. Tối em có lên hàng Ru Ru Bà Liễu nè. Có nắng tùm lum. Ê tối nói về cái gì Lộc Lê. Nhân tia hả. Bà Liễu là gì nữa. Có hay là bây giờ mình lên hàng nắng, ta có chỗ để cho ta lên luôn nắng. Lên leo nắng còn nồi rúng liếc chà. Có hàng nắng về đẹp lắm mấy chị. Mà chắc để tối em lên leo nắng cho mấy chị. Em kiếm cái lô bông lên cho. Ê, lên luôn lẻ lọc lên. Mấy chị, em lên cho mấy chị cái màu đỏ này nè. Màu này là màu đỏ cherry, đang nụ rất là nhiều. Lên cho màu đỏ cherry, nó cherry rất nhiều. Em lên cho mấy chị, em có được cái màu đỏ cherry rất đẹp cho mấy chị nè. Đỏ cherry. Giờ có mặt rồi lam đó chị ơi. Em nói thẳng tính nè. Chứ trời đất quỷ thần ơi. Cây hàng đại bây giờ mấy chị lệ sĩ vườn Lâm Đồng bây giờ mấy chị biết không? Thùng 100 cây, tên trở đi nó cho sẽ mấy chị sĩ trồng 5 cây chứ yên tâm đi. 20 cây nó làm biến nhận, làm biến luôn á. Trời ơi, mấy chị nhiều khi nó mấy chị nó nói câu cái gì biết không? Đi mua sĩ 20 cây, sĩ 20 cây sĩ làm gì? 20 cây sĩ làm gì? Sĩ người ta là sĩ mấy trăm cây, sĩ cả ngàn cây. Chứ sĩ mà 20 cây sĩ làm gì mấy chị? Nó nói gì cỡ đó đó. Giá rất là chát luôn. Cảm thấy mắc đừng có mua. Em bán mấy chị 4 năm nay rồi chứ không phải 1 năm. Giá hồi đẹp như thế này em biết cho mấy chị. Ngày thường nó chỉ có 170-180 cây. Ngày bình dân, ngày thường là 170-180 cây đó mấy chị. Uống chi cái này là hàng ngày Tết. Chưa tính đến bật chế leo thang, xe cầu, xăng xe này kia các kiểu nữa. Tìm nhân công cán kiết này cho mấy chị nữa. Ai chọc ghẹo ghê ăn không? Đi mua sỉ đi, bán lại cái cây 190 ngàn ở trên mắt không? Hay là đi mua về bán cho anh ta 300-400 ngàn, 250,
300 ngàn, 500 ngàn, 600 ngàn. Tới nói chung là nói cái gì nó cũng được hết trơn á chị, tới lúc bán ra đâu có được. Bán ra có được. Còn được sót cây hồng sen mấy chị 190 nè. Anh chị đã có chốt 190 giùm em nha. Hồng sen 190. Nói dễ lắm. Nó mắc lắm, dễ lắm. Lúc đi mua coi, mua chín trời dưới đất không à. Hoặc là thật sự nhiều khi cái vay ảo nữa đó. Nó ảo đó mấy chị. Đi nhập chị mua bán về mua ba ra đây, mua thử ra đều về bán ra giá nhiêu. Nói về con trước coi sao. Con trước coi sao, coi ta. Mắc ta so sánh giá với chỗ nào mắc. Vậy mỗi thử cái giá em bán 190 cho với cái vườn nào bán rẻ không? Tay bọng lại thế nè. Hỏi chỗ nào mấy chị vườn nào bán rẻ không? Mấy chị chỉ em đi. Chỉ em đi mấy chị. Còn đi so sánh với hàng Hà Nội là coi chừng với em luôn á. Cái hồng sen này cho mấy chị là 190 ngàn. 190 ngàn cái hồng sen nha. Còn được có con cây à. Sót nè, nãy chị nào chớ không được cái hồng sen nè. 190 ngàn. Chỗ nào rẻ không? Chỉ coi. Chỗ nào bây giờ cầm cái cây đại đó giờ bán cho mấy chị 170, 180. Mấy chị chỉ em coi. Quá. Chỗ hồng sen chị biết hình lê gặp được. Ê, em có một cái hồng này. Đẹp lắm mấy chị ơi, hồng này quên nữa. Quên giới thiệu cho mấy chị nữa nè. Hello mười xị. Anh mười xị, tối nay có nắng gì đẹp mười xị. À, cái này có được 20 cây hả? Đây cái màu đẹp quá. Mấy chị cái này có 150 một cây mấy chị ạ. 150 một cây hồng nè. Ha. À, đi. Hồng này 150 một cây nha. Cặp 300 ngàn. Cặp 300 ngàn nha mấy chị. Hồng này có được 20 cây à. Hồng này không biết trong kia hồng gì luôn nè. Nè. Hồi đẹp hồng này cho mấy chị có 150 một cây nha. Này ghép 2 cây vô chậu cũng đẹp. 3 cây cũng đẹp. Bông không à. Này là bông quá xá bông nha mấy chị à. Có 150 một cây hồng nha. Này là 150 một cây. 150 một cây hồng nè. Trời ơi, người ta gọi cho tôi 1800 cuộc. Gọi không có nghe máy. Gọi không nghe máy biểu cho xuống xã. Bị giữ, giữ cho nã rồi. Giữ cho nã rồi gọi không nghe máy. Chưa anh, chưa lên anh trạng thái là anh hên anh rồi đó mười xị. Ông kia ông, anh quán anh gọi cho anh gọi mấy bữa. Gọi hẹn. Rồi tới lúc mà tới cái bữa giao gọi cũng không nghe máy. Không nghe máy rồi sao ta rách ta chấm chở anh hai. Chứ khó nữa à, làm khó nhau không à. Còn không nghe máy sao ta dám chở. Không biết chở nên xả đầu. Giận gì mà giận. Nhậu vô lít là. Nhậu vô mười xị là hết. Hết giận rồi. Cái hồng này là 150 nha, có chốt 150. Đó. Đây lấy lên cái này cho. Đây cho mấy cây da che cho. Mấy chị có mấy cây da đẹp lắm mấy chị. Da nè. Mấy cây đẹp hả? Đây mốt phải gặp khách nào. Khách mấy khách nó thẳng luôn. Bán cho 500 viên. Em lấy lên da da cho mấy chị nè. Mấy chị em có lô da da tím với mấy chị nè. Lô da da tím cho mình nha. Bông đẹp quá. Ừ. Ê tính là nãy tôi nói tôi lên đỏ cherry mà chưa lên nữa không lên. Thôi kệ đi, cho ăn cây đi, ăn ủi. Lo chữ lọng rồi riết rồi. Không bán gì được hết trơn. Mấy chị cái màu đỏ cherry nè. Trắng lưỡi tím là cái gì? Cái nào? Trắng lưỡi tím là phải trắng lon không chị Tuần Lê? Trắng lon không? Tại vì bây giờ trắng lưỡi tím nó có nhiều mã lắm. Nhiều khi em cái cây hồng đào mấy chị cũng kêu trắng lưỡi tím nữa. Chị chụp giùm em cái mã đi. Chị chụp giùm em đi. Hoặc là phải có phải trắng lon này không? Trắng lon này không? Còn cái trắng là trắng bếp khác nha. Trắng là bếp khác. Nếu mà cái trắng lưỡi tím của chị, nếu mà quay trực tiếp tại vườn á, chị Phượng quay trực tiếp tại vườn á, thì nó chưa có về. Thì cái trắng này là chưa có về á. Nó chưa có về đó. Khoảng một hai hôm nó về trắng lưỡi tím. Cái là người ta kêu nó trắng lưỡi đỏ. Chứ không phải là trắng lưỡi tím luôn. Tại vì nhiều khi ghi comment không có rõ nên không có chốt được. Còn ở trên đó đó.
là cái mã GBM2 phía trên đó, nó là cái màu trắng loang lưỡi đỏ. Chị phải ghi rõ, tại không có trắng lưỡi tím, không bán ra trắng lưỡi tím, nó chỉ là trắng lưỡi đỏ. Trắng lưỡi đỏ thì chưa có về, chưa về, nó nằm ở trên vườn. Cái màu này là màu đỏ cherry đó mấy chị ạ. Đỏ cherry này giá của nó là 175 ngàn một cây đỏ cherry. Nó là màu đỏ như thế này và viền trắng cho mấy chị. Và lưỡi của nó là cái cấu trúc là lưỡi rắn nha. 175 ngàn. Tuy nó một ngồng nhưng mà giá trị nó cao. 175 ngàn cái đỏ cherry. Nó có phân nhánh cho mấy chị luôn. Có chốt này chốt của em 175. Để lên cho da lọc lên. Lên cho da. À cái này á chị, này nè làng bếp. Trời cái trắng lửa đỏ là làng bếp đó chị. Nè, cái chậu này 900 nè. Cái làng bếp. Chứ nó trắng lửa đỏ, cái chậu này 900 ngàn nè mấy chị, đẹp không? Đây chứ à. Nó chứ thích gì à, đừng có buồn gì đâu. Nhiều khi nó xảy ra sự hiểu lầm nhỏ nhỏ tí. Cái màu này làng vip nè mấy chị. Làng vip nè, cái chậu là 900 ngàn. Lo chữ lộn ở đó à. Lắc lắc bông của người ta không, nó rụng đó. Cái cây đó là nó bị gãy đó, rồi cắt ra đó chị. Cắt ra đó. Cái này là vip nè nghe. Anh chị nào có thích cái chậu vip này thì lấy. Chậu vip này là 900 ngàn. Đẹp không? Quá trời luôn. Chậu bếp này 900 ngàn nè. Xịn không? Đẹp quá trời đẹp luôn nè. 900. Chậu bếp đấy. Này là không biết. Mấy chị em có cái mảng này nè. Ai nãy chốt được mảng nè. Còn được hai cái mảng thôi đó chị. Mảng 3 ngồng luôn nè. 200 ngàn một cây. Bị nhiều lắm á. Bị gì vậy? Vâng. Lâu tháng vậy. Bị nhiều lắm á. Bàn thắng tài chưa có về cô nghe. Bàn tài chắc may mắn. Mà không mới tới nữa. Mấy cây luôn, 50 cây, chục cây luôn, mấy cây. Còn được hai cái mảng này cho mấy chị nè. Còn được hai cái mảng đó nha. 200 ngàn cây, 6 ngồng bông luôn nè mấy chị coi nè. Quá đẹp. Mảng mà được 3 ngồng thế này cho mấy chị ít lắm. Đừng nói kêu bán rỡ, bán cái mảng 3 ngồng 200 ngàn đắt nữa nha. Tớp chuyện cái em lắm, người ta cầm này ta bán mấy chị 240 em rưỡi. Đây 300 mà chị có nhiều người chị đắt nữa đó. Mà hỏi chỗ nào bán rẻ hơn không chị? Kêu chị chỗ nào bán rẻ hơn không chị? Ngồi đó. Hai cái đỏ cherry cho chị có khỏe. Nói là phải có dân chứng với em mà, không có dân chứng với em làm cự tới đó. Chị ca, chị ca sòn xong có đó chị ca. Hai cái bản chị Văn Ly nè. Chán đời ghê. Cái bông đại bán 190 ngàn chứ đó. Trên đây nè. Hai cái bản đó chị Văn Ly. Chị ca ơi, sòn xong chưa? Gói ba cái sọt đó đi rồi chị. 200 phút gói ba cái sọt đó đi. Ba cái sọt sáng sọn á. Muối á. Ba cái sọt nó gói xong luôn hả? Còn này thì sao? Chỗ chứ ta. Hả? Chờ hành em ruột tôi giữ chờ. Cái này chớ cho chị Cúc Nguyễn nè. Cúc Nguyễn ngay cái đó cho đi. Chị Cúc Nguyễn cảm ơn. Chú em ruột tôi dám mấy gói được mấy chục cây vậy thôi chứ không ai dám gói nữa. Ba sọt hồi đẹp. 30 mấy 40 cây. Nói chứ là da cho nè. Mấy chị em có cái da là da tím. Da là da tím cho mấy chị mà tím chớp. Giá của nó là 70 ngàn một cây. Anh chị nào lấy 4 cây em để mấy chị 240 luôn nè. Da có được mấy cây nha. Bởi em bán hết rồi của anh chị nào trong vùng dịch xã đó nên em để nè. Da tím đa phần là tím được rồi tính chớp mấy chị không thôi. Ví dụ như có chớp này nữa nè.
cứ 4 cây là 240 nha. Tối nay em về Đinh Rô nhiều, tối nay có hàng bông cho mấy chị đó. 4 cây này để cho mấy chị 240 nè. Nè tím nha mấy chị, đa phần là tím không mà, hoặc là tím chớp chứ không có trắng tím giống như những cái màu da da bình thường. Cây này là cây này là tím chớp luôn nè. Cây là cây tím chớp là tím trắng đó mấy chị, tím trắng đó. Nói chung là ba cánh tím ba cánh trắng á. Này 4 cây mini da da này là 240. 4 cây là da da này là 240 nha. Anh chị nào có chốt da da chốt em 4 cây 240. Chắc phải tắt cắt cái like hồi đẹp này chắc lên cái nắng mới được cho mấy chị qua. Chị Nguyễn Sơn 4 cây nè 70 ngàn đó nghe mà. Tại vì cái này có mấy cây em để luôn nha mấy chị. Cây đẹp mấy cây xấu đâu mà sợ. Da da tím mấy chị biết là giá nó cao đó. Cậu Tư ơi, à, chị Bích Tiền Lê hả? Để em lên cái địa chỉ cho. Em lên chốt chị Bích Tiền Lê 4 cây kìa. Chị cậu Tư ơi, mình chốt cái gì mình bắt địa chỉ cho em nha. Bích Tiền Lê 4 cây 240 nè. Em lặt hết trơn rồi. Nãy là em lặt hết trơn rồi. Cô Lon Lon 8 cây da cô Lon nè. Cô Lon không thích đồ đẹp của con hay sao? À, shop gọi mình bận nên không nghe kịp hả? Có nhắn tin em nha. Ê, lưu tá, lựa 8 cây da cô Lon ơi. Cô Lon Lon chắc trời nắng cô Lon Lon. Cô Lon có tối nay cô Lon Lon lên cái à. Có bông đẹp đúng không cô? Bông nhiều lắm. Cái này là 70 ngàn đó mấy chị. Lấy 4 cây mẻ 24 nè. Ê, cây này đẹp quá nè. 4 cây xuất sắc này lùm quá. 5 cây. Có vòi luôn là 6 cây nè. 7 cây nè. 8 cây đây, nó nhú thêm 3 vòi nữa nè. 8 cây nè. Đủ 8 cây chưa? 36. Giờ này nhỏ nó mới hết rồi. Im. Chút quá cho nghe. Gì chị? Gì vậy? Còn được 4 cây thôi á, Lộc Tê. Còn được. Có rồi. Xe xe rác không có hoa không? Có chị. Hết luôn nè. Mấy chị còn được có mấy cây da da này kia luôn cho nè. Cái này có cây trắng tím nè. Hai cây ăn lá nè. 3 cây ăn lá nè. Hai cây này có bông luôn. Anh chị nào lấy 4312 12 với cái này 100 ngàn nữa là 220. Thôi còn được 5 cây này lấy hết 200 giùm em luôn đi. 5 cây da em để mấy chị 200 ngàn luôn nha. Cái này em tính mấy chị 40 ngàn 120 nè. Cây này 50 ngàn đó, 100 ngàn nè 120 nè. Là như ta 100 ngàn là 4 cây 5 cây này là 100 với 120 là 220. Để mấy chị 200 luôn cho chị Nhung Nguyễn nè. Rồi ok. Mấy chị thôi lên nắng luôn cho rồi, ok. Lên nắng tắt like lên sao nắng quá vậy. Ồ cái mấy cái mảng con gốc đó của ai vậy? Ừ bán lá. Gốc con đó mấy cái mảng ba ngồng của ai? Nói thằng má. Ý gì mà bán có bán chưa? Ừ. Tháng lúc đầu ba xích ba người đầu tiên nó nhảy xuống ba trăm mấy. Rồi để em lên cái này nắng cho mấy chị luôn nè. Có. Em nắng đồ sộn nha. Lên cho mấy cái lẻ lẻ nằm dưới lọc lên. Mấy chị lên mấy cái này nắng này cho mấy chị nè. Vô bán rẻ luôn cho mấy chị nè. Rẻ hơn tối nay lên có nắng thơm. Ủa. Còn đâu cây da da trên bàn trời. Ai còn sót được cây da da trên bàn nè mấy chị ơi. Gặp đơn đi. Cây nắng có bông luôn đó mấy chị. 50 ngàn nữa mấy chơi. 50 ngàn gặp đơn luôn nha. 50 ngàn cây da da luôn nè. Có. Cây da 50 ngàn gặp đơn. 50 cây da này. Nhiều khi bán cây trăm mấy chị bán cây này 50 ngàn là biến cây luôn mấy chị. 50 ngàn cây da này gặp đơn nè. Gặp cho chị Nhung Nguyễn cây da luôn nè. 50 ngàn. Để em lên nắng mưa được thứ cho. Xeo cho mấy chị. Nhà bán rẻ luôn cho nha.
có bông lên sale nè. Ok. Cái chậu này là cái nắng 4N nè mấy chị, nắng 4N nè. Cô nhận ra da là đẹp, cảm ơn cô Lon. Cây là cái nắng 4N với là cây Uruguay nè mấy chị. Chốt cặp này em để mấy chị 200.000. Hàng này là hàng 150, 160 luôn đó mấy chị. Em bán lá cho mấy chị cặp này 200.000, bán lỗ luôn nè. Một cây nắng 4N với một cây Uruguay. Đây là Uruguay. Hai cây này mấy chị ghép vô chậu chơi nó mấy chị ô nắng nó bền dữ lắm. Mà nhà vàng ba ngọc hả? Đẹp không? Mua nữa. Hết đồ giá này nó cao lắm chị Huyền. Em muốn chị Huyền mua thế nào cũng 350 cây cho coi. Không nói thiệt nó luôn á. Tranh thủ nha. Nè cái này nắng 4N nè. 4N nha. Cây là cây nắng Uruguay nè. Uruguay nè. Cặp này của nó là 200.000, bán sale luôn. Hàng CP 16 đó mấy chị. Phi 16 đó. Ghép hai cây này vô chậu giùm em cho nó đẹp. Cặp này em để mấy chị 200 luôn nha. 200 cặp này. Sale luôn đó mấy chị. 200. Đi đâu nữa? Hai đứa bay đi đâu nữa? Đi riêng nữa ha. Lẻ nữa ha. Không có được, giờ gửi lại mới lấy có được luôn. Em nói sáng khách mấy khách ghé qua với chị Hoàng. Mấy chị nói giờ chị mua đi, chị gửi tiền. Chị gửi tiền tới 15, âm lịch lấy 20, âm lịch lấy 25, âm lịch lấy đâu có nhận. Không có lấy tiền luôn, không lấy tiền chơi luôn, không lấy tiền luôn chị. Có tiền khách đưa mà chơi luôn lấy đó. Tại em nói chị á, tại tới thời điểm đó chưa chắc chị nó sẽ còn được cái cây vàng hai ngồng. Em nói chị Hiền hiểu không? Tại vì nó cứ về rút về từ từ. Bán cho mấy chị ngoài không phải là bán, em bán lại ít đó chị. Tại vì đa phần á là thường á giống như một công ty lắm rồi, giống như mấy chị biết công ty Tim Ngọc có sao gì mấy chị biết không? Công ty Tim Ngọc có sao chuyên về các thiết kế chơi game ghét rồi kia đó. Là cứ năm người ta đặt mấy ngàn cây. Đặt cấm dầu á thì người ta sẽ rút hết những, ví dụ như cây vàng hai ngồng này. Chứ bây giờ chào mẫu người ta sẽ đặt rút hết, ví dụ như người ta sẽ đặt 1.000 cây vàng hai ngồng. 1.000 cây vàng hai ngồng người ta lên chậu. Báo giá cho người ta ok, tôi rút hết là lúc đó 1.000 cây đó thì em giữ lô đó cho khách đó, chỉ một khách đó thôi. Rồi cái khách này thì thích màu tím hoặc là khách kia thích màu trắng. Chung là người ta sẽ rút, nói chung đa phần người ta sẽ lựa chọn những cây hai ngồng trước. Nói chung càng về mà lối 20, 20, 21, 22 em lịch thì gần như cây vàng hai ngồng không có, nó chỉ có một ngồng thôi. Đó. Màu vàng ba lô, à mua vàng ba lô hả mà chỉ có một ngồng thôi hả? À? Đó thì nhớ vậy đó. Hàng polo thì trắng nó rất là đẹp. Polo thì chuyên về cái màu trắng. Trắng của polo mà xuất ra cho mấy chị là gọc khủng long luôn. Em biết hàng polo mà. Nhưng mà có những cái mặt hàng polo phải chạy. Phải chạy không có được, bông nó không có được bền nên không có chơi được. Để lên cho mấy cái nắng sale. Mà em sợ tới khoảng lối 20 âm lịch nó không còn được vàng hai ngồng á chị Huyền. Em sợ người ta đặt trước hết á. Trong đó thì có người ta chốt. Hết rồi. Thường nếu mà cây đẹp của nó sẽ rơi vào khoảng 170, 180, 900. Chị toàn chân màu vàng không hả? Hiếm lắm. Em nói nhiều khi em nói chị Huyền mấy năm bị hoài. Nhiều khi nhận đơn của khách á, nhận đơn của khách mà chị nhiên cái sót bill vậy. Sót bill mình nhận cọc tới hết á. Giống như màu vàng, màu tím đi. Mà cái chị nhiên cứ quên cắm chậu cho khách hết. Cái tới khách nó ghé lấy không có cây, chị chân hửng không có cây. Phải chạy ra ngoài Thành Thái nè, ăn thụ nè, mua lại của người ta mà chị biết không. Trời mua lại nó cao hơn cái giá mình bán ra, nó cũng phải mua tại mình nhận cọc của người ta rồi. Nói chung là mua là lúc đó là mua. Cũng mua lại của người ta chả lẽ đang về lại cho khách mình. Thì nhiều khi có nhận mấy cái đơn mà quên lặt bill mất bill bình thường vậy. Nhận tiền của người ta rồi mà cọc người ta mà. Nhiều khi tới đó khách lại lấy cây không có luôn, quên chân hửng. Phải chạy ra ngoài kia kiếm cây mua mà giá nó có gấp cao gấp đôi cũng phải ráng chịu nữa. Gì? Tại nhận cọc. Trời chị nó cưng mấy năm mới nhận. Quên lạc cây. Quên. Bán hết trơn à. Em có cái hồng này nè mấy chị. Lấy đi. Em để rẻ cho mấy chị 4 cây. 5 cây 200 ngàn luôn đó. 50 ngàn cây nè. Hồng Kim Tiến này đang nụ đẹp nha. 5 cây 200 luôn đấy.
Trời ơi, Tết ghép vô chậu cho đẹp mấy chị. 5 cây ghép vô chậu, bông không luôn. Mông kim tuyến nè, 5 cây 200. 5 cây. Khi nào chị gửi cho xem. Chốt 5 cây đi để rẻ cho. Về ghép vô. Chốt em lên bông mới rồi. Chỗ này bắn cao, chỗ nào bắn cao hơn nữa. Còn chỗ nào cao hơn nữa. Chốt 5 cây này cho Phước Phạm nè, 5 cây 200. Ê Quỳnh, số này chốt cho chị Xuân chứ Quỳnh. Chị Xuân 5 cây 200. Nói chung là thuận mua vừa bán à. Bây giờ nói rồi đó, thuận mua vừa bán. Cảm thấy giá hợp lý ok mua. Còn muốn mua rẻ thì chỉ cho chỗ mua rẻ. Chỉ cho mua hàng Hà Nội rẻ hơn. Thì chỉ cho chỗ mua hàng Hà Nội rẻ hơn. Nó có thiệt anh chị là muốn mua rẻ mua má em chỉ cho 120 cây cũng giống như mini này cũng 4-5-6 ngàn 120 cây bao ship luôn, mua 2 cây bao ship luôn, 120 cây mua 2 cây bao ship luôn, muốn mua chỉ cho mua 5 cây 200 con thiệt anh chị là muốn mua rẻ chơi mua cho chỉ cho 120 cây 2 cây bao ship hàng đẹp, hàng đẹp 120 cây 2 cây bao ship chỉ cho mua. Chốt chai Minh Như nè, 5 cây nè. Mấy chị làm như ở đây, khách ở đây người ta không biết giá hồ điệp không bà. Thiệt luôn á. Thiệt con nít, con nói thiệt à, con nói thẳng tính lắm. Trời ơi, mấy chị làm như đây khách người ta không biết giá hồ điệp không bằng. Mấy chị nói em bắn mắt. Em bán đây cho mấy chị, em bán đây cho mấy chị là bán quanh năm suốt tháng chứ không phải là bán thời vụ mấy chị. Em đây em không bán thời vụ. Không có bán thời vụ mà bán mùa một mùa Tết cho mấy chị em ngân hoặc là mùa Tết làm sao bán nó không có. Em bán quanh năm. Không có quanh năm mấy chị chứ không phải là bán thời vụ. Hay đừng có mấy chị khách ở đây người ta biết giá điểm trơn à. Mắc rẻ là người ta tự nhận định, ta biết người mua luôn á. Chứ đừng nói em vậy. Nói là em nè. 5 cây chốt chị Minh Thư nè, 5 cây 100 ngàn. Không phải bán một hai bữa là nghỉ mấy chị. Có cửa hàng, có địa chỉ đàng hoàng chứ không phải bán một hai bữa nghỉ. Bán một cái bữa người ta chạy hết trơn rồi. Rồi năm sau ai mua nữa? Năm sau ai dám mua nữa? Đúng không mấy chị? Ôi chứ mấy chị cứ vậy không? Mấy chị cứ làm 50 ngàn cây á con. Dạ. Giá này con cũng bán ngày thường. Cô ơi con cũng bán đắt rồi. Cháu chơi cho chị Lan, Lan Nguyễn 5 cây không kiếm tiếc. 5 cây ghép vô chậu, đen cơ chân cây đó. Quá đẹp luôn nè. 5 cây vô chậu này cho em bán hàng đi đừng ghèo mấy chị. Ha. Cho em bán hàng đi đừng ai ghèo mấy chị. 5 cây 100 ngàn cho chị Lan nè. Lan Nguyễn 5 cây 100 ngàn nè, đủ không ạ? À? Cái này chơi ghép vô chậu chơi nó xiên bông giống như xô nha của mình vậy mấy chị. Cái thằng ngầm kim tiến này nó biến thể từ cái cây xô nha của mình ra nó rất là xiên bông. 5 cây 200 ngàn ghép vô chậu chơi quá rẻ. Ngày Tết thì giá này ok lắm. Thiệt á luôn, làm như ở đây khách làm như ở đây người ta không ai biết được cái giá đẹp như cao luôn. Cây đó nó 150 cây nữa con, nó là hàng thỏ hồng lớn. Nó có nhiều không? Hồng hết luôn rồi. Dạ, ngày thường có thì ngày Tết nó hết hàng nắng rồi con. Tết nó hết nắng trơn. Cái bông nó đẹp lắm cô biết. Đứng thỏ hồng bền. Này mua về cứ để đi treo trồng. Dạ được. 150 hả con? 150 con. Cái vàng này nè, cái vàng táo này nè mấy chị. Cái vàng táo này giá của nó là 190 ngàn cây nhưng mà hàng này nở rồi, nở nhiều rồi nên nó là tụi em có bán cái này, em chỉ cho mấy chị coi mẫu thôi. Có cây nụ nhiều hơn tí thì em bán mấy chị, còn đối với nở này quá đi tỉnh em có gửi tỉnh được. Cái này giống như những cái cây này em cấm chậu mẫu để cho bán nha. Cấm chậu thôi. Hết rồi con. Có cây này thôi hả? Có cây bánh này nè. Cái này nó nở nhiều quá nên em không thể nào mà gửi đi tỉnh được mấy chị. Cái này là giống như em vô chậu cái chậu cắm nè. Cho mấy chị coi nè. Cái bông vàng táo nó còn ngắn nữa mấy chị, hôm qua vàng táo em bán hết rồi. Vàng táo bán hết rồi, hôm qua bán hết rồi. Cái này bông nó còn ngắn rồi đó. Bông qua em bán cho mấy chị còn nụ nó dài răng thước như thế này nữa nè. Dài thế này ra cho mấy chị nè. Vàng tia tới có hàng mấy chị. Cái này cắm chậu cho khách cho mẫu thôi. Nói chung là cây nó có bò nó còn 80 đó anh chị. Cô coi lại cũ la đi. Cô mua nhiều lắm. Thì con cũng bớt cô được 30 ngàn đó là còn 150 hả? Tại cô thấy cái có vòi mà. Ừ. Nó có vòi, nó tính có vòi mà chứ. Cây có vòi là 180.
trước ấy tính giá giùm con nha thầy con lai. Có nhân viên nó lựa gì á. Tối lên lên sân nha. Nè, cái này là một kim tiến 5 cây 200 ngàn nha. Và con bự hả chị Giảm? Xíu lên sau cho chị ơi, để em lên xe mấy cây nắng này cho mấy chị cái đó. 4 cây nè. 5 cây hồng kim tiến này là 200 ngàn nha. 5 cây hồng kim tiến này nè. Và lấy bên nếu mà cây của mình bị hư hỏng á, chị cứ chụp hình cây. Bên em nhận giải quyết đơn hàng, nếu mà cây có chị trong vòng 2 ngày nó bị hư hỏng á thì báo em. Còn nếu mà cây tối tay cây á thì bên em có trừ tiền cho chị luôn. Gần như hỗ trợ trừ cây hoàn toàn cho chị. Nếu mà cây tối tay chị cứ chụp hình gửi Messenger đó, bên em có hỗ trợ cho mình. Cây nó hư hỏng. Cái này chốt cho cô Nga Lý 5 cây 200 nè. Ai mà cái này về ghép chậu đẹp lắm nha mấy chị. Nè cái này mấy chị về ghép chậu là bị đẹp luôn á. Giá nó cũng rẻ, có 40 ngàn, để mấy chị có 40 ngàn còn được mấy cây nè. Cái là bữa hết rồi nè, mà con chị trong vùng dịch á, không quay được. Tôi sót rồi. 4 cây nè. Ừ. 5 cây cho cô Nga Lý. Ê, quên Nga Lý rồi. 5 cây này chị đã có chốt nha. 5 cây này là 200 ngàn à. Hồng kim tiến nha mấy chị. Combo 5 cây đang có bông như thế này. Em để mấy chị là 200 ngàn luôn nha. 5 cây 200. Đỏ măng cục hả? Không có chị chắc rồi. Hết rồi. Giờ kiếm cái đó nó khó quá. Ngày thường thì kiếm được, chứ giờ kiếm cái đỏ măng cục bây giờ nó khó quá chị. Tết không có bông. Hàng Tết không có cây luôn á chị. Ăn Tết không có cây luôn á. Thà mấy chị nghỉ Tết 1 tháng rồi qua Tết rồi mấy chị sẽ thấy có nhiều lan nó bán mấy chị. Còn bây giờ mà kiếm được mấy cây bông này cho mấy chị nó khó cực kỳ. Khó cực kỳ. Đa phần là vét bán hết trơn mấy chị rồi. Nói chung là giờ nó giống như là bây giờ mấy chị cứ nghĩ bây giờ tìm cây lan mà trồng cây lan mà không kịp để bán ra đó. Không kịp để bán ra đó mấy chị. Cây này anh chị nào có chốt 5 cây chốt 200 ngàn luôn nha. Hồng kim tiến nè. Ê đưa cho mấy cây đó lẻ lẻ một cây. Không có lấy thằng con có cây luôn chứ không chuyện rồi tự nhiên số đi mấy cái quạch tẹt cho sao đã bổ nhiều chị ăn cái gì vô rồi ra đồ không 5 cây đó chốt cho Minh Anh hả ai mà lựa lại chứ trời chị Phương của em nè chị Phương nè Minh Anh là chồng con Phương đó ừ từ có mấy cây rồi ok 5 cây chị Minh Anh nè 5 cây 200 ngàn rồi em chết luôn hồi đẹp vàng biết sao em hả thằng táo mình vô mình hết hả Lộc Lê thằng táo đúng không hết đúng không còn không còn cái lớn không đến có đồ nhiều kìa bằng táo luôn nhiều kìa còn không còn bằng táo từ từ để em lấy cho chị coi mấy chị em có 3 cây chanh chao nè mấy chị chanh chao này là 70 ngàn một cây nè 3 cây nằm tính giá lá cho mấy chị nghe chốt 3 cây chốt xì 2 120 ngàn em mà nó cũng có bông cho chơi nữa nè chốt đơn chị Minh Anh gửi mặt mở của mặt ra Phương Phương đó phần Trần Phương Phương nhân viên mới nó chốt nhiều khi cũng như không biết vậy thiếu bự đúng không nè ê chị ơn Diệp nó nghe nè chốt đơn là đừng có chơi ship cao nha bữa là ship cao xá đơn rồi nè chốt đơn đừng có chơi ship cao chị nè cái này giờ chốt 3 cây này cho chị bên Nguyệt Trần nè táo với chị chàng táo này có 190 cây đẹp muốn chết luôn xuất sắc chàng táo có được 2 cây à qua bán hết rồi chứ nói gì ê mà có khách chút dương qua bằng táo đúng không khách chút dương luôn dạ chị Hoài Nguyễn cái này mấy chị chơi sau Tết vẫn còn bông luôn đó nó nghe nè nó nghe nghe chớp rồi đừng có chơi ship cao nha nó rồi đó em cũng lấy miếng nào ngàn đồng tiền cắt tiền xiết không mấy gì đâu người ta có mấy căn cứ mấy gì ạ còn hàng này đúng thùng đâu cho mấy chị phải chắc thùng ra lớn nè phải đúng thùng dài đó mấy chị không phải thùng nhỏ đâu thùng dài nó đắt hơn đó mấy chị hay mấy cái thùng nhỏ nó mười mấy ngàn cái những thùng dài nó tới hai mấy ngàn 30 ngàn cái thùng
ba mấy cái thùng mấy chị. Chị ơn dễ một cây vàng táo lên đây dĩ luôn nè chị gột ơi. Chốt em đơn nha. Lên đây dĩ luôn. À mình nói rồi mà tại chị Hương, chị Hương dễ lần trước mua chơi xếp cao xả đơn. Đẹp, có luôn đây nè. Nè Hương Diễm cảnh báo nè. Chơi xếp cao xả đơn nè. Nên là giờ nói rõ. Nên là bây giờ em nói rõ là bây giờ là cái giá cái xếp em nói rồi, dưới 5kg là 40.000. Trên 5kg là cân ký tính thêm tiền. Đó, giá xếp nó đập rồi gì đó, đừng có chơi xếp cao xả đơn mà em nghe tội nghiệp nha. Hai lần luôn hả? Ê mà lên đi chỉ đi mấy chốt cái chân Diễm. Lên đi chỉ đi. Trăm rưỡi cô. Dạ. Cây nó lùm nữa cô. Chưa có địa chỉ, có địa chỉ đi chốt cho. Lên địa chỉ đi chơi chốt cho mấy lần rồi đó. Hai lần rồi đó. Hai lần đúng không? Nè, người ta ghi rõ ràng nha. Ta rất là ghi rõ ràng, cảnh báo nè. Chơi ship cao xả đơn nè. Nên là em rất là ngại ship. Rất là ngại đó. Nè đổi cây này nè, lấy từ hai cây vô, điệp cả lấy từ hai cây vô, một cây cũng có xếp luôn. Chung là chốt đi rồi sao nhận hàng cho nó suôn sẻ đi rồi nó mới nhân viên nó mới gỡ được cái tên cái chữ cảnh báo ra cho chị đó, chứ còn không nó luôn chữ cảnh báo hoài luôn. Cưng nguy hiểm là dễ đó. Cưng để cảnh báo là dễ đó. Còn có mấy đứa kia để nguy hiểm không? Nguy hiểm không là tụi em có bán luôn á chứ nói gì. Đưa vô hộp được ra. Vô nguy hiểm là tụi em chuyển khoảng 100%. Chị bây giờ nếu mà nhân viên nó không đọc tin nhắn của chị phải gọi hotline. Hotline để nhân viên nó coi, tại vì giờ bây giờ nhiều tin lắm chị. Ngày nào tin nhắn cũng nó cứ đẩy lên. Giống như bây giờ chiều báo phí là tin nhắn là báo phí cho khách là tin nhắn kia nó trôi xuống dưới nữa. Nên là gần nếu mà chị không thấy đợi lâu không thấy phản hồi thì phải còn hotline nhân viên trả lời cho mình. Cây này cái cây vàng này hai xị nè, chốt vàng hai xị, chốt em hai xị nha. Hò đẹp này là hai xị, hai xị nha. Vàng lưỡi rắn hai ngọc 200.000 cây này, chốt này chốt 200. Ai có mấy cây đồng tiền sale lục lên, ai rút mấy cây đồng tiền kiếm ra sale đi, cái nào mới gốc á. Từ từ nắng lên chốt sale tiếp cho. Đây có mấy cây nắng lớn trước nữa đâu vậy? Nắng mà mấy cây nắng hà nắng đồng tiền này kia đó, cân nắng đồng tiền này kia đó. Rồi mấy cây đó ra chị sơ vẽ cho. Hai cây. Chốt cây vàng 200 chị Nguyệt Nga lên chốt thêm đơn giùm em nha, cho số điện thoại địa chỉ luôn à. Cây vàng hai ngồng này, vàng lưỡi rắn hai ngồng 200 à. Chị Nguyệt Nga lên địa chỉ giùm em chị Nguyệt Nga ơi. Hai cây rồi. Nè, cái này là hai cây đồng tiền nè mấy chị, đồng tiền tia nè. Đồng tiền sẹt nè mấy chị. Hai cây nè. Mấy cây vàng tia nè, được mấy cây vàng tia trong gốc nè. Là vàng tia đỏ nè mấy chị. Bốn cây. Năm cây này em để cho mấy chị 200.000 luôn nè. Vàng tia không có 400.000, phải kiếm chân cây nữa tính 200.000 nè. Có thêm cây nè. Thêm cây bằng tia nữa cho nè. Cây nó bị gãy mầm rồi nè. Nè. Bán rẻ cho đó. Nè cứ combo 6 cây cho chị Trang Huỳnh nè. 6 cây chị Trang Huỳnh 200 luôn đó nha. Trang Huỳnh 6 cây 200 nè. Cái đó là gì vậy? Tỏ xua. Ê tỏ xua tao nắc tiền nó luôn. Đây cái là thỏ xua thơm nè. Anh ba nè. Trong tiền sẽ chớp nè. Cái là bằng tia luôn nè. Combo 5 cây này 200.000 nha. Vàng tia nè. Anh ba.
đồng tiền sẹt chớp, 2 cây thỏ su hoa thơm, 5 cây 200 ngàn. Thi Trúc có chốt đâu? Lúc này chị có chốt không? Không, chị Thi Trúc ơi. Ok, chị Minh Anh, 3 cây vàng lưỡi rắn thiệt là đẹp bếp dầu hả? Ok vậy. Hi hi nữa. Ê, lựa cho chị Phương 5 cây, 3 cây vàng lưỡi rắn đẹp giùm em đi. 5 cây thỏ xưa nè, mấy chị biết bao nhiêu cây không? Rất là rất tiền. Thủy Nguyễn nè, 2 xị nè. Có được cây ba ngồng để chị 220 nè, chị Phương. Đẹp quá trời luôn. Em nó có nói điêu, mấy chị không nói điêu luôn á. Ngay tại vườn, bây giờ xỉ trên 100 cây. Và ngay tại vườn Lâm Đồng 109, giá xỉ á. Rồi mấy chị hiểu coi cái giá lẻ người ta bán ra cho mấy chị nhiêu. Này chị Minh Anh được, chị về chị Minh Anh được cây ba ngồng 220 nè. 2 cây 2 ngồng chị nha. Hơi bị đẹp luôn á chị Phương. Thôi giờ kêu chị Phương quen á, chị Nhân Diệp Minh Anh cái nghe. Kêu có tên nó có được luôn á. Lạ lẫm luôn, thấy lạ kỳ luôn á. Này chốt cho chị Diệp Minh Anh nè, 3 cây nè. Có cây 220 nha. Cây nó ba ngồng. Còn là cây 2 ngồng chị nha. Ok nè, đẹp nè. Đẹp nè. Ê, màn này nó nặng lắm chị, gốc cây nó nặng lắm. Gốc bự, gốc nó bự, cầm cây này cũng mấy. Ê, 700-800 gram á. Ê, mấy cây là ký luôn á. Mấy cây hồ đẹp kia người ta kêu ta có nửa ký là cùng cái này. Nói chung là 800-900 gram mấy gì nó nặng lắm. Hồ đẹp vàng nó nặng. Nó nghe nè. Mấy chị biết gặp bớm bao nhiêu tiền cái không? Nè mấy chị biết ti đi, mấy chị biết bao nhiêu cái không? Ký không mấy chị? Ti này một ký. Một ký đó chỉ có được 30 cái thôi. 30-32 cái ti thôi. Ti này một ký nó có được 32 cái ti thôi. Một ký ti thì nó là 50 mấy 60 ngàn cái ti. Mà có 30 mấy. Mấy chị kia ra nè ha. Kẹp bớm mấy chị biết bao nhiêu cái không? 1000 mấy một cái kẹp bớm nè. Nói nghe đó mấy chị. Em á là em tặng kẹp tặng ti nha. Còn ở dưới chị Lon là chị mấy chị mua là chị chỉ cái kẹp này 2000 nè. Cái ti như tiền đó bữa nghe nói đó. Em còn tặng đó, cứ còn ở dưới bán ra ti kẹp là bán với chị. Tại cái này lấy chị chứ nó nhắc tiền không đó mấy chị, không có giỡn đâu. Một ký ti nó có 3 mấy cái à. Ký ti năm nó chung là 6 mấy ngàn rồi, bữa 5 mấy nó lên 6 mấy ngàn rồi. Ký ti được có 30-31 cái, 32 cái nè. Kẹp này nè là 1000 mấy một cái. Kẹp này nè. Còn lên đây chị nói em bán người chơi đắt chơi rẻ nha. Em gửi đi cho mấy chị luôn luôn kèm kẹp ti này cho mấy chị luôn nè. Nhiều khi quên á. Còn nếu quên mới bỏ lại thôi chứ đa phần là gửi đi hết. Nè là còn kẹp ti mới vậy luôn á. Bởi vô nói em chưa đáp bán em hồi đẹp chưa đắt rẻ là nóng máu nữa. Máu máu lên nè. Nó máu điên lên nè. Hơi là tổn heo á chứ mà tổn gọt á. Cắn rồi đó. Ừ. Đó là tổn lợn đó chứ không là nó là cắn rồi nè. Wow ha. Em mới chị vừa mới nhiêu cái kẹp 2000 cái đúng không? 2000 cái chị nhớ rồi. 5,5 luôn đó. Nó từ nghiệp tới tao đó. Nghiệp đó, nghiệp tới chị em mình đó. Không nói nữa đó. Gửi tặng kèm cho mấy chị. Nói mấy chị hiểu. Má của chị còn chơi mắt đẻ nữa. No, xích dầu nha. Nè. Khổ tâm cái gì? Vàng tia. Vàng tia tông luôn nha. Cái này là 60-70 cây đó. Vàng tia nó đắt dữ lắm. Ừ. Giống này sau Tết cũng đắt dữ luôn đó. 5 cây vàng tia này là 200 ngàn nè. 5 cây vàng tia này là 200 ngàn đó nha. Em nói cái giống nó đắt dữ lắm đó. Sau Tết thì biết. Đang chị Cúc Nguyễn đóng hàng rồi đó chị. 5 cây là 200 ngàn đó nghe, 5 cây 200 ngàn. Bởi vì nhiều cây ai nói mà không đắt đắt đó. Chị là chị sực ngang lại liền à. Không biết cây như thế nào. Rứng. Em là bán số lượng nhiều không lấy ít. Còn hơn bán ít là nhiều. Cho mấy chị. Mấy chị hiểu không em mấy chị. Còn cái ông nãy chắc chắn là ông Facebook ảo luôn đó. 5 cây đúng không?
Ê tím cho cây tím con bự nè. Gặp đây cho chị Hương Diễm kìa. Chị Nguyễn Hồng nè. Biết mà đi biết không? Tắm biết không? Có biết không? Thiệt là biết không? Phân tích cho. Ê cái kẹp này là cái kẹp đâu nè. Nó kẹp cái rắc, nó kẹp rất là dày đi mấy chị. Đây không có xài kẹp mà kẹp dởm đâu. Kẹp dởm cho mấy chị á, tắm vô có 1 lần 2 lần à, nó bể chấu hết trơn à. Bể chấu hết trơn mấy chị. Đó, phải là kẹp xịn. Kẹp xịn á mới sử dụng được nhiều lần. Kẹp xịn mới được luôn rằng có kẹp dởm mấy trăm đồng cái là bấm bỏ vô cái là nó bể hết trơn à. Kẹp đi mua kẹp đến đầu năm. Thôi cho hẹn hết có chị Nga Trần hả, chị Nga Trần á. Vực. Hãy chơi chốt 5 cây đấy chị Hồng kìa, Nguyễn Hồng kìa. Lên cây tím con bự. Tối có nắng về nhiều lắm mấy chị, tối có nắng về nhiều lắm á. Tối giờ có nắng hoa về nhiều lắm. Trước em nói, trước em cũng có bán cái cũng có, nói chung là em không có bán kẹp, em chỉ gửi kèm như thế này cho khách thôi. Mà em mới sử dụng là phải mua kẹp xịn đó nha, kẹp xịn á. Chứ còn kẹp dởm nó chỉ xài được có 1-2 lần rồi bấm vô một cái là nó bể, nó giòn mấy chị, nó bể. Còn mà kẹp này thì nó xịn mấy chị xài được lâu. Kẹp này là người ta cái chất liệu của người ta xài cho những bé mà người ta sản xuất ra cho những bé mà kẹp trên tóc luôn đấy. Mà tụi em lấy là xài cắm tiêu đẹp đó. Tiếng con bự đúng không chị Tám? Chị gì đó quên tiêu rồi. Chị Hương Diễm đúng không? Cây là 190 nha. Ngày thường thì mấy chị mua 170 à. Tết nó lên giá khách ư, nên là 190. Ngày thường là 170 một cây. 290. Đóng đi với tốn cái thùng dài tí nữa. Rồi nó chốt cho nghe. Rồi lên cho mấy cây này nữa nè. 167 gặp nè. Em lên cho mấy cây này tối em lên hàng đẹp cho mấy chị. Vàng tia nè. Chuồn chuồn nè. Cây cái gì ta? Cây là cây anh Ba Lai, anh Ba Lai nè mấy chị, là 4 cây nè. 3 cây. Chuồn chuồn là 4 cây nè. Cái này cái gì đó? Nói chung là cái nắng gì nó lạ lắm mấy chị. Nói chung là 5 cây này là 200 ngàn đó mấy chị. Có chị đây đâu có cái đẹp. Cái gì? Cây màu tím lá cây màu vàng đó chị có bán không? Lá biên hả? À, chị nghe hồi đẹp lá biên á. Ê vậy, ai ba? Khoan từ từ để em nhảy số, mấy chị cho em cái não em nhảy số chứ ba. Còn vàng tài để cô à. Cô ở đi vàng tài hả? Mai mốt mới về cô Loan, vàng tài mai mốt về. Để cho đi chơi Tết. Mai về hả? Vàng tài nhiêu cây chị? Hàng 200 mai vòi cô Loan cô lấy hả? Có hình mẫu không? Vàng tài nói chung là đẹp lắm cô. Bữa chị vừa lên vườn quay nhưng mà chưa cho về, ngày mai mới cho về. 200 ngàn cây. Hai vòng, hai ngồng. Thì bán không có giữ giá, cho bán bằng giữ giá mấy chị đến ngày 10 âm lịch. Vẫn cam kết với khách là bán cho mấy chị 200 ngàn cây hai vòi. Giữ giá đến ngày 10 âm lịch. Bữa nay 6 rồi đó. Mấy mùng 7 đó, mùng 8 đó, bữa kia mùng 9 đó, bữa nào mùng 10 đó. Mấy bữa nè, 4 bữa nữa nên là mùng 10 lịch rồi. Cái này là chuồn chuồn, mấy con lá mà, chuồn chuồn nè. Cây này nói chung là cây nắng gì không biết quên rồi. Hai cây nè. Cây là cây anh ba nè, 3 cây nè. Cây là cây chuồn chuồn là 4 cây nè, cây bằng tia là 5 cây. 5 cây này em để mấy chị 200 ngàn. 5 cây bằng tia này là 5 cây này là 200 ngàn, lộn xộn màu nghe, nó có 3 màu đó mấy chị. Đây 5 cây 4 màu, 5 cây là 4 màu nha. Vàng thần tài 2 ngồng, cũng giống như vàng lữ rắn. Bán cho mấy chị là 2 ngồng là cây 200. Hai ngồng 200 ngàn. Hai ngồng là 200 ngàn. Nè vàng này nè, vàng này mai về nè mấy chị. Tài vườn nè. Có được 60 cây à. Mai về có được 60 cây vàng à. Là chỉ có được duy nhất 60 cây vàng hai ngồng. Còn lại nguyên một cái khu như thế này nè.
đâu rồi, nguyên cái cu đâu rồi, nguyên một cái cu này cho mấy chị nè, mấy ngàn cây nè, là một còng hết, là một còng hết mấy chị, mấy ngàn cây một còng hết, chỉ có được 60 cây là hai ngồng đóng về luôn, bán luôn mấy chị, là hàng Tết cống chậu là không có hai ngồng, có sao nó vậy nha. Nên ai đặt lấy, không là mai chốt cũng được. Nên có sao nó vậy, chỉ có được 60 cây hai ngồng, còn lại là 1000 mấy cây còn lại là vàng kia nó là một ngồng, cũng sẽ về nhưng mà về sau, về trước cho mấy chị. Nhiều khi bán like cũng ưu tiên hơn kết kế cửa hàng luôn mấy chị. Em bán like cũng ưu tiên lựa từng cây cho mấy chị. Ê, mai về đó cô, mai nó về 60 cây, con có sao nó vậy nha. Mai về 60 cây hai ngồng. Thì ngàn cây, bữa ngàn cây thì có được 60 cây đó. Còn lại là một ngồng, có sao nó vậy nha. Cô không cước giá lên mấy chị, cô không cước giá chút nào trơn á. Nó chị vừa mới giữ giá cho mấy chị là 200.000 cây hai ngồng, cũng giống như bằng lưỡi rắn. Còn một ngồng là 108. Phụ nữ Tề Thiên có 700.000 cây mới về kìa, mới về kìa, tính tối bán cho. Hàng sưu tầm nha, lấy chân cây coi thử đi. Lục quay, phụ nữ Tề Thiên lục đi, lấy cây bắn thử, lấy luôn đi. Bốn cây chọn bi luôn rồi, đóng hàng luôn, đóng hàng luôn. À, cái Tề Thiên này nó đợt trước nó có một hai củ thôi, đã là 320 rồi. Cái này nó một lùm luôn mà nó 700.000. Tề Thiên này là hàng sưu tầm, để lấy cho coi thử, chị Hiền coi thử nè. Phụ nữ Tề Thiên á, nó không phải là hàng giống đại trà. Giờ đi ăn cơm gì, giờ cũng sớm. Chị có đơn hôm nay chứ đơn hồi nãy gì. Ê mà đơn là vi phạm nãy như không có được rồi đó, xả luôn. Ê xả rồi đâu có ấy nghe, xả nãy xả gì mà, nãy xả gì ba. Vàng nó cao, cái vàng nghệ đó, cái vàng tài đó, nó sẽ cao cao, nó cũng ngang ngửa với vàng lưỡi rắn, hoặc là cao hơn tí vậy chị. Chắc ngang ngửa với vàng lưỡi rắn đó chị, nó cũng cao thế này nè. Nó không quá cao đâu chị yên tâm. 200.000. Bởi vì nãy em nói chị Huyền đó, em đâu có dám nhận cọc. Còn nếu mà anh chị nào đặt cọc mà tới 15-20 là em đâu có dám lấy đâu, đâu có dám nhận đâu mấy chị, đâu có đâu mà nhận, không có đâu mà nhận. Nên là giờ nhiều khi em nói bây giờ nhiều khi rút á, em nói chị về rút cho mấy chị toàn là những cây 2-3 ngồng về trước không à, còn lại bán tết cho mấy chị đa phần một ngồng không, bán tết mấy chị một ngồng không, chứ làm gì mà thời điểm 20 âm lịch mà về được cây 2 ngồng mấy chị không hề có, không hề có luôn á. Mà thời điểm đó là còn được cây 2 ngồng mấy mấy chị sướng lắm, tại cửa hàng sướng lắm mấy chị. 280-300.000 cây khỏe ra, cây 2 ngồng ghép vô chậu, em mấy chị ghép vô mấy chậu lớn mấy chị. Cây 2 ngồng tính như là cây 2 cây, cây 2 ngồng tính như là 2 cây, rất là sướng luôn, mà thời điểm đó đâu có đâu. Chị Nhung Nguyễn hai cây hồ điệp hồng ngày nãy kìa, hồng nãy 150 cây cơ. Tại Thiên này là hàng nắng. Ê mà tính ra Tại Thiên nào rẻ luôn đó chị. Chị về chị tắt xếp ra chị bán cũng được 300 mấy cây đó. Nè cái bông này nó tàn rồi. À nói nghe nè, trên cái vòi Tại Thiên á, khi nó làm bông cho mấy chị thì khi nó nở bông thế này giống như là cái bông này nó tàn nè. Nó tàn thì mấy chị tàn thì khi nào nó cái bông nó rụng mới kệ nó. Thì trên cái thân này nó sẽ mọc ra thêm cái bông mới cho mấy chị. Mà chu kỳ mọc bông như vậy á, nó sẽ liên tiếp từ 2 đến 3 năm cho mấy chị. Tại Thiên không cần cắt vòi nha, không có được cắt như thế này nha. Không có cắt thế này. Khi mà nó tàn bông thế này nè, mấy chị để nguyên cái rụng. Nó rụng cái bông, xong rồi. Hàng vàng thị là hàng nắng anh ơi. Xong rồi, cây là 700 ngàn. Mấy chị nào muốn mua đi bán lại, chị Hoàng Anh chị mua đi chị bán lại đi, em nói chị rất là lời. Hôm bữa em về cái có được 3 cây Tại Thiên thôi, mà nó chỉ có 2 tép thôi, bán 320.000 cây. Bữa cái cây 320 là cái cây mà bị sứt gốc rồi đó. Còn cây không sứt gốc lại bán 350 á. Còn cái này là cây một lùm, nó năng biển á. Nè nó có nụ nè. Trên một vòi như thế này, nó sẽ tái sử dụng làm bông cho mấy chị từ 2 đến 3 năm. Mấy chị không biết thì mấy chị lên Google mấy chị search. Đây là cái cây Tề Thiên không râu. Bông của nó rất là to. Bông nó to lắm mấy chị, Tề Thiên. Chậu thế này là 700.000.
mấy chị mua một chậu mấy chị có thể tách ra làm được mấy chậu nữa. Chậu lớn này, cái này có 32 về được mấy mấy ba. À, cây này là 700 ngàn một chậu. À, sưu tầm nha chứ không phải là hàng đại trà nha mấy chị. Hả? Gì? Cái mặt bông nó hướng nào ta? À đây hướng này. Đây, đúng rồi, nói gì đây nè, hướng này của nó nè. Chính xác. Tài thiên. Đây là tài thiên không lưỡi, không con râu chứ anh. Nó có một cái loại tài thiên có râu nữa nhưng mà cái bông nó nhỏ hơn. Đây mặt bông của tài thiên nè. Cây là 700 ngàn. Nó ăn xu đó chị. Chị thấy mấy cái vòi nó lên không? Là đang nụ của nó nè. Cái này đang nụ của nó nè. Những cái giống như cái cây này, cái bông mình nó đã tàn rồi. Cũng giống như cái cây này nè. Thì á, thì yên tâm đi, sẽ trên cái thân này nó sẽ nhảy bông nữa cho mấy mình. Thì chu kỳ nó nhảy bông từ 2 đến 3 năm. Trừ khi nào cái thân này nó khô á, nó khô mà mấy chị cảm giác như nó chết cái thân ơi, chết cái thân hoa này á, thì mấy chị cắt thôi. Chứ còn mà nó còn xanh như thế này thì nó vẫn còn bông cho mấy chị nữa. Tài thiên nó ngộ gì đó mấy chị. Chứ đa phần nếu mà có bông thì mình cắt đi không ha. Còn cái này không, nó sẽ làm bông lại trên thân này cho mấy chị nữa, làm bông lại trên thân. Nên là nó được cái vòi thế này cho mấy chị. Cây đã trưởng thành đã được vòi thế này thì để nguyên thân nó giùm em. Trừ khi nào cái thân nó khô mà mấy chị cảm giác như nó khô giống như là cái cây cỏ mà nó chết đi á, nó khô rang ấy, thì mấy chị cắt. Còn nếu mà còn xanh thế này vẫn còn là bông. Nó làm bông liên tục của hoài à. Chào thế là 750, 700 ngàn chú anh. Thế ra nó cũng rẻ, nó cũng không đắt cái gì. Lùm luôn á. Tính ra bán cây có mấy tép là đã 300 mấy rồi. Cây này khoảng 4. Cái cây này tính ra cũng phải bán triệu mấy với mấy chị rồi. Điếm lại cũng bán khoảng triệu mấy thôi mấy chị. Mà tại vì người ta không tách đó, cái gì người ta tách ra người ta chia giá sẽ cao hơn. Tách ra thì biết là, tách ra thì mấy chị sẽ biết là giá nó nhẹ hơn tí. Giá nó rẻ hơn tí nữa. Giống như tách ra giờ 2 tép bán mấy chị 350. Nó rẻ hơn tí nữa cho mấy chị. Mà thay vì mua chậu lớn là sướng hơn. Chậu lớn này làm bông liên tục hoài nè. Chung là nói chung là hàng này là hàng tầm nè. Chứ không phải là hàng đại trà. Số lượng có hạn. Có được 7 cây. Giờ còn được có 6 cây à. Ủa khách đặt rồi. Còn được có 6 cây. Chung là mấy chị vẫn giữ giống này. Giá trị thì nó vẫn còn tường tồn nha mấy chị. Cái giống này á, năm 12 tháng hiếm thôi nhà vườn nào bán được cái cây phụ nữ tự thiên. Mấy chị đi coi la mấy chị biết. Rất ít, chỉ có nhà vườn đài lâu lâu chia sẻ giống á thì mới có về. Em gần như em giống như em thấy như chỉ có nhà vườn em bán lại thiên cho mấy chị, chứ ít những cái nhà vườn khác ít có bán á. Tại giá trị nó cao mà phải đi tầm á. Mỗi lần chị vườn lên vườn đài á, đi vô trong hẻm trong ấp á, tầm á thì mới có thôi. Chứ còn gần như bán ngày thường thì không có tại thiên như thế này. 700 ngàn cây nha. Chốt tại thiên đang cầm cho nợ duyên, lên thông tin giùm em luôn. 700. Lên thông tin mới chốt nha. Hai cây hồng này chị Nhung Nguyễn nha. Hai cây này chị Nhung Nguyễn nè. Còn anh chị nào đợi vàng hai ngồng kia thì ngày mai về. Mai có đấy. Mai có được 20 cây hai ngồng. 60 cây hai ngồng. Ngày duyên lên trên thông tin đi, em lấy mấy cây tờ thiên cho coi. Nó cũng đều rang vậy. Tiện đẹp. Tiện là tiện đẹp nhất rồi đó mấy chị. Mình lựa mình bán cho khách rồi thì mình cũng phải nói chung là tất nhiên là mình một khi mình bỏ tiền ra mình lựa cho khách phải là cái cây đẹp nhất thì mình mới bán. Chứ còn cái cây 66 mà về bán mấy chị mất giá trị. Nó là 700 ngàn, nó sẽ khác với hàng 450 ngàn. Cây nó đáng đồng tiền bắt đầu. Vũ nữ tài thiên này chỉ có anh chị nào mà chiên và nói chung là yêu thích dòng vũ nữ mới biết tài thiên thôi. Chứ gần như mấy chị nghe tới cái tên tài thiên là nghe cái gì nó là lẫm lắm. Là lẫm lắm. Chung là anh chị nào chiên chơi chiên sâu về lan. Hoặc là anh chị nào chiên sưu tầm về những lồng lan mới lạ. Thì mấy chị có thể nghe qua cái tên tài thiên. Còn những anh chị nào mới chơi á, chưa mấy chị chưa dắt thì mấy chị biết được cái tên cái tên tài thiên là cái gì nữa. Chưa nhận định được là cái cây tài thiên là cây vũ nữ hay là cây dendro nữa. Em có cáp chị Nguyễn Trinh? Có nha. Tối nay có nắng gì ạ? Để em lấy chương Lộc Lê lấy cho mấy cây tài thiên. Tối nay em đi ra xuân cho. Có xuân luôn. Xuân ai? Không bao giờ em đi ra xuân mấy chị cũng được. 108 cây sân à. Hôm nay có sân hồng đen về. Sân hồng đen được có mấy cây à mấy chị? Chị nào dành trước lái trước. Sân hồng đen là theo em được biết đó nha. Là sân hồng đen á là một trong những dòng dendro sân đắt nhất trong tất cả các dòng dendro sân. Đắt nhất. Ê,
lấy cây đầu tiên nữa kìa, đẹp lựa đẹp đồ nhiều chị Thu Hiền kìa. Chị kêu Vương lấy mấy cây mà Lục lấy không nghe hả? Ê lấy đi Xuân Hồng đem cho mấy chị. Tết ai cũng lu bu hết trơn. Mấy là thấy mấy chị thấy nhanh không? Năm mùng 6 rồi đó. Mùng 6 rồi đó mấy chị. Tết tới nơi. Mà năm nay dịch chứ cũng mấy chị cũng đỡ đi lại. Dịch mấy chị cũng đỡ đi lại. Ít đi du lịch tí đỡ tốn tiền. Hát chị Hiền ha. Người ta đi du lịch chị Hiền chứ buồn. Nói người ta đi du lịch cái chị Hiền chứ buồn. Hello chị Liên. Một nửa là 190 chứ. Ừ. Dạ 190. Giờ lên sân nè. Lên đâu nhiều chứ chị Giang hả? Chị Hiền để tí, nó chiều nắng đó chị. Nắng. Nắng nha. Có chị Hiền buồn hả? Người ta đi du lịch là chị Hiền buồn hả? Người ta... Trong năm nay cũng có căng hết trơn. Nè thằng đài của người ta nè, cho coi cái chậu nè, người ta trồng nữa nè. Giỡn chi lê đó. Cây này là cây gì? Cây này đen nắng luôn hả? Dạ đúng rồi con. Cái này bao nhiêu con? 80.000 con. Này có thơm không con? Thơm. Thơm. Thơm mùi mang. Đấy. Có cái bụng nữ mật ngọt bao nhiêu con? Mật ngọt lọc lê. Dụng nữ á. Một nữ 109 đó cô ơi. Ê mà đẹp ghê luôn nè mấy chị. Coi nè. Cái bông của nó bung ra đẹp quá trời luôn nè. Ê cái bông từ thiên nó hướng nào? Đây thì hướng này. Đây. Hay một hoa của từ thiên nè mấy chị coi nè. Em để cái này cho chị Hiền nha. Tôi Hiền cái cây này nè 700.000. Sang năm chắc đỡ hơn chứ chị Hiền có tiền lại. Chị Hiền ơi ráng đi, ráng đi sang năm có tiền ha. Chỉ gì? Chỉ làm bên du lịch. Sao đó? Sang năm ta du lịch liền, du lịch nhiều là có tiền lại à. Ai lên anh Xuân Lộc đây. Lên anh Xuân nha. Xuân trong đây nè, Xuân trong cái bàn đĩa. Xong rồi. Ôi cái đó không đẹp nữa hả? Ôi cô nương, tính ra cây này nụ này cô nương. Hả? Hay muốn cây cao? Cao bây giờ chỉ còn được có bông chơi nha. Về dưỡng lại. Nè con thích cây cao lấy cây cao. Hết cây lùng lấy cây lùng. Cây đầu tiên là cây này đúng không? Nè dằn thơm mà em chỉ có màu dằn táo này thơm này chị. Chị Tư dằn táo này hoa thơm nè, cặp này là 180 chị Tư. Dằn táo này hoa thơm cặp này 280 dằn táo nó thơm á. Như hả? Ừ. Ê phải bữa nào rảnh nghỉ một bữa đi cắt tóc mới được chứ giờ dữ lắm rồi. Tới em đi chắc em đi hết cho em cạo luôn cái đầu em luôn. Nè dàn thơm nè, hai cây dàn táo này cho chị Minh Thư nè, Minh Như cặp 280. Ê dàn táo nó hoa thơm mấy gì ạ? Rồi tóc ta dài dữ lắm luôn. Thôi chị nào duyên có được nghe, có được cây dàn táo nghe, có được cây cây từ thiên nghe, chị nào duyên ơi lên cho em xin địa chỉ nha. Là xã cây tây thiên đúng không? Mấy chị có mấy cây đinh xuân đẹp lắm mấy chị. Cái này là cái cây đinh xuân nghe, nó là màu hồng vàng nè, hoa thơm nè.
à, thơm nè mấy chị. Còn màu mới về đó. Nè màu mới nữa nè. Lời chơi kia có nụ chơi. Trời ơi cây này đúng lùm luôn đó vậy. Nụ nè 180.000 cây xuân này nè. Đây nụ nè. Nụ nè. Cái này đang xuống lá dần nghe xuân này nè. Xuân tím nhạt và xuân tím đậm mà. Mấy chị có màu này nè. Em cho chị Hạnh cái cây này nha chị Hạnh. Cây lùm nè. Đang có nụ nè chị. Ở đây nó cũng đang có nụ nè. Nó đang xuống lá từ từ nghe. 180 nè. Xuân hồng đen thì ống nhôm mà. Xuân hồng đen ống nhôm này tí. Em chốt cây này trước cho chị Hạnh nghe cái bạc hoa nè. Nè. Đứng hoa con cho chị Hạnh nha. 180.000 nè. Xuân đen là cái... Ừ đúng rồi. Ừ nó là đen đó. Xuân. Nè cây xuân này đẹp quá mấy chị. 180 nè. 180. Chắc lên đơn mới chị Như ơi, cháu có gặp được đơn được đâu. Gặp đời này để lâu lắm á. Lâu lâu mới có đường xả. Ở đây có rồi. Lâu lâu mới có đường xả. Bây giờ nói được ba miếng. Ờ ấy hả? Cây em xong. Mày chủ chứ. Nè. Nhú vòi nè. Hai chậu xuân cho chị Minh Như nè. Nè nụ nè. Ê mấy chị cái này là nó sẽ xuống lá nha. Nó xuống lá nè. Nó sẽ có trụ lũi thế này cho mấy chị là bình thường đó mấy chị. Hành đó. Nè chị Xuân, chị Tư nè. Chị Như nè, Xuân đang nụ cho mình nha. 180 một cây. Nên Xuân, thấy nên ru Xuân là thấy Tết. Hoa thơm. 180 một cây Xuân nha. Xả cái trà thiên của chị Hiền đi. B173 xả Lộc ơi. 173 xả cây dung nữ trà thiên nha. Chị Liên lấy cái sân hồng đen hả? Đen là nốm nhôm nhất hà. Đen cho coi đen nè. Đen là nó trụ lũi đó ha. Nó có mập giống như thằng tím đâu. Mà xuân đen hiếm lắm á. Đen cũng 880 nè. Chị Liên có lấy 180 nụ nè. Nụ của nó nè. 180 một cây nha. Đây có một cây mật bông đâu ta. Xuân hồng đen á. Xuân trắng hồng đen á. Trắng hồng đen á. Đắt nhất trong tất cả dòng xuân luôn. Ta trồng bằng giớn. Nên là chị Liên có lấy đem chốt cho nó có mập đâu nha. Người ta ốm mà kêu ta mập là không có được đâu đó. Còn muốn mập lấy cái màu hồng nha. Ê bữa nay lại kiếm mệt ghê trời. Trâu bò đó. Em hãy tiếng 2 mũi lại có gì nữa. Đen nó gì đó mấy chị, đen nó gì á. Tại đen nó đắt mà đâu có rẻ đâu. Mà tại vườn nó để đồng giá thật sự ra mới. Anh chị nào chơi mấy chị biết cái màu đen là nó giá nó cao hơn. Cao không có nhiều thân đâu. Cao là nó 2 thân. Thôi bà Hai ơi, bà lấy cây này giùm tôi cứ đi bà Hai. Lựa cho cái cây nó đẹp như thế này nè. Nè đẹp như thế này nè. Lựa nữa là như thế này nè. Lựa nữa là như thế này nè. Mày chốt cho Ngọc Liên nè. Cho chị trên cái cây cát đúng không? Ok chị. Cát túi cầu vàng, cây cát Đình Núi Phú vàng nụ nhiều 250 cho chị Trinh. Lựa nữa cho chị. Lựa nữa cho chị Liên. Này nó đen nữa nè. Cái này là đen nè.
lỡ nữa là vậy đó. Để tí đi vàng là cái chậu rất màu vàng. Ừ. Nè chốt cái cây này chị Linh nè, 88 á chị, 88 à, quá đắt nè. Cái này chốt cho chị Trinh nha, cây medium phú vàng đỏ cho mình nha. Trời ơi, đang nụ, nhà đang chùm nụ chị nè, 250 á chị Trinh, 250 nha, chốt chị Trinh cái chậu nè, 250, 250 một cây. Để em ra cái cây này chứ. Mấy bữa nay này là cứ 1 giờ mới ngủ, 1 giờ mới ngủ. Đó vậy, vậy gái mày gái chắc 3-4 giờ. Tôi ngủ mất rồi là đầu đã không mở hết tâm. Tôi chắc cục sạc, điện thoại nó gần hết chặt nguồn, tôi chắc cục sạc chưa. Tôi bấm điện thoại chắc là hỏi đầy điện. Cái phòng bấm hết là hết điện. Ông mấy sáng mà nổ con trăng này không? Ba con trăng này nổ thành đứt ống luôn. Trời, cái nó ra xị. Mệt. Rồi lấy lên cái này cho mấy chị nè. Em có cách đỏ nè, cách cam nè, mấy chị cách cam chứ không? Đưa cái mặt bông cách cam thì coi cái chậu bông nhiều lắm lên. Cách cam cũng 250 mà cách vàng cũng 250. Cái này cách cam nè. Đẹp chưa không? Phải chứ. 250 trong này luôn, chị nào có chốt chốt 250 nha. Thích cái lụ, em lụa nụ cho. Đây là cái cách mini Phú nè. Mà nó màu cam đậm nè mấy chị. Chùm nhìn nó ai nó đẹp phải không? Cái này bỏ cho chậu sứ nó đẹp gì đâu luôn á. 250 cái chậu này nha. Còn chị nào thích lấy chậu nụ, cái này là nở rồi. Anh chị nào thích lấy chậu nụ, em lấy chậu nụ về chơi chơi. Nè cái này là cách cam nha. Cam lấy cho chị Minh Như ở đâu? Minh Như ở đâu? Địa chỉ ở đâu chị Như? Địa chỉ ở đâu ạ? Phải biết nếu mà ở xa lựa cho cái nụ về chơi. Còn cái chị nào ở gần gần thì em lựa cái nở này về chơi được. 250 cái này nè, đẹp quá trời luôn. Chị địa chỉ ở đâu chị? Để coi nếu mà xa quá thì em lựa cái nụ đi chơi. Thêm một cây cam nụ cho chị Nguyễn Trinh kìa. 250 cái cây á mấy chị. 250. Bánh te hả? Minh Như. À, quận 7 Hồ Chí Minh đúng không? Ok chị Như quận 7 nè, lấy cái cây này nha. Quận 7 cho bông được. Quận 7 này cho chị Minh Như nè. 250 nha. Hồ đẹp đỏ mộng hả? Đỏ cherry. Giờ có đỏ cherry chứ không có đỏ mộng. Đỏ cherry. Đỏ cherry phía sau em là 175.000 á chị Bích Thủy. 170. À chỉ ghi là đỏ đậm. Mà mình đọc ra là đỏ mộng. Ok, để em tí nha. Cái màu cam có nụ nữa. Để em đợi cho cái cam nụ cho chơi. Đợi dùm cái cam nụ đi. Cái cam đợi dùm cái cam nụ đó. Là cái xét cái chậu nào màu cam á là nó màu cam. Cái chậu nào màu vàng là cái cánh nó vàng. Vậy là em buồn ngủ ghê luôn á chị. Chị có nghe đâu? Nè chị Trinh ơi, đang chơi chị Trinh có nở nè, có nụ chị Trinh chơi là chùm nụ nè. Bên đây là mèo đậu luôn nè. Ở đây mèo đậu chị nè. Ở đây cam có nụ chị Trinh luôn nè. Cho chị Trinh cái này nha. Có cam nụ luôn à. 250 một cây mấy chị, cái này là cát mini Long Phú. Nè cái này cho trước chị Trinh cái nụ luôn, gặp đơn nha. Anh chị đừng chốt cam, chốt mấy chị có nụ cho chơi. Đẹp quá không? Bền. Cái dòng này cho bông quanh năm cho mấy chị chịu nắng tốt. Giống là hàng tem đó mấy chị, hàng tem đó. Ê, còn cây này sao đi bỏ cây ra trời. Cây này đây là mẫu đi. Nè cái cam này đang nụ luôn nè mấy chị, 250. Cái mèo này đậu bông nha. Mèo đậu bông luôn cho mấy chị, cam kết đậu bông của mèo này luôn nè. Bên đây là mèo đậu bông luôn nè. Ở đây có chùm nụ cho mấy chị chơi luôn nè, ở trên đây có chùm nụ luôn nè.
Chậu này là 250 nha, màu cam này. 250 cái chậu này nha. Đừng có nở hả? Có chùm nở còn mấy chùm kia nụ không à? Không chùm nụ luôn mà. Chị đừng coi, chị coi như là đừng có tính cái chùm nở đi. Chị đừng có coi như là chị đừng có tính chùm nở đi. Cái này nè. Cam chốt cho chị Yến Nguyễn 250 này lên để chỉ cho em mà. Tiếp tục cây cam đang nụ cho mấy chị nè, 250 nè. Đẹp quá trời luôn, cái này nụ nhiều luôn mấy chị ạ. Cam nụ nè. Cái mèo mèo bên đây cũng đầu bông luôn nè. Nụ nè. Cái này bung ra cho mấy chị hết là hết sảy con 17 luôn á. 250 cái chậu cáp mini đường phố này cho mấy chị. Mặt ba của nó như hình. Nó còn nhiều khi nó còn chuyển màu đẹp như thế này cho mấy chị. Hàng cách Đài nha. Cái là cách Đài Loan á mấy chị, người ta trồng bằng giống chi lê đó. Giống chi lê đó chứ không phải là cây cam đỏ là. Đến xuân rồi về đó, chị Ngô Đào thích màu gì chú rồi đó nha. Chốt cây cam nụ nhiều này chốt cho chị à. Thảo Quỳnh đi, chị Thảo Quỳnh ơi. Nè đang nụ nè. Thảo Quỳnh nè. Cái này là màu, nó chuyển màu rồi đó chị. Cái màu vàng cam này nó chuyển màu chị đó. Nó chuyển màu rồi đó. 250. Tại vì cái mặt cam này nó sẽ không cố định cho mấy chị. Nó sẽ chuyển màu cho mình từ màu cam nhạt sang màu cam đậm như thế này. Hoặc là từ cam đậm sang cam nhạt. Còn cái màu vàng là màu vàng lửa đỏ. Vàng lửa đỏ là cái hồng này. Đây cho coi. Đây vàng lửa đỏ là cái hồng này cho giùm em. Vàng lửa đỏ nha, cái này là vàng lửa đỏ. Cây cam này đang nụ đẹp đó nè mấy chị. Một cây cách nụ này cho chị Nguyễn Hồng nè. Nguyễn Hồng cái chậu cách nụ này 250 luôn nha. Nè cảm ơn chị Nguyễn Hồng đang nụ nè, chùm nụ cho mình nè, 250 chậu cách này em cảm ơn ạ. À. Quá đẹp. Nè nó có nở nè. Đây nó có nụ nè mấy chị ạ. Nụ nè. Nụ nè. Mèo đậu bông đang nụ nè. Ở trong đây đang có nụ nè. Ở đang có nụ mấy chị nè. Chậu này là 250 luôn. 250 cắt cam nha, cắt cam. Đang có nụ cho mấy chị. Nó chuyển màu đó mấy chị thấy không? Con hoa nó đâu cố định đâu, nó chuyển màu cho mình đó mấy chị. 250 cái chậu cát này, bền lắm. Nó là dòng cát tem. Mấy chị coi người ta trồng bằng giống chi lê. Hàng này lon chuẩn mấy chị 100% nha. Hàng Thái Lan nó ra ít bông á. Còn hàng này lon của mình nó mấy chị ra được là mấy chùm bông không à. Này chùm bông của nó nè. Chùm bông của nó nè. Trong đây đang có nụ nữa nè. 250 cái chậu cát này ạ. 250 nha, có nụ nha. Chị ơi, nợ duyên không có là bên em đóng rồi, em không gặp được đâu à. Không có gặp được đâu nha. Không có gặp được đâu á. Lên đơn mới giùm em chứ không có gặp được đâu. Đơn nó ra từ sáng rồi ạ. Chậu này cho ai ta? Chị Lê Thảo nè, Lê Thảo chút trước lên đây chỉ giùm em. Chị Thảo ơi, lên đây chỉ giùm em cái chậu này em rưỡi đi. Em lựa cho chị Nguyễn Tiết cái chậu đẹp chi tiết đi. Chậu cam đẹp lục lên. Chị Thảo lên đây chỉ giùm em nha. Ok chị, nợ duyên là mẫu hoặc ra nợ duyên không có đó kìa. Cam á, chị kiếm cam gì đi. Hết luôn. Chị Tiết đem xíu kiếm cho. Chị Tiết lấy màu vàng nữa đỏ được không chị Tiết? Vàng nữa đỏ.
thay vì màu cam này thì nó ra màu vàng lửa đỏ cho mình. Vàng lửa đỏ nó đắt hơn rồi đó. Để em kêu Lộc lên nó kiếm. Game hả? Game chơi đầu like rồi. Game chơi đầu like rồi anh ơi. Anh Băng Mai ơi, nắng Băng Mai nữa. Nguyễn nắng Băng Mai nữa. Trời, cái tên nắng tượng ghê gớm luôn. Game chơi đầu like rồi. Trời, chứ Văn Linh Thị bằng kiếm tiền à? Tết nhất tới nơi rồi. Bằng kiếm tiền. Đúng không chị Tiếp Vân? Em có để em kiếm cho. Mời gì? Vàng không có cam à? Mấy chị có vàng đẹp quá nè. Chị Tiết ơi, em có màu vàng lưỡi đỏ này chị Tiết. Đồ nhiều lắm luôn. Hồi đẹp mini hả? Em bán quá trụ, rất mini luôn đó vậy. Nụ quá trời luôn nè. Cái màu này màu vàng lưỡi đỏ này chị Tiết ok em chị Tiết? Da mua nữ hồng à? Thôi giờ mua lại đi chị Lê. Bữa da mua nữ hồng rồi giờ mua lại đi. Nè cây lộn nụ luôn nè, 250 nụ nè. Cái vàng lửa đỏ nó còn đắt hơn cái cam nữa đó, nghe coi nè. Cái này 250 nha mấy chị, mini đồng phú đó, 250 cái vàng lửa đỏ. Chốt vàng chốt em 250 nha chị Liên, giờ rảnh rỗi lắm á chị Liên. Nè cái vàng lửa đỏ đẹp chứ bộ. Bà đã kiếm cái nụ cho nụ nhiều chút nữa không có đâu, cỡ đó à. Vàng nó cái thân nó nhỏ hơn cái cam mấy chị, thân nó lùn không. Hân hỉ đi chị Liên ơi, lấy chị một vàng lửa đỏ với chị Thiện Nguyễn nè. Ok, lấy cái cây này nhiều nhiều chị Thiện Nguyễn nha. Nè bông vàng lửa đỏ đẹp chết luôn biết chưa, bông tràng bị cắt bị kéo rồi. Chị Tiết hả? Để lùi chị Tiết cái vàng lửa đỏ luôn nhiều chị. Này làm bông liên tục mấy chị, nó tàn bông ra bông mới à. Đẹp quá trời luôn chứ bông. Nè cho chị Tiết cái cây vàng lửa đỏ đang nụ nè, 250 nè. Cây màu cam còn nở không mấy chị ơi? Màu cam còn nở mà. Bán thật tình á, nói thật tình luôn á. Cây là vàng lửa đỏ đang nụ. Lừa nụ nhiều bù đi cho chị đi hả? Cây còn vàng lửa đỏ nữa. Bù nhiều. Đợi tí đi, lựa cho. Cái cây đó còn vàng lửa đỏ không cái gì? Cái vàng lửa đỏ nó thật sự ra thì nó đắt hơn là cái màu này, đắt hơn này nhỉ. Đi kiếm cho. Giờ buồn ngủ chị Liên ơi. Đi dạo vòng thành phố cho nó tỉnh nè. Lấy kem đang cầm ở cái này á chị. Cây này nó nổi nhiều nghe, em sợ về chị nó héo bông á. Nó cũng có còn nụ. Nó cũng còn nụ bên đây. Mình sợ về chị nó héo bông á. Ok không em chốt? Nó trước á. Sợ về chị nó héo bông. Ok thì em chốt nè, mặt bông quá nè, đẹp không? Cây này lùm thiệt, nó là lùm thiệt. Cam là có lùn nhiều rồi đó nha. Cái lùn nữa. Cam là nó không nói nữa.
chốt cho chị Liên chậu này đi. Chốt cho chị Liên cái chậu này đi. Nè đang nụ nè. Mèo nè. Nụ nè. Chốt cho chị Liên cái chậu vàng lưỡi đỏ này nha. Không cần phải kích hoa đâu. Cho chị Minh Thư một cây vàng nụ nhiều quá. Cây đang chụm nụ lớn với chị nè. Cây lùm nè. Minh Thư nha, thêm cây nè, 250. Minh Như. Có cái vàng nụ rồi đó mấy chị. Cây này vàng nụ nhiều mà cây lùm luôn nè. Ok chị lúc nãy chị tiết nụ nha. Ok chị tiết. Có gì đâu thanh chị Lên. Không có gì thanh hết trơn á. Nè. Cái này nè đẹp không. Kêu nó là vàng lưỡi đỏ. Mini đường phố vàng lưỡi đỏ. Cây nó đang nụ nữa nè. Chốt anh này lấy. Chốt anh lấy 250 một cây nha. 250 một cây. Hai trăm rưỡi một cây nha, có chốt chốt em 250. Chốt cho chị Khanh cái này, em cảm ơn chị Khanh 250 á. Chậu này hả? Chậu này em ghép tới 7 cây đó mấy chị. 7 cây đó. Hàng ghép chậu là 220. Còn thôi thường thì em mắng cây không à. Mắng cây là 190 một cây. 190 một cây giùm em. Có cây chớp mà đẹp quá trời mấy chị thấy không? Đây Lộc Lê buổi sáng buổi tối lên nó đẹp cái Lộc Lê. Dán số vô đi. Lên cho cái cây mini tím này mấy chị bán mini cho mấy chị đi. Cái mini tím đang cặp 280.000 à. Mấy chị chốt đi em thấy nó đẹp mà đứa cái chậu mẫu chị đây. Chậu mẫu này ghép 3 cây nè. Tím sọc á. Tím sọc á cưng. Dạ. Cho coi cái chậu rồi nè mấy chị. Ghép 3 cây cũng đẹp. Còn được có mấy cây lên bán cho rồi luôn. Nè. Mấy chị đếm ơi. Chậu này là 3 cây thôi đó mấy chị. 3 cây mà ghép vô chậu thế này nè. Là tức là có 420.000 thôi đó. 140 đi tối thiểu ít nhất là cặp 280.000. Cặp 280 nha. Ok chị Minh Thư, để Minh Như để em kiếm nha. Một cặp 280 chị Như. Như lấy lại 3 cây đi. Cái này là em ghép 3 cây nè chị. 3 cây mình ghép vô chậu cho nó xum xuê. Xum xuê nha. Đen sân đó là màu trắng hồng đen chứ không phải là tím hồng đen, trắng hồng đen. Trắng hồng đen. Bàn táo với salon em một cây giá 190 một cây á. Chị Trân Dung, nhưng mà để em lấy cái này em lựa cho em. Cái này em ghép mẫu cho mấy chị coi luôn á. Để chị Thư ơi, chị Như để em tí em lựa chị Thư Như coi nè. Cái này là 3 cây. Em ghép vô chậu nè chị. 3 cây em ghép để vô chậu nè, ghép mẫu á. Cây của em cũng lựa cho mấy chị cây hai ngồng đẹp đàng hoàng nha. Không phải cây xấu đâu mà sợ. Em cắm vô là cái cây nè. Cái cây này có luôn những cây em lựa là mấy chị nè. Cây cao cây thấp không có đều mà ghép lên cái chậu như nó đẹp đúng không? 3 cây. Cứ một cặp của nó là 280, mấy chị nên lấy 3 cây đi. 3 cây thì ghép nó xum hơn. Đẹp ghê chứ không? Ừ, mình ghép chơi, mình chưa có uống, chưa có trang trí luôn á. Nè, lựa 3 cây đẹp cho chị nè. 3 cây nè, cũng là 2 ngồng nè.
Em lựa cho chị ba cây nha. Về chị ghép với Trang vậy cho em. 174 xã cho đem ra xương nha. Này chị Như nè, chị Như ba cây nha. Cái là tím tím đỏ đỏ giùm em không á chị. Tím đỏ nha. Ba cây nè. Ba cây nè. Chốt cho chị Nhung Nguyễn cặp 28 xã cây ô điệp hồng. Lấy cây còn được nhiều nhớ Yến. Xã một cây ô điệp hồng. Ok, thích được nhiều đúng không? Có được nhiều. Thì anh chị nào tính luôn chậu công ghép luôn á thì cứ lên 220. Chậu 7 cây nhân lên mấy chị. Chậu 7 cây nhân lên 220, 7 nhân 220. Chốt cái cây này cho chị Nhung Nguyễn nè. Đẹp không? Đủ không hả? Nhung Nguyễn 2 cây nè. Lấy thêm 2 cây đó. Cái lòng đựng đỏ nha mấy chị. Ê lấy thêm chị mấy cái lòng đựng đỏ còn không lên. Hết luôn ạ. Đây đẹp quá nè. Em lấy cái còn biết sao được mấy cây đó mấy chị. Dạ ba cây của nó là dạ một cặp của nó là 208 mấy chị Trần Dung ơi, cặp 208. Mấy chị lấy ba cây ghép vô cho nó đẹp mấy chị. Ba cây cây giống như cái chậu phía sau em ghép á. Đây. Ba cây bung ra giùm em nha. Nè. Ghép vô chậu giùm em, ghép là nó sần sâm giống như cái chậu phía sau em ba cây đó mấy chị, ba cây á. Cái này em túm lại chưa có bung ra nè. Cái này là cái này tím lửa đỏ nha mấy chị, một cặp của nó là 280.000. Đi một cặp tối thiểu là một cặp nha. Em không có chốt một cây. Tối thiểu là một cặp giùm em. Một cặp là 280. Bung ra cho mấy chị coi. Ok. Này một cặp như thế này là 280.000 giùm em nha mấy chị. Mấy chị lấy em lấy cái chồng cái sao là ghép ba cây đó tùy thích mấy chị, nhưng mà lấy ba cây ghép cho nó sum, ghép cho nó đẹp mấy chị. Màu hồng lửa đỏ. Hồng lửa đỏ này một cặp 280.000 nha mấy chị. Hồng lửa đỏ cặp 280. Cặp 280 nha. Đây cũng cái đâu hết rồi đó. Tao vô cái sẵn xong hết chưa? Chưa má ơi, chưa sẵn. Còn hỏi chưa chung bao phí biết được. Hôm nay mà đâu có mấy hồi đẹp lắm, mấy lâu lắm, mấy lâu mà không lâu. Ừ. Bình tĩnh cơ. Bình tĩnh. Thôi có gì đâu mà lạ, bữa đập điện thoại xong. Tôi giận yêu đập điện thoại. Gì? Giận mà đập luôn hả? Ừ. Hàng gì xài hai cái mà. Anh chị nào có chốt hồng lửa đỏ chốt em nha, cặp 280 nha. Em offline luôn nha mấy chị. Cặp cho Kiều Trần này 280 này, lên số nào địa chỉ giúp em luôn đi chị ơi. Kiều Trần cặp này 280 nha. Lên số nào địa chỉ giúp em luôn ạ. Lên liền số nợ giùm em đi chị Cầu Trần ơi. Cặp 280.000. Cây hai ngồng hết đó nghe mấy chị. Ở ngoài. Còn á chị Kim Cương ơi, còn ạ. Cho em xin cái địa chỉ luôn nha, chị Kiều Trần có số nợ kìa. Em xin thêm cái địa chỉ nha, hoặc là có thể chị inbox địa chỉ của Messenger giùm em luôn nha. Tưới
nhớ nước chia gốc giùm em với chị Phương Nguyễn. Em offline, có tối gì tối em lên live với chị nha. Tối vô coi lựa live đi chị Kiều Trần ơi, tối nha.